Bát gia tái thế, Trần Đức. Tập 2. Trần Đức cũng bước lên sân đấu, hai người bọn họ đứng cạnh nhau không khỏi khiến cho người ta phải so sánh, cảm thấy Trần Đức trông tồi tàn hơn rất nhiều. Trên người anh đang mặc một bộ quần áo rẻ tiền, biểu hiện thì lờ đờ trông rất không chuyên nghiệp. Anh Vương cố lên. Anh Vương hãy dạy cho anh ta một bài học nhớ đời đi. Ngay khi hai người bước lên sân đấu thì bên dưới đã vang lên rất nhiều thanh âm kích động, các thành viên của câu lạc bộ võ thuật đều đang hăng máu gào lớn, đặc biệt là những người đã từng bị Trần Đức dạy cho một bài học thì lại càng gào lớn hơn những người khác, bọn họ rất muốn nhìn thấy Vương Hạo Minh thay bọn họ đánh chết Trần Đức. Tiền Bình cũng có mặt trong đám đông, thậm chí trên tay còn chuẩn bị sẵn điện thoại di động để quay lại những cảnh tượng đáng xấu hổ tiếp theo của Trần Đức. Cái tên này đúng là ăn gan hùm mật gấu rồi nên mới dám thách thức Vương Hạo Minh. Còn không phải sao, chính mắt tôi đã từng nhìn thất Vương Hạo Minh chặt đứt một thân cây chỉ bằng một chưởng, sức mạnh của anh ta khủng khiếp đến mức nào chứ, cả cái học viện này làm gì có ai là đối thủ của anh ta đâu. Cái tên sinh viên chuyển trường này có lẽ trước đây đã quen với việc vinh váo ở trường cũ, cho nên chuyển tới đây sinh thói bê con không sợ hổ cũng là chuyện bình thường. Trong đám đông vang lên rất nhiều tiếng xì xào bàn tán, chỉ có Lâm Giao đang chăm chú theo dõi tình hình trên sân đấu, cô là người duy nhất tin rằng Trần Đức có thể đánh bại Vương Hạo Minh. Tống Ngư Yên cũng đang theo dõi, cô ấy thì hy vọng Trần Đức sẽ bị đánh bầm dập mặt mũi sau đó xấu hổ mà nghỉ học, cô ấy sẽ bồi thường cho Trần Đức một khoản tiền để cho anh rời đi, như vậy thì cũng không tính là hủy hôn ước. Tô An Khê thì khác hai người bạn của mình, cô ả không thích Trần Đức một chút nào. Cũng chưa bao giờ nghĩ rằng Trần Đức có thể thắng, cô ả đang đắc ý chờ xem Trần Đức sẽ bị đánh thê thảm như thế nào. Anh bạn, tôi tên là Vương Hạo Minh, Vương Hạo Minh nắm quyền thủ thế rồi nói với Trần Đức. Trần Đức, tự bát hoang. Trần Đức thấy rằng Vương Hạo Minh cũng không tệ, mặc dù anh ta là chủ tịch câu lạc bộ võ thuật nhưng anh ta không hề kiêu ngạo như Tôn Nhạc Dương, thái độ làm người vẫn khá khiêm tốn. Theo quy tắc thì cả hai phải báo danh cho nhau biết. Sau đó Vương Hạo Minh sẽ chọn ngẫu nhiên một thành viên của câu lạc bộ võ thuật làm trọng tài. Chờ một chút. Đột nhiên, Trần Đức nói. Sao, anh muốn nhận thua à? Bây giờ chịu nhận thua vẫn còn kịp, Vương Hạo Minh hỏi, sau đó ở bên dưới ngay lập tức vang lên tiếng la ó. Ai cũng cho rằng Trần Đức sẽ tự nhận thua. Không phải, tôi nhìn cước bộ của cậu thì có vẻ như cậu đang luyện taekwondo, tôi chỉ muốn nói rằng tôi không biết đánh theo kiểu của taekwondo. Trần Đức nói, để cho công bằng thì tôi nghĩ cậu nên dạy trước cho tôi vài chiêu, thế nào? Gì? Đám sinh viên bên dưới đều nghĩ rằng mình đã nghe nhầm. Bây giờ Trần Đức đang muốn học vài chiêu taekwondo sau đó lại dùng taekwondo khiêu chiến người đã luyện taekwondo nhiều năm như Vương Hạo Minh sao? Cái tên này bị điên rồi à? Không bắt buộc nhất định phải dùng lối đánh của taekwondo, anh muốn đánh kiểu gì cũng được, Vương Hạo Minh tràn đầy tự tin nói. Cho dù Trần Đức có tung ra quyền cước gì thì anh ta cũng không sợ. Không, cậu vẫn phải dạy cho tôi vài chiêu trước, Trần Đức lắc đầu, nghiêm túc nói, nếu như tôi dùng môn võ mà tôi thành thạo thì chỉ sợ sẽ lỡ tay giết chết người. Vẻ mặt của Trần Đức rất nghiêm túc, anh đang nói thật, khi di chứng phát tác mỗi 3 tháng một lần thì khí xuất hiện trong quá trình tu luyện âm dương kinh bên trong cơ thể anh sẽ trở nên rối loạn, không thể kiểm soát được. Ví dụ như đêm qua anh chỉ định dạy cho thuộc hạ của Phì Tứ một bài học, không ngờ lại đánh bọn chúng đến mức hôn mê, có tên còn bị gãy nát xương cốt. Nhưng bọn chúng dù sao cũng chỉ là người bình thường, cho nên ngay trừ trước khi ra tay thì Trần Đức đã có thể kiểm soát được phần lớn lực đạo của mình. Vương Hạo Minh thì khác, anh ta là cao thủ đai đỏ taekwondo, rất khó để khống chế được lực đạo của bản thân khi phải đấu với một cao thủ như anh ta. Trần Đức nói rất nghiêm túc. Nhưng các sinh viên đứng xem đều bật cười chế giễu. Ha ha, cái quái gì vậy? Anh ta sợ bản thân không khống chế được sẽ đánh chết anh Vương sao, anh ta nghĩ mình là cái thá gì chứ? Tớ đã từng gặp nhiều người không biết trời cao đất dày nhưng chưa từng gặp ai không biết trời cao đất dày như anh ta. Tô An Khê cũng nở nụ cười chế giễu nói, sự khinh bỉ trong ánh mắt không thể nào giấu giếm được. Hừm, phải để anh ta bị Vương Hạo Minh đánh một trận thì anh ta mới biết mặt. Tống Ngữ Yên cao ngạo nói, nhưng không biết tại sao trong lòng của cô ấy cũng cảm thấy có chút lo lắng, cô ấy tự an ủi mình rằng chắc có lẽ là vì giữa hai người còn có hôn ước với nhau cho nên cô ấy mới cảm thấy như vậy. Giao Giao, Tống Ngữ Yên hô hô tay trước mặt Lâm Giao đang nhìn chăm chú vào Trần Đức rồi hỏi, cậu đang nhìn Vương Hạo Minh hay nhìn Trần Đức vậy?
Tớ nhìn cả hai, cậu nói xem anh ấy có thắng không, Lâm Giao hỏi Tống Ngữ Yên. Ai mà biết được, anh ta kiêu ngạo như vậy, nói không chừng còn là cao thủ võ lâm ẩn thân, Tống Ngữ Yên còn chưa kịp đáp thì đã bị Tô An Khê giễu cợt nói xen vào. Mấy người mê võ thuật bên dưới không biết Tôn Nhạc Dương và Trần Đức có mâu thuẫn từ trước, ngay từ đầu còn có chút thương hại Trần Đức, dù sao thì thể trạng của anh và Vương Hạo Minh cũng không cùng đẳng cấp, Vương Hạo Minh cao hơn 1m8, nặng hơn 80kg, đánh với anh ta thì Trần Đức chắc chắn sẽ gặp bất lợi. Hơn nữa Vương Hạo Minh còn là cao thủ đai đỏ, mà Trần Đức thì chẳng là gì cả, con người ta trời sinh đã có tấm lòng cảm thông cho kẻ yếu. Tuy nhiên Trần Đức lại kiêu ngạo đến mức khiến lòng thông cảm dành cho kẻ yếu thế của khán giả biến mất, thay vào đó còn khiến cho bọn họ cảm thấy anh là một kẻ không biết trời cao đất dày. Trần Bát Hoang, anh còn điên cuồng hơn cả tưởng tượng của tôi, cho dù hôm nay anh có khả năng đánh chết tôi thì tôi cũng không bắt anh phải chịu bất cứ trách nhiệm nào. Chú ý! Trên sân đấu, Vương Hạo Minh nở nụ cười chế giễu, anh ta thực sự không tin rằng Trần Đức có thể gây ra bất cứ nguy hiểm nào cho mình. Ngay sau đó, trước khi trọng tài tuyên bố bắt đầu thì anh ta đã bày ra tư thế khai cuộc trong Taekwondo rồi tung quyền về phía Trần Đức. Trần Đức dễ dàng né tránh một quyền này mà nét mặt của anh vẫn bình tĩnh như trước, Vương Hạo Minh dù cảm thấy hơi bất ngờ nhưng ngay sau đó lại tiếp tục tung ra thêm mấy đường quyền. Đấm thẳng, đá sườn, đá cao, phi thân đá, tất cả các đòn đánh đều đã được anh ta tung ra. Trần Đức chỉ liên tục né đòn chứ không hề ra tay, nét mặt của anh vẫn bình lặng như mặt nước không gợn sóng, lúc này anh mới phát hiện ra cái tên nhóc này chẳng mạnh bao nhiêu, còn thua xa mấy vệ sĩ hôm trước anh gặp ở thị trường nhân tài. Kẻ mạnh hơn tên nhóc này ở thế giới ngoài kia không biết có tận bao nhiêu người. Đừng nói đến thế giới ngoài kia, ngay cả trong học viện này thì chắc chắn cũng có không ít mạnh hơn Vương Hạo Minh. Sau khi mấy chiêu liên tiếp của mình bị đối phương dễ dàng tránh được thì Vương Hạo Minh cũng cảm thấy có chút nóng nảy, anh ta quát lên, anh chỉ biết né tránh thôi hay sao? Với chút thực lực này của anh mà cũng dám thách thức câu lạc bộ võ thuật. Trần Đức lại rút lui, lúc này anh đã đứng sát ngoài rìa của sân đấu. Theo quy tắc thì nếu như anh rơi xuống đài xem như anh đã thua, Vương Hạo Minh dường như đã nắm chắc thắng lợi, anh ta lại phi thân đá về phía trước, một cước này sử dụng lực đạo càng mạnh hơn trước, tốc độ cũng nhanh hơn rất nhiều, vô cùng uy lực, nếu như người bình thường bị đá trúng một cước này thì nhất định sẽ hôn mê bất tỉnh. Trần Đức vừa định thần lại thì đã thấy Vương Hạo Minh đá tới, anh cũng không nương tay nữa, ngay lập tức nâng tay tóm lấy đùi phải của Vương Hạo Minh. Đồng thời chân của anh cũng đã đá ra một cước hướng về phía chân trụ của Vương Hạo Minh. Bốp! Trần Đức đã tung một đòn chặt vào ngay đùi trong của Vương Hạo Minh, ngay lập tức Vương Hạo Minh đã cảm thấy chân vừa tung cước của mình mềm nhũn ra, rồi một cơn đau dữ dội lại ập đến. Chân trụ của Vương Hạo Minh cũng không khá hơn, lúc này cái chân đó đã bị Trần Đức đá mạnh vào khiến cho anh ta không thể nào đứng vững nổi nữa, liền ngã đập mông xuống đất. Á! Sắc mặt của Vương Hạo Minh trong phút chốc đã trở nên tái nhợt, anh ta ôm chặt chân mình mà không nói được lời nào, chỉ có thể co quắp trên mặt đất. Một đòn chặt của Trần Đức có sức mạnh giống như một cái rìu bổ thẳng vào chân anh ta, khiến cho anh ta cảm thấy xương cốt của mình đều đã bị chặt gãy đến mức không thể nào đứng dậy được nữa, mồ hôi lạnh liên tục đổ ra. Trong khoảnh khắc đó, đám sinh viên bên dưới sân đấu bao gồm cả mười mấy thành viên của câu lạc bộ võ thuật đều há hốc mồm. Thua rồi sao? Anh Vương, mau đứng lên đi. Anh Vương, mau đứng dậy đánh chết nó trả thù cho em, Tôn Nhạc Dương quát lên. Các thành viên của câu lạc bộ võ thuật đều phẫn nộ không thôi, chủ tịch câu lạc bộ võ thuật của bọn họ mạnh mẽ vô cùng, không ai có thể tin anh ta lại ngã xuống một cách dễ dàng như vậy. Nhưng sự thật vẫn là sự thật, cho dù bọn họ có la ó cỡ nào thì Vương Hạo Minh cũng không thể đứng dậy. Con mợ nó, vậy là thắng rồi sao? Đám sinh viên vây xem đều bị sốc, bọn họ đều là người tập võ hoặc là người mê võ, bây giờ nhìn thấy Vương Hạo Minh bị đánh bại một cách dễ dàng như vậy thì tín ngưỡng của bọn họ cũng đã bị sụp đổ ít nhiều. Sắc mặt của Tiền Bình lại còn khó coi hơn, trước đó hắn thậm chí còn buông lời thô tục mắng chửi Trần Đức, hắn đã chắc chắn rằng Trần Đức lần này sẽ bị đánh đẹp mặt, thế mà bây giờ hắn đang đứng chết lặng trợn to hai mắt, Trần Đức mạnh mẽ đến như vậy thì còn có ai giải quyết được nữa. Xem ra chỉ có thể tìm cách khác. Không phải Vương Hạo Minh rất mạnh sao, sao anh ta lại thua dễ dàng như vậy? Xem ra cái tên mới chuyển tới này cũng có bản lĩnh đó, thảo nào anh ta lại kiêu ngạo thế, thì ra là mạnh đến như vậy.
Đám sinh viên dưới sân đấu đều đang bàn tán xôn xao, không thể tin được những gì mà mình vừa nhìn thấy, vốn dĩ ai cũng nghĩ Trần Đức chỉ là bê con không sợ hổ, không biết trời cao đất rộng. Bây giờ xem ra cái tên này hoàn toàn không phải là không biết trời cao đất rộng mà là tự biết bản thân mình có bản lĩnh lớn. Lâm Giao theo dõi Trần Đức với tâm trạng hết sức mê đắm, nhưng cô che giấu rất tốt bởi vì cô sợ sẽ bị Tống Ngữ Yên đang há hốc mồm bên cạnh mình phát hiện ra. Còn Tô An Khê thì đang cau mày, trong lòng có chút không vui. Cô ả nói, hóa ra Vương Hạo Minh này cũng chẳng lợi hại lắm, anh ta luôn khoe khoang rằng mình là cao thủ võ thuật số 1 trong học viện, thế mà thực lực chỉ được có thế, chỉ có một mình Trần Đức mà cũng không thể xử lý được, thật mất mặt quá đi. Các thành viên của câu lạc bộ võ thuật đều chạy đến để kiểm tra thương tích của Vương Hạo Minh, nhưng họ không phải là bác sĩ cho nên họ không thể nhìn thấy được gì. Tôi đã bảo cậu dạy cho tôi vài chiêu trước rồi, Trần Đức không còn cách nào khác, anh đã cố hết sức khống chế lực đạo của bản thân, đòn vừa nãy anh chỉ dùng khoảng 30% sức mạnh bình thường mà thôi. Tuy nhiên, 30% sức mạnh của anh cũng không phải là thứ mà người bình thường có thể chịu đựng được. Trần Đức không có ác cảm gì với Vương Hạo Minh cho nên cũng tiến tới nói, để tôi xem. Mày giả vờ làm người tốt cái gì, cút, Tôn Nhạc Dương khó chịu nói. Chủ tịch bị như vậy còn không phải là tại vì mày hay sao? Cút đi. Đúng vậy, anh ra tay nặng như vậy làm gì? Con mợ nó, anh em mau xông lên trả thù cho chủ tịch, không phải thằng này đã thách thức toàn bộ câu lạc bộ võ thuật chúng ta hay sao? Chúng ta cho nó toại nguyện. Tôn Nhạc Dương thêm dầu vào lửa, Tiền Bình ở bên ngoài sân đấu cũng chấp thấy cơ hội mà quát lớn. Đúng thế, anh Vương bình thường đối xử tốt với chúng ta như vậy, chúng ta không thể dửng dưng đứng nhìn được. Tên này quá ngông cuồng, còn muốn giải tán câu lạc bộ võ thuật, chúng ta phải dạy cho nó một bài học. Đúng. Mười mấy thành viên của câu lạc bộ võ thuật lúc này đều đã thủ thế chuẩn bị ra tay với Trần Đức để cứu lấy thể diện của câu lạc bộ võ thuật. Có hai người trong số mười mấy thành viên của câu lạc bộ võ thuật đã khiêng Vương Hạo Minh xuống chuẩn bị đưa đi trạm y tế. Trần Đức liếc nhìn Vương Hạo Minh. Anh vốn không biết khả năng chịu đòn của Vương Hạo Minh có tốt hay không nhưng khi vừa nhìn thấy Vương Hạo Minh lần nữa thì ánh mắt của anh đã ngay lập tức thay đổi, hai hốc mắt nóng lên một cách kỳ lạ. Không biết có phải là do ảo giác hay không nhưng trong một thoáng chốc thì ánh mắt của anh lại giống như tia X có thể nhìn xuyên thấu xương chân phải của Vương Hạo Minh và thấy nó đã bị gãy. Chuyện gì thế này? Trần Đức nheo mắt nhìn về phía trước thì ánh mắt liền trở lại bình thường, anh không thể nhìn thấy xương chân gãy của Vương Hạo Minh nữa. Xem ra đúng là ảo giác. Trần Đức thở ra một hơi, rồi tự nhiên hai hốc mắt của anh lại nóng lên trở lại, lập tức nhìn thấu vào xương của Vương Hạo Minh một lần nữa. Anh kinh ngạc không thôi. Khi anh vừa mất tập trung thì sức nóng ở hai hốc mắt liền biến mất và ánh mắt của anh cũng trở lại bình thường. Khi anh tập trung muốn nhìn thấu xương cốt của Vương Hạo Minh thì hình ảnh xương cốt của anh ta lại hiện lên trước mắt anh lần nữa. Trần Đức liên tục thử nghiệm chuyện này cho đến khi Vương Hạo Minh dần dần đi xa. Đây là, thấu thị sao? Trần Đức vô cùng kinh hãi, anh không còn nhìn Vương Hạo Minh và những người xung quanh bằng ánh mắt bình thường nữa, trong khoảnh khắc đó, anh đã nhìn thấy những bộ xương trắng đang đứng trước mặt mình. Cho dù Trần Đức đã kinh qua vô số trận chiến khốc liệt trong đời nhưng khi đột ngột nhìn thấy cảnh tượng này thì khuôn mặt anh cũng phải biến sắc, bất giác lùi lại hai bước. Khi sức nóng trong hốc mắt anh dần giảm xuống thì anh không chỉ có thể nhìn thấy xương cốt mà còn có thể nhìn thấy các cơ quan nội tạng. Sau khi thử nhiều lần liên tục, cuối cùng Trần Đức cũng hiểu ra rằng vì một lý do nào đó mà đôi mắt của anh đã thay đổi, ánh mắt của anh lúc này không khác gì tia X trong y học, có thể xuyên thấu vào tận bên trong xương cốt nội tạng của con người. Trong lòng Trần Đức cảm thấy khá vui sướng, đôi mắt của anh sở hữu một công năng đáng sợ đến như vậy, đối với anh mà nói thì chẳng khác gì hổ mọc thêm cánh. Nhìn thấy Trần Đức lui về phía sau hai bước, Tôn Nhạc Dương tưởng Trần Đức sợ hãi, liền lớn tiếng chế nhạo. Nhóc con, mày đã biết sợ rồi sao? Mày là cái thá gì mà dám thách thức toàn bộ câu lạc bộ võ thuật? Một thành viên khác của câu lạc bộ võ thuật cũng nói thêm vào, ha ha, Trần Bát Hoang, nếu như đã biết sợ thì hãy tự tát vào mặt mình một cái đi, để tránh cho bản thân một trận no đòn. Trần Đức vừa định thần lại liền cảm thấy không nói nên lời, mấy tên nhóc này quả nhiên rất biết cách tự tâng bốc chính mình, trình độ tự luyến hết sức cao siêu. Hừ, Trần Đức đã ra tay. Anh không nói lời nào bởi vì không muốn nhiều lời thêm nữa, anh tát một cái trúng vào thái dương của Tôn Nhạc Dương khiến cho Tôn Nhạc Dương ngất ngay tại chỗ, bất tỉnh nhân sự. Con mợ nó,
Đánh chết nó. Các thành viên của câu lạc bộ võ thuật đều tức giận, Trần Đức hoàn toàn không xem bọn họ ra gì, không ai quan tâm đến việc chăm sóc cho Tôn Nhạc Dương, tất cả mọi người đều tiến lên muốn vây đánh Trần Đức. Không ai có thể chịu đựng được thực tế này. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Đám sinh viên dưới sân đấu ngay lập tức trở nên vô cùng phấn khích, các thành viên của câu lạc bộ võ thuật đã đồng loạt ra tay, tình huống này thật sự không dễ gặp, mặc dù khán giả cũng có chút khinh thường hành vi ỷ đông hiếp yếu của câu lạc bộ võ thuật nhưng bọn họ vẫn cảm thấy chán ghét hành vi ngông cuồng của Trần Bát Hoang hơn. Trong ánh mắt Lâm Giao lúc này hiện lên một chút lo lắng, tuy rằng cô biết Trần Đức rất lợi hại nhưng vẫn không biết trình độ võ thuật của Trần Đức rốt cuộc nằm ở bậc nào. Dù sao thì câu lạc bộ võ thuật cũng có nhiều người đến như vậy, muốn đánh thắng tất cả bọn họ chắc chắn sẽ rất khó khăn. Mọi chuyện trở nên ầm ĩ đến mức này cũng đã khiến cho Tống Ngữ Yên cảm thấy lo lắng không thôi, cô ấy rất sợ sau đó sẽ có chuyện lớn xảy ra cho nên liền muốn ngăn cản. Trong khi đó thì Tô An Khê lại rất hả hê khi thấy Trần Đức bị vây đánh, trong lòng của cô ả có tính toán riêng cho nên cô ả không hề muốn có một người đàn ông suốt ngày ở bên cạnh Tống Ngữ Yên. Mẹ kiếp! Không phải chứ? Ghê gớm vậy sao? Ngay lúc Tống Ngữ Yên đang định đứng dậy để ngăn mọi chuyện lại thì cô ấy đột nhiên trợn to hai mắt, Trần Đức ở trên sân đấu đột ngột dịch chuyển giữa đám người đang vây đánh mình giống như một con tinh tinh hung hãn, mỗi một lần anh xuống tay thì đều có một người phải ngã xuống. Không đến 3 phút đồng hồ thì toàn bộ thành viên của câu lạc bộ võ thuật đều đã ngã trên sân đấu, trong một thời gian ngắn không ai có thể đứng dậy nổi, trọng tài đang đứng một bên cũng ngẩn ra. Không biết nên nói cái gì cho phải. Trần Bát Hoang, thật sự đã một mình đánh bại toàn bộ các thành viên của câu lạc bộ võ thuật. Khi người cuối cùng của câu lạc bộ võ thuật ngã xuống thì khán giả bên dưới cũng hoàn toàn im lặng, tâm trạng của ai cũng hết sức phức tạp. Mười mấy người khiêu chiến một người, cuối cùng bị một người đánh tơi tả. Trần Bát Hoang mạnh mẽ như vậy sao? Nhớ kỹ cái tên này, sau này đừng có mà gây chuyện với anh ta. Con mợ nó. Người nhà quê đều lợi hại như vậy sao? Một lúc lâu sau thì dưới sân đấu cũng vang lên tiếng bàn luận xôn xao, Trần Đức liếc nhìn trọng tài rồi bước tới nói, gọi bệnh viện đưa hết những người này đi đi, tiền thuốc men tôi sẽ thanh toán hết. Tống Thiên Vũ đã nói rằng anh có thể được đáp ứng bất cứ nhu cầu nào ở học viện miễn là có liên quan đến mục đích bảo vệ con gái của ông ấy, anh tin rằng số tiền này đối với ông ấy thì cũng không tính là gì. Trọng tài gật đầu như gà mổ thóc bởi vì anh ta rất sợ Trần Đức sẽ ra tay với mình, dù sao thì anh ta cũng là thành viên của câu lạc bộ võ thuật. Dặn dò xong thì Trần Đức cũng quay người rời khỏi phòng sinh hoạt, sau đó anh gọi cho Diệp Khánh Ngôn, kể cho cô ấy biết những gì đã xảy ra ở đây để cô ấy xử lý. Trần Bát Hoang, anh làm việc nên bớt ầm ĩ và khiêm tốn một chút để cô chủ không phát hiện ra manh mối. Nếu như cô chủ phát hiện ra anh chỉ là một vệ sĩ bình thường thì cô ấy nhất định sẽ lập tức đuổi anh đi. Anh hiểu không? Diệp Khánh Ngôn vẫn nói chuyện lạnh lùng như mọi khi. Tôi sẽ cố gắng hết sức, Trần Đức nói, thật ra thì anh cảm thấy mình đã đủ khiêm tốn rồi. Không ngờ anh cũng có bản lĩnh đó, Trần Đức vừa cúp điện thoại thì đã nghe thấy sau lưng mình vang lên tiếng nói của Tống Ngữ Yên. Võ thuật của anh lợi hại như vậy, anh không nghĩ ở lại đây với tôi sẽ rất lãng phí hay sao? Bà xã. Em nói gì thế, em xinh đẹp như tiên nữ vậy, phải tu 8 kiếp thì mới cưới được em đó, Trần Đức cười nói, chú Tống muốn chúng ta bồi dưỡng tình cảm với nhau, tôi vẫn còn đang chờ em yêu tôi mà. Trần Đức nói chuyện sỗ sàng mà Tống Ngữ Yên cũng không phải là cô gái dễ ngượng ngùng, cô ấy thẳng thừng nói, cũng chưa chắc anh đã chịu được tính khí tiểu thư của tôi. Nói xong thì Tống Ngữ Yên cũng rời đi, Lâm Giao liếc mắt nhìn Trần Đức nói, hôm nay anh biểu hiện tốt lắm, cố lên. Tô An Khê đi cuối cùng, cô ả liếc nhìn Trần Đức rồi lầm bầm nói, đừng tưởng rằng bản thân mình hay lắm, anh phải biết bản thân mình và Ngữ Yên không phải là người trong cùng một thế giới, hiểu không? Đừng phí hoài cả đời theo đuổi điều mình không thể chạm tới. Đánh nhau ở đây thì có ích lợi gì? Anh có mạnh mẽ cách mấy thì bản thân cũng chỉ ngang với đám du côn du đãng ngoài xã hội mà thôi, nghĩ vậy cho nên Tô An Khê cũng không vì nhìn thấy Trần Đức có võ thuật siêu phàm mà xem trọng anh. Ngược lại cô ả càng lúc càng cảm thấy anh chướng mắt, quả nhiên người nhà quê chỉ biết dùng vũ lực giải quyết vấn đề. Nói xong thì cô ả cũng rời đi theo Tống Ngữ Yên, Trần Đức ở lại chỉ cười trừ, anh không muốn chấp nhận người như Tô An Khê. Tô An Khê không hề thích anh, có nói thêm cũng vô dụng. Bạn học Trần Bát Hoang.
Trần Đức đang bước đi chậm rãi trong khuôn viên học viện theo ba người Tống Ngữ Yên thì đột nhiên có một người chạy đến nói với anh, bạn học Trần Bát Hoang, hiệu phó đang tìm anh đó. Hiệu phó? Trần Đức hỏi, ông ta tìm tôi làm gì? Trần Đức vừa đến học viện này một ngày thì hiệu phó đã tìm anh chưa từng gặp mặt hiệu phó của học viện này. Bạn học Bát Hoang, tôi thấy anh mới chuyển đến đây và học cùng lớp với tôi nên tôi sẽ nói cho anh biết một số chuyện mà anh cần biết. Hiệu phó tìm anh nhất định là vì chuyện của Tiền Bình, hiệu phó là cậu của Tiền Bình, ông ta rất bao che cho đứa cháu của mình, anh nên chú ý điều này. Một lát nữa gặp ông ta thì anh nên cúi đầu nhận lỗi, nhất định không được chống lại, nếu không thì hiệu trưởng cũng không cứu được anh đâu, cậu sinh viên này có chút thú vị, ánh mắt sắc bén, cách nói chuyện cũng sinh động. Ồ, thì ra là như vậy, cảm ơn cậu tên là gì? Trần Đức cười hỏi. Đàm Thu, cậu ấy nói. Thì ra cậu chính là Đàm Thu. Trần Đức bất ngờ liếc nhìn cậu ấy, ngày đầu tiên anh đến đây thì đã nghe người ta nhắc đến anh chàng tên Đàm Thu này, anh chàng này là nhân vật nổi tiếng trong học viện, có rất ít người không biết đến cậu ấy. Xuất thân của Đàm Thu không khác mấy so với xuất thân của Trần Đức, đều chuyển đến đây từ vùng nông thôn, sống trong một gia đình bình thường. Điểm khác biệt duy nhất chính là lý lịch của Đàm Thu là thật, còn lý lịch của Trần Đức là giả. Học viện thương mại là trường dành cho con nhà giàu, sinh viên ở đây đều rất giàu có, chỉ có Đàm Thu là một ngoại lệ, cậu ấy được nhận vào học viện này nhờ điểm số xuất sắc. Học viện thương mại miễn mọi chi phí học tập cho cậu ấy, hơn nữa mỗi tháng cậu ấy còn được học viện chi trả cho 3.000 tệ tiền sinh hoạt phí. Vì vậy khi cậu ấy mới đến học viện thương mại thì cậu ấy cũng đã được nhiều người biết đến. Tuy nhiên cũng chính vì cậu ấy có thân phận bình thường cho nên cậu ấy cũng thường xuyên bị một số người ức hiếp, đám người đó muốn Đàm Thu làm cái gì thì cậu ấy liền phải làm cái đó. Vì vậy Trần Đức mới đến học viện 2 ngày là đã biết về cậu ấy. Anh đã muốn làm quen với cậu ấy từ lâu, không ngờ hôm nay cậu ấy lại chủ động đến gặp anh. Bạn học Bát Hoang, có vẻ như anh đã nghe nói về tôi rồi, Đàm Thu ngượng ngùng gãi đầu. Tuy rằng cậu ấy rất nổi tiếng nhưng sự nổi tiếng của cậu ấy cũng không được tốt cho lắm, mọi người ở đây toàn gọi cậu ấy là đồ yếu đuối hoặc đồ vô dụng. Trần Đức không quan tâm nhiều đến chuyện đó, đối với ai thì anh cũng đều tôn trọng như nhau. Anh nói, tôi nghe nói rằng trong học viện thương mại này chỉ có hai chúng ta là chuyển tới từ nông thôn. Đúng vậy, ha ha, Đàm Thu cười khổ nói, bạn học Bát Hoang, anh phải cẩn thận một chút. Anh đã chọc giận Tiền Bình thì cậu của Tiền Bình nhất định sẽ không bỏ qua cho anh đâu, bọn họ rất thích ức hiếp những người không có bối cảnh giàu có như chúng ta. Yên tâm đi, tôi sẽ cẩn thận, Trần Đức cười nói, cảm ơn cậu, lần sau có cơ hội tôi sẽ mời cậu ăn cơm. Trần Đức ngay từ đầu đã có ấn tượng tốt về Đàm Thu, sau khi chào cậu ấy thì anh mới xoay người đi về phía văn phòng hiệu phó. Đàm Thu đứng sững tại chỗ, có vẻ rất kinh ngạc. Cậu ấy đã đến học viện này gần 4 năm nhưng Trần Đức mới là người đầu tiên nói lời cảm ơn với cậu ấy. Bình thường những người khác trong học viện đều quát tháo cậu ấy, có một số người cảm thấy thông cảm với hoàn cảnh của cậu ấy thì cũng sẽ không muốn thân thiết với cậu ấy. Bát Hoang, anh nhất định phải cẩn thận một chút, Đàm Thu cuối cùng cũng lên tiếng dặn dò Trần Đức thêm một câu, Trần Đức tuy xoay lưng về phía cậu ấy nhưng vẫn vẫy tay với cậu ấy, sau đó nhanh chóng biến mất vào góc khuất của hành lang. Cái tên Tiền Bình đó vẫn chứng nào tật nấy, còn dám nhờ cậu của mình đến xử lý anh. Vậy thì Trần Đức cũng không ngại giải quyết hắn thêm lần nữa. 2 phút sau Trần Đức đã đứng trước cửa một văn phòng, trên cửa có treo một tấm biển ghi chức danh hiệu phó, bên dưới dòng ghi chức danh còn có đề tên Vương Địch. Đây là phòng làm việc riêng của Vương Địch, ông ta đang ngồi trên ghế lớn, một tay đặt trên bàn làm việc gõ gõ không ngừng. Trong phòng làm việc còn có ghế sofa. Tiền Bình đang nhàn nhã ngồi trên ghế sofa uống trà. Trần Đức gõ cửa, Vương Địch liếc nhìn ra ngoài một cái rồi lạnh lùng nói, vào đi. Hiệu phó Vương, tôi nghe nói ông có chuyện muốn tìm tôi sao, Trần Đức liếc nhìn về phía Tiền Bình trước sau đó mới nhìn về phía Vương Địch nói, ông muốn chút giận thay cháu trai của mình sao. Trần Bát Hoang, cậu đừng hiểu lầm, tôi là lãnh đạo của học viện thương mại này cho nên tôi sẽ chịu trách nhiệm với mọi sinh viên chứ không phải chỉ riêng cháu trai Tiền Bình của tôi. Cậu hiểu không? Vương Địch khoảng 45, 46 tuổi, ông ta mặc vest, đeo kính, đầu hói, trông có vẻ rất hung hăng, ông ta ngồi dựa vào ghế rồi nói một cách hết sức chính nghĩa, có vẻ như cậu đã biết tôi tìm cậu là vì chuyện của Tiền Bình. Tôi sẽ không nhắc lại những gì cậu đã làm,
Cậu chỉ cần biết vết thương của Tiền Bình rất nghiêm trọng khiến cho tôi cảm thấy rất không hài lòng. Bây giờ cậu phải xin lỗi thằng bé rồi đưa thằng bé đi bệnh viện kiểm tra, sau đó về nhà mời bố mẹ của cậu đến học viện nói chuyện với tôi, có vấn đề gì không? Có vấn đề chứ? Trần Đức nói, tôi từ chối làm tất cả những chuyện mà ông vừa nói. Trần Đức không cần phải nói thêm về những gì đã xảy ra, anh tin rằng Vương Địch đã biết nguyên nhân của toàn bộ sự việc là do Tiền Bình đã chạy tới gây rối cho anh trước. Không cần phải giả vờ trước mặt anh làm gì. Vương Địch chỉ trừng phạt anh còn Tiền Bình lại có thể ngồi kế bên nhàn nhã uống trà, làm sao Trần Đức có thể đồng ý được. Nhìn thì có vẻ như ông ta đang muốn phạt sinh viên vi phạm nhưng thực chất là ông ta đang muốn buộc anh phải cúi đầu trước Tiền Bình. Ngoài ra, bố mẹ của anh, ngay cả anh cũng chưa từng gặp qua. Làm sao anh có thể mời họ tới đây được? Quan trọng nhất là lý lịch giả mạo mà Tống Thiên Vũ sắp xếp cho anh có viết rõ rằng bố mẹ của anh đều đã chết, Vương Địch không thể không biết điều đó. Bây giờ ông ta bảo anh mời bố mẹ tới đây rõ ràng là đang muốn khinh khi anh không có bố mẹ. Trần Bát Hoang, mày đừng có mà không biết điều, Tiền Bình hết sức tức giận khi nhìn thấy bộ dạng lãnh đạm của Trần Đức, hắn quát lên, mày tỏ thái độ như thế thì cậu của tao hoàn toàn có thể đuổi mày ra khỏi học viện đó, hiểu không? Trần Đức thản nhiên ồ một tiếng rồi nói, vậy thì sao? Vương Địch cau mày, đây là lần đầu tiên ông ta gặp một sinh viên dám tỏ ra lạnh nhạt khi đối mặt với mình, từ xưa đến nay bất cứ sinh viên nào gặp ông ta cũng không thể không run sợ trước quyền lực của ông ta. Bây giờ ông ta lại bị thằng nhóc không có bối cảnh trước mặt không xem ra gì. Tức giận không thôi, Vương Địch liền bấm điện thoại gọi, các người mau qua đây đi. Đầu dây bên kia không có ai lên tiếng nhưng chỉ chốc lát sau liền có hai người đàn ông hết sức cường tráng bước vào bên trong văn phòng, bọn họ vừa nhìn thấy Tiền Bình thì liền gọi một tiếng cậu chủ. Vương Địch đứng dậy ho khan một tiếng nói, tôi đi hút thuốc, Tiền Bình, cháu nhất định phải hòa giải với bạn học Trần Bát Hoang, không được lộn xộn biết chưa? Vâng thưa cậu cứ yên tâm, Tiền Bình liếc nhìn Trần Đức với nét mặt không hài lòng, ánh mắt của hắn lộ ra một tia đắc ý, thời gian hút một điếu thuốc là đủ rồi. Vương Địch đi ra ngoài đóng cửa rồi khóa luôn cửa lại, như vậy thì không ai có thể thoát ra khỏi căn phòng này. Nhóc con, cứ tận hưởng bên trong đi, Vương Địch cười khẩy một tiếng nói, sau đó lấy ra một điếu thuốc rồi châm lửa đứng ở cửa, đích thân canh cửa cho cháu trai. Trong văn phòng, Trần Đức vẫn rất bình tĩnh. Nét mặt không chút gợn sóng. Tiền Bình ngồi trên sofa uống một ngụm trà, nhàn nhã nói, Trần Bát Hoang, không phải là mày đánh nhau giỏi lắm hay sao? Ha ha, hai người này là vệ sĩ mà bố tao tìm về, tao không tin mày có thể đánh bại được bọn họ. Vì tao là một người tốt bụng nên tao sẽ cho mày thêm một cơ hội, Tiền Bình ngồi bắt chéo chân, đắc ý nói, mày chỉ cần dập đầu xin lỗi tao, sau này đi theo làm con chó của tao thì mày sẽ đỡ phải no đòn. Nói thật, người như mày Tiền Bình tao không biết đã giải quyết bao nhiêu đứa rồi, mày là cái thá gì mà dám nói mình là vị hôn phu của Tống Ngữ Yên. Đúng là không biết tốt xấu. Cho dù tao không ra tay với mày thì Lôi Long cũng sẽ không tha cho mày, cái tên đó không phải là đứa dễ dây vào đâu, ngay cả tao cũng phải sợ nó ba phần. Cho nên thay vì chờ nó đến tìm mày thì tốt hơn hết là mày nên đầu hàng tao và làm con chó của tao ngay từ bây giờ. Tiền Bình nói, tao cho mày 10 giây để suy nghĩ đó. Thằng ngu. Tiền Bình nói quá nhiều khiến cho Trần Đức cuối cùng cũng chịu không nổi mà phải phun ra hai chữ này. Trong nháy mắt, ánh mắt của Tiền Bình ngay lập tức thay đổi, hắn lộ ra vẻ dữ tợn nói, đã cho mày cơ hội mà mày còn không biết tốt xấu phải không? Được, nếu như mày không muốn tự nguyện làm con chó của tao thì tao sẽ đánh mày cho tới khi mày quỳ xuống như một con chó. Các người xông lên đi. Đánh gãy chân chó của nó cho tôi. Vâng thưa cậu chủ. Hai vệ sĩ gần như trả lời cùng một lúc, sau đó mỗi người lấy ra một thanh sắt rồi xông về phía Trần Đức mà không nói một lời. Ánh mắt hai tên vệ sĩ đầy khinh thường, ban đầu họ cũng không thích làm giúp Tiền Bình việc thế này, dù sao làm nghề này hầu như đều xuất thân từ gia cảnh nghèo khó, người bình thường cớ gì lại làm khó người bình thường. Nhưng cảm giác này nhanh chóng biến mất, họ đã bình tĩnh trở lại, thời gian dần trôi. Sự bình tĩnh dần trở thành niềm vui và phấn khích. Họ suốt ngày bị người khác sai khiến, chỉ khi giúp Tiền Bình xử lý người mới khiến họ tìm được niềm vui hơn người. Không chỉ vậy, mỗi lần làm việc giúp Tiền Bình đều được nhận phần thưởng hậu hĩnh. Nhận lệnh của Tiền Bình, cả hai rút gậy sắt ra, lao về phía Trần Đức. Ánh mắt Trần Đức chợt lạnh, hai tên này ra tay rất mạnh,
nếu người bình thường bị đánh có lẽ đã gãy mấy khúc xương. Hừ! Trần Đức hừ lạnh một tiếng, giữ lấy cánh tay hai kẻ đang vung tới với tốc độ cực nhanh rồi vặn. Rắc! Thoáng chốc, cánh tay hai người đều chật khớp. Cây gậy sắt trong tay rơi xuống. Trần Đức bắt được một cây, trở tay ném về phía Tiền Bình. Tiền Bình đang uống trà, vừa nhấc ấm trà lên đột nhiên, choang một tiếng, nước bắn ra tung tóe, vung vãi khắp sàn. Cây gậy sắt đập trúng bụng Tiền Bình. A! À, Tiền Bình hét lên thảm thiết, vô thức ôm bụng, sắc mặt tái nhợt, đồng tử co rụt lại, sống lưng lạnh toát, Trần. Trần bát hoang, mày muốn làm. A! À, lời còn chưa dứt, Tiền Bình đã thấy một nắm đấm lao vút tới. Sau đó là từng tiếng thét thê thảm. Bên ngoài phòng làm việc, Vương Địch mới hút được 1/3 điếu thuốc chợt nghe loáng thoáng thấy có tiếng hét thảm thiết phát ra từ bên trong, nụ cười giễu cợt bất giác hiện lên trên môi. Học sinh mới đấu với ông ta chưa bao giờ có kết cục tốt đẹp. Cái gì mà Trần Bát Hoang với Trần Cửu Hoang, ở trước mặt cháu trai Tiền Bình của ông ta chẳng phải cũng chỉ là cháu trai thôi sao? Trong văn phòng, tiếng la hét càng lúc càng thảm thiết hơn. Mức độ thảm thiết này khiến mí mắt Vương Địch cũng phải giật giật. Tiền Bình mạnh tay như vậy, đừng đánh chết người ta đó. Vương Địch thật sự lo Tiền Bình ra tay không biết nặng nhẹ sẽ xảy ra chuyện lớn. Nhưng, suy đi nghĩ lại đây cũng không phải lần đầu Tiền Bình làm chuyện này, có lẽ thằng bé sẽ biết chừng mực, dù sao Trần Bát Hoang khiến Tiền Bình mất hết mặt mũi, ra tay nặng chút cũng có thể hiểu. Nghĩ đến đây, Vương Địch bắt đầu ung dung, bình tĩnh hút thuốc. Trong phòng làm việc, Tiền Bình bị Trần Đức ấn xuống đất đánh. Hai chiếc răng cửa bị đánh gãy, nước bọt lẫn máu chảy ròng ròng khắp sàn, ánh mắt kinh hãi tột độ, ngoài tiếng la hét ra cũng chẳng thể kêu cứu. Mà hai vệ sĩ của hắn thấy cảnh này mí mắt đều nhảy dựng, có người muốn kêu cứu nhưng bị Trần Đức lườm, một ánh mắt thôi đã khiến anh ta sợ run, ngoan ngoãn im lặng đứng nhìn. Cuối cùng họ có thể khẳng định rằng nếu người trẻ tuổi trước mặt này ra tay với họ, chắc chắn họ sẽ không có kết cục tốt đẹp. Họ cảm nhận được hơi thở khát máu từ Trần Đức. Là vệ sĩ chuyên nghiệp, họ biết rõ người có hơi thở kiểu này là sự tồn tại thế nào. Trận đánh vẫn tiếp tục. Vương Địch vẫn đang bình tĩnh hút thuốc, 10 phút sau ông ta mới hút hết điếu thuốc này. Ông ta tiện tay ném điếu thuốc xuống đất, lấy chân dập tắt ngọn lửa, chỉnh lại quần áo, chuẩn bị đi vào cho Trần Bát Hoang một bài học. Ông ta vừa bước đến cửa. Cửa phòng đột nhiên được mở ra từ bên trong, Vương Địch giật mình, tưởng là Tiền Bình nên định lên tiếng. Nhưng lại thấy Trần Đức bước ra mỉm cười nhìn mình. Sau đó anh đẩy ông ta ra rồi đi. Cứ bình tĩnh rời đi như thế. Vương Địch ngây ngốc tại chỗ, vô thức đẩy gọng kính lên, khuôn mặt tràn đầy tức giận, vừa định gọi Trần Đức lại thì đuôi mắt liếc thấy Tiền Bình đang nằm cuộn mình trong góc. Đột nhiên mí mắt giật giật, ông ta lao nhanh vào. Lúc này Tiền Bình đã mặt mũi sưng vù, nằm trên đất, người run lẩy bẩy, nước mặt nhạt nhòa, không ngừng nức nhở như một đứa trẻ bị đánh. Phía trước hắn còn có hai chiếc răng cửa. Cậu ơi, nhìn thấy Vương Địch, Tiền Bình cực kỳ tủi thân, nước mắt lại giàn giụa. Chuyện gì thế này, đã xảy ra chuyện gì, sao lại thành ra thế này, Vương Địch phẫn nộ gầm lên, ông ta không có con trai, người mà ông ta thương nhất đời này là đứa cháu trai Tiền Bình, coi hắn như con ruột. Nhìn thấy tình cảnh thảm thương này của Tiền Bình, Vương Địch vô cùng đau lòng, hét lên với hai vệ sĩ phía sau, các người làm ăn kiểu gì vậy? Ông chủ vương, chúng tôi cũng không làm được gì. Hai người run lẩy bẩy, lập tức nói ra sự thật. Cuối cùng có người còn bổ sung, ông chủ vương, chuyện lần này là do chúng tôi không hoàn thành trách nhiệm, chúng tôi nhận lỗi đồng thời xin nghỉ, bao năm qua ông và cậu chủ vẫn luôn chăm sóc chúng tôi, trước khi đi chúng tôi muốn nói với ông câu này. Nói, Vương Địch lạnh giọng, Trần Đức đã thật sự chọc giận ông ta. Ông chủ vương. Tốt nhất ông đừng gây chuyện với chàng trai kia, cậu ấy, ngừng một chút, vệ sĩ ấy nói tiếp, có lẽ không phải người bình thường. Là thế nào, Vương Địch hỏi. Chuyện này, ông chủ Vương à, chúng tôi cũng không tiện nói, tóm lại. Tôi chỉ nói đến đây thôi, hy vọng sau này ông sẽ được bình an. Vẻ mặt người vệ sĩ khó xử, cuối cùng cũng không nói ra, nháy mắt với người còn lại rồi cả hai cùng rời đi. Cút, mẹ kiếp, hai tên vô dụng. Vương Địch phẫn nộ hét lên, sau đó đau lòng bảo, đi, Tiền Bình, cậu đưa cháu đến phòng y tế. Cậu, người Tiền Bình rất đau, hắn có thể cảm nhận được mình đã bị gãy mấy khúc xương, khi nói giọng cũng run run.
Đừng nhiều lời, cậu hiểu, cậu nhất định sẽ giúp cháu trả thù, xử lý tên Trần bát hoang kia, Vương Địch hung dữ nói. Vừa nói, Vương Địch vừa lấy điện thoại gọi cho người của phòng y tế bảo họ đến đây. Trên hành lang, hai vệ sĩ bẻ lại xương tay chật khớp cho nhau, người vệ sĩ vẫn luôn im lặng lúc này mới hỏi, lão Khổng, vì sao vừa nãy ông không nói cho ông chủ Vương biết lý do? Không phải tôi không nói mà là không dám nói, lão Khổng trầm ngâm, nhỏ giọng bảo, cậu thanh niên kia từng giết người, hơi thở khát máu đó chắc chắn chúng ta không nhìn nhầm đâu. Nếu nói chuyện này cho người khác mà bị cậu ta biết, cậu nghĩ chúng ta còn sống được nữa không? Tôi lo Vương Địch và Tiền Bình không biết thức thời, tiếp tục gây chuyện với cậu ta, đây là lý do chính mà chúng ta đi. Lão Khổng nói đến đây thì không khỏi nhìn về phía sau, lén bàn luận về chuyện của người thanh niên đó cứ làm ông ta có cảm giác hơi tê ra đầu. Một người khác hiểu ra, mấy năm nay ông ta và lão Khổng đã trải qua không ít chuyện, từng có vinh hạnh đi theo một nhân vật tầm cỡ, chiêm ngưỡng vài sự kiện lớn. So với vị nhân vật tầm cỡ đó, Tiền Bình và Vương Địch cùng lắm chỉ là mấy tên nhãi nhép. Những thưởng thức này giúp họ biết người nào có thể khiêu khích được, người nào không nên chọc vào. Trần bát hoang này, là người họ mà không chọc vào nổi. Hai người nhìn nhau rồi nhanh chóng rời khỏi học viện thương mại. Còn Vương Địch và Tiền Bình sau này có tiếp tục khiêu khích Trần bát hoang nữa không, sẽ chọc vào phiền phức gì hay gây ra hậu quả thế nào? Họ không quản được, cũng không dám nhiều chuyện. Trong mắt Trần Đức, Tiền Bình chỉ là một đứa nhóc mà thôi, từ ban đầu anh đã không định quan tâm đến hắn. Nhưng hắn năm lần bảy lượt gây chuyện, dĩ nhiên Trần Đức sẽ cho hắn một bài học, trải qua chuyện này, Tiền Bình sẽ phải nằm mấy tháng trong bệnh viện thôi. Còn hiệu phó Vương Địch, tốt nhất ông ta không nên báo thù, còn nếu ông ta dám, Trần Đức sẽ có cách đối phó với ông ta. Bát hoang, Trần Đức vừa xuống lầu đã nghe thấy có người gọi anh, quay đầu lại nhìn, không ngờ Đàm Thu lại đang đứng đợi ở dưới lầu. Thấy Trần Đức hoàn toàn không hề hấn gì, Đàm Thu ngạc nhiên không thôi, Trần bát hoang, anh không sao chứ? Ừ, không sao cả, Trần Đức cười nói. Chuyện này không đúng. Đàm Thu không dám tin, với sự hiểu biết của cậu ta đối với Tiền Bình và Vương Địch thì chỉ cần là người bị họ gọi đi, không ai đi ra mà lành lặn được cả à. Thậm chí không chỉ bị thương mà còn bị gán thêm vài tội không đáng bị xử phạt. Cậu ta nhớ có một lần không cẩn thận đụng phải Vương Địch ghim cậu ta, còn dạy dỗ cho cậu ta một trận. Trần Đức cạn lời. Lẽ nào tên này lại mong anh xảy ra chuyện gì đó sao? Hai người kia không thể làm gì được tôi cả. Trần Đức nói với giọng không cảm xúc, sau đó về phòng học với Đàm Thu. Trong phòng học là một trận xôn xao, đa số đều đang bàn tán về Trần Đức. Người tên Trần Đức, tự là bát hoang đó bị phó hiệu trưởng gọi đi, các cậu đoán xem sẽ xảy ra chuyện gì. Ai mà biết, có lẽ sẽ bị đuổi học. Dù sao người bị ông ta gọi đi đều chưa từng có kết cục tốt. Chọc ai không chọc lại chọc phải Vương Địch, đúng là tự tìm chết. Tôi ngược lại thì thấy tên này rất đặc biệt. Trong phòng học bàn tán rất sôi nổi, ngay cả Lâm Giao và Tống Ngữ Yên cũng đang bàn tán. Ngữ Yên, Trần Bát Hoang rất lợi hại, cậu còn không thích anh ta sao? Giao Giao, đâu phải là cậu không biết, trong nhà mình nhiều người giỏi lắm, bây giờ mình vẫn chưa muốn yêu đương, không chừng sau khi anh ta bị hiệu phó gọi đi, bị dạy dỗ thì sẽ biết khó mà lui. Rời khỏi học viện thương mại nữa đó. Tống Ngữ Yên nói, đợi anh ta đi khỏi thì bồi thường cho anh ta một số tiền là được. Vợ ơi, lại lén khen anh đẹp trai à? Lúc này một giọng nói cà lơ phất phơ, thờ ơ bỗng vang lên, khuôn mặt Trần Đức xuất hiện trước mặt Tống Ngữ Yên. Tống Ngữ Yên hừ một tiếng nói, không từng gặp ai mặt dày như anh. Giờ thì gặp được chưa? Trần Đức ung dung thoải mái, Đàm Thu đứng phía sau cực kỳ ngưỡng mộ. Cậu ta không dám nói chuyện với Hoa Khôi trưởng như thế. Tùy ý trêu đùa vài câu rồi Trần Đức cũng không nói gì nhiều nữa. Mỗi lần gặp Tống Ngữ Yên, một bóng người khác cứ hiện lên trong đầu anh. Cũng có lẽ vì thế mà anh mới trêu chọc Tống Ngữ Yên. Rừ. Một lát sau, điện thoại rung lên, là Diệp Khánh Ngôn gọi đến, người này báo cho anh biết là đã giải quyết xong chuyện của mấy người Vương Hạo Minh. Vừa cúp máy, Trần Đức lại nhận được một cuộc gọi. Lần này là Phỉ Tứ. Đại ca, tối nay đến Thiên Hương Kiều uống vài ly được không? Tối nay tôi tổ chức một buổi gặp mặt bạn bè ở đây, mời toàn những người tai to mặt lớn đến, ngoài ra đại ca của tôi cũng muốn gặp anh. Đại ca của anh muốn gặp tôi, Trần Đức khó hiểu,
anh lớn của Phỉ Tứ chắc là thủ lĩnh thế giới ngầm ở khu Nam thành phố Tần, thân phận địa vị rất cao. Phải, anh ấy nói có thể anh ấy quen anh đó, Phỉ Tứ nói, đại ca, lần này anh nể mặt tôi chút đi, nếu không chắc chắn lão đại sẽ trách phạt tôi không làm được việc. Được rồi, tối nay mấy giờ? 9 giờ. Ừ, đến lúc đó tôi chạy qua. Trần Đức thoải mái đồng ý, uống rượu là việc anh thích nhất, hơn nữa anh cũng muốn biết ông trùm khu vực phía Nam thành phố Tần gì đó là người thế nào. Ok, anh báo địa chỉ, tối nay tôi bảo người đến đón anh. Ừ. Trần Đức hờ hững đáp, báo địa chỉ xong thì cúp máy, sau đó câu được câu mất nói chuyện với Đàm Thu. Anh nhận ra con người Đàm Thu không tệ, có lẽ trong cả trường cậu ta và Trần Đức không có sự ngăn cách. Hơn nữa còn ra sức giới thiệu tình hình học viện thương mại cho Trần Đức nữa. Trường chúng ta thường có rất ít khóa học, nói là trường học thì chi bằng nói là nơi giao lưu của các con cháu nhà giàu sẽ đúng hơn, người ở mỗi tầng cấp đều phân ra thành các vòng bạn bè khác nhau. Vòng bạn bè tầng thượng lưu do Trương Tử Đằng đứng đầu, cậu ta cũng là người theo đuổi Tống Ngữ Yên hội trưởng câu lạc bộ bóng rổ, vừa đẹp trai vừa giàu có, bình thường rất ít khi ở trường. Giới trung lưu do Lôi Long đứng đầu, cậu ta là hội phó câu lạc bộ bóng rổ, khoảng thời gian này cũng không ở trường, nghe nói là về nhà giải quyết chuyện gì đó. Nói như thế hai người họ là tình địch à, Trần Đức hỏi. Cũng không phải, cạnh tranh công bằng đó, ai theo đuổi được là của người đó thôi. Mà ai cũng có thể theo đuổi hoa khôi, huống hồ hoa khôi Tống của chúng ta có thiện cảm với Trương Tử Đằng hơn. Lâm Giao làm hoa khôi trường nhiều năm như thế, người theo đuổi cô ta cũng không ít nhưng đều bị đuổi đi. Đừng nhìn cô ta là nữ mà lầm, nghe nói giơ tay một cái thì ra đòn không kém hơn hội trưởng câu lạc bộ võ thuật là bao, Vương Hạo Minh muốn mời cô ta vào câu lạc bộ võ thuật mấy lần nhưng đều bị từ chối. Mạnh vậy sao? Trần Đức cố ý làm ra vẻ bất ngờ. Thật ra không cảm thấy gì, lần đầu tiên nhìn thấy Lâm Giao là anh đã nhìn ra cô gái này là một người luyện võ. Bao gồm cả Tống Ngữ Yên cũng có chút bản lĩnh, thói quen thường ngày của người luyện võ rất khác biệt với người bình thường. Huống hồ, họ là con cháu nhà giàu, luyện tập một vài thế võ phòng thân từ nhỏ cũng không phải chuyện lạ. Tóm lại, Tiền Bình kia là người của Lôi Long, anh đắc tội với nó, sau này phải cẩn thận chút. Tên đó ghim thù rất nặng. Chưa biết chừng đám Tiền Bình và Tôn Nhạc Dương lần này cũng do cậu ta gọi tới. Đàm Thu dặn dò Trần Đức, trong ánh mắt lộ ra vẻ lo lắng rất chân thành. Cùng là người đến từ nông thôn, thậm chí với xuất thân không hề tốt như họ sẽ rất chật vật ở nơi được coi như trường học quý tộc này. Chân dài. Lúc này, Tô An Khê từ bên ngoài bước vào, phấn khích nói, tối nay là sinh nhật Lôi Long đấy, người ta tổ chức party sinh nhật, mời chúng ta nè. Thế hả, Tống Ngữ Yên đáp, tối nay là sinh nhật cậu ta. Thật mà, tớ còn lừa cậu được chắc, Tô An Khê mỉm cười, Lôi Long dặn dò tớ rất kỹ, nhất định phải gọi các chị em đi cùng. Có những ai vậy, Tống Ngữ Yên hỏi. Thì một số người trong vòng quan hệ của Lôi Long thôi, mọi người biết nhau cả, bình thường cũng vẫn chơi chung mà, Tô An Khê đáp. Được thôi, dù sao tối nay cũng không có việc gì, đi thì đi, Lâm Giao đồng ý. Tuy Tống Ngữ Yên và Lâm Giao là hoa khôi của trường, nhưng không hề khó gần, họ vẫn duy trì quan hệ rất tốt với các bạn cùng lớp. Bố mẹ đưa họ tới học viện thương mại với mục đích làm quen thêm nhiều người trong giới, để lót đường cho công việc kinh doanh sau này. Nói một cách đơn giản, họ đến đây không phải để học, họ đến để mở rộng vòng giao thiệp. Tô An Khê thấy hai người đã đồng ý mới bắt đầu liệt kê cụ thể cho họ nghe về mấy người kia, gần như ngày thường luôn chơi cùng nhau. Thuộc tầng lớp trung lưu trong trường, gia cảnh khá giả. Lại là một cơ hội giao lưu rất ổn, Tô An Khê tới học viện thương mại là để giành lấy thứ này, mục đích làm thân cùng Lâm Giao và Tống Ngữ Yên cũng để tiếp xúc với những người này. Gần như lần nào có người tổ chức tiệc tùng trong trường cô ta cũng có mặt, mấy năm nay cũng tích lũy được các mối quan hệ khá phong phú. Thấy chỉ còn 3 tháng nữa là phải tốt nghiệp rồi, cô ả càng thêm nhiệt tình với việc này. Kể tới kể lui. Ánh mắt của Tô An Khê đột nhiên liếc thấy Trần Đức, bèn dở giọng mỉa mai, party lần này không phải ai cũng đi được đâu, mấy thằng như Trần Đức có cầu xin cũng chẳng được, chúng ta nhất định phải ăn diện đẹp đẽ, xuất hiện lộng lẫy. Tô An Khê nâng cao tông giọng, cố tình để Trần Đức nghe được. Khóe miệng anh khẽ nhếch lên thành một đường cong, không hề đáp lại vì lười chấp nhặt với loại người này, chỉ có Đàm Thu thoáng phàn nàn, mắt chó trông ai cũng nghĩ như mình. Đừng để bụng. Tối nay có việc gì không,
ra ngoài đi chơi với tôi, Trần Đức hỏi, trải qua nhiều chuyện, anh đánh giá người khác cực kỳ chuẩn, anh cảm thấy Đàm Thu có thể bồi dưỡng thêm, không ngại ngần kéo theo người này. Tối nay, Đàm Thu ngẫm ngợi, tối nay có thời gian, tôi đi cùng anh. Ừ, cứ quyết định thế nhé, 7 giờ tối nay đợi tôi ở cổng trường, Trần Đức nói. Chân dài à, người chia theo nhóm, vật họp theo loài. Có một số người sinh ra đã không cùng thế giới với cậu rồi, cậu đừng bị lừa đi mất nhé. Lúc này, giọng điệu châm chọc của Tô An Khê lại vang lên lần nữa, thái độ khinh bỉ của cô ả đối với Trần Đức không hề giấu giếm, lần này còn tiện đà khinh thêm cả Đàm Thu. Yên tâm, tớ không dễ bị lừa thế đâu, Tống Ngữ Yên tưởng rằng Tô An Khê đang giúp cô ấy chọc tức Trần Đức nên tinh nghịch đáp, cô chiêu này đâu thể bị người ta lừa đi dễ thế được. Thế thì tớ yên tâm rồi, Tô An Khê vẫn giữ giọng chế giễu, tớ không mong sau này cậu phải sống khổ sở đâu, những người này không xứng với cậu. Lâm Dao đứng yên một bên. Trước kia cô không nghĩ Tô An Khê có điểm gì không tốt, ba người xưng em gọi chị nhưng từ sau khi Trần Đức xuất hiện, cô mới phát hiện hình như Tô An Khê có ý đồ khác. Còn tại sao lại có suy nghĩ này thì đến bản thân cô cũng không rõ nữa. Đi thôi, hôm nay không có tiết, chúng ta về trang điểm cho đàng hoàng, Tô An Khê mỗi tay kéo một người, rời khỏi lớp học. Nhớ đến cổng trường đợi tôi đúng giờ nhé, Trần Đức nhắc nhở Đàm Thu thêm lần nữa. Sau đó đứng dậy, thong thả đi sau ba cô gái. Anh và Tống Thiên Vũ có hợp đồng, đã hứa bảo vệ Tống Ngữ Yên, tất nhiên sẽ không nuốt lời. Nhìn theo bóng lưng tràn ngập sức sống và hơi thở tuổi trẻ của Tống Ngữ Yên, bóng dáng đã bị phủi bụi rất lâu trong đầu Trần Đức càng lúc càng rõ ràng. Giữa hai cô gái này có quá nhiều điểm tương đồng, thỉnh thoảng luôn khiến lồng ngực Trần Đức xuất hiện cảm giác đau nhói. Lấy ra bình rượu nhỏ, anh rót vào miệng mình một ngụm. Trong đầu lại nhớ tới câu nói của Sử Gia trước khi mình rời khỏi trại giam. Thứ gì cần phải đối diện thì nhất định phải đối diện, không thể lẩn tránh. Từ khi tiếp xúc với Tống Ngữ Yên đến nay, gần như ngày nào Trần Đức cũng nhớ tới dáng vẻ của cô gái năm xưa, cứ như thế này mãi cũng không phải cách. Phù! Hít một hơi thật sâu, ánh mắt Trần Đức trở nên thâm sâu, anh lặng lẽ đi theo sau ba cô gái kia, không biết trong đầu đang nghĩ cái gì. Ra khỏi học viện thương mại. Hai bên đường có không ít chiếc SUV đang đỗ, từ cao cấp tới bình dân, muốn gì cũng có. Trong đó có một vài chiếc đến đón sinh viên, cũng có một vài chiếc đến chở khách dịch vụ. Trần Đức đang đi bỗng kéo cửa xe của ghế phụ lái của một chiếc Passat màu đen bên đường, ngồi vào trong. Cậu là ai, lên xe làm gì? Trong buồng lái, một người đàn ông mặc Âu phục và đeo tai nghe quát lên, tôi không đón khách, mời cậu xuống cho. Tôi biết anh không đón khách. Trần Đức điềm đạm nói, tôi muốn báo với anh một tiếng, tối nay cô ấy sẽ phải tham gia party sinh nhật gì đó của Lôi Long, sau 7 giờ tôi không rảnh hộ tống bên cạnh cô ấy, các anh chú ý vào, nếu xảy ra chuyện gì thì gọi điện cho tôi. Không đợi người kia phản ứng, Trần Đức cầm chiếc điện thoại trên xe, nhập số điện thoại của mình, gọi thử một cuộc, sau đó mở cửa xuống xe. Trên xe, người đàn ông kia ngơ ngác hồi lâu, ánh mắt đờ đẫn. Làm sao cậu ta phát hiện ra được, không thể nào. Anh ta và Trần Đức cùng là vệ sĩ của Tống Ngữ Yên, điều khác biệt nằm ở chỗ Trần Đức có thể xuất hiện công khai, chủ yếu bảo vệ an toàn cho Tống Ngữ Yên ở phạm vi trường học. Còn anh ta thì cắm chốt bên ngoài trường, bảo vệ Tống Ngữ Yên ở bên ngoài phạm vi trường học. Họ là một ekip, anh ta còn là đầu não của ekip này, phụ trách bảo vệ Tống Ngữ Yên toàn diện. Trước nay anh ta cho rằng mọi sắp xếp của mình rất kín đáo. Người bình thường căn bản không thể phát hiện ra. Dù sao thì ekip của họ cũng nhận lương tới 8 triệu tệ một năm đấy. Khi bảo vệ người khác, họ chuyên nghiệp tới tuyệt đối. Thế nhưng, hôm nay lại bị một tên vệ sĩ mới ngoài 20 tuổi cầm đồng lương 50.000 tệ hàng tháng phát hiện ra. Thậm chí thần thái và động tác của Trần Bát Hoang giống như đã hoàn toàn xác định thân phận của anh ta, điều này khiến anh ta không thể tin nổi. Tên này rốt cuộc có lai lịch thế nào vậy? Người đàn ông vô cùng kinh ngạc, lầm bầm một câu, sau đó bắt đầu sắp xếp nhiệm vụ tiếp theo qua tai nghe đàm thoại. Ba cô gái Tống Ngữ Yên về tới biệt thự, bắt đầu đi trang điểm giống như Tô An Khê nói. Giữa trường Lâm Dao hỏi Trần Đức có muốn tham gia party cùng họ không, Trần Đức mỉm cười từ chối. Mấy cái party của con nít này, anh tham gia làm gì? 7 giờ tối, Trần Đức lại một lần nữa tới cổng trường, Đàm Thu đã đợi ở đó. Thấy Trần Đức, cậu ấy hô to,
Trần Bát Hoang, ở bên này. Đi thôi. Trần Đức nói, trước hết cậu theo tôi tới bệnh viện một chuyến. Bệnh viện, Đàm Thu nghi hoặc, tới bệnh viện làm gì? Em gái tôi nằm viện, tới thăm con bé một chút. Đã hai ngày rồi không gặp Tử Hàm, Trần Đức rất nhớ cô bé, cũng không biết cô nhóc kia ở trong bệnh viện có nghe lời không, có ngoan ngoãn không. Em gái anh, Đàm Thu sửng sốt, Bát Hoang, anh đợi chút. Đàm Thu vội vàng trở đi, chưa đầy 10 phút đã quay về, trên tay xách một giỏ hoa quả, ôm thêm một bó hoa tươi, không khí trong bệnh viện không tốt lắm, hoa cẩm chướng này thơm nè, hy vọng cô bé sẽ thích. Trần Đức ngạc nhiên, không ngờ rằng tên Đàm Thu này chu đáo vậy, anh không từ chối, vậy tôi thay mặt em gái cảm ơn cậu. Khách sáo gì chứ, bạn cùng lớp cả mà, với cả chúng ta cùng đến từ nông thôn, chăm sóc cho nhau cũng là việc nên làm, Đàm Thu có vẻ ngượng ngùng. 10 phút sau, Trần Đức và Đàm Thu tới bệnh viện, trên đường đi anh đã nói với Đàm Thu về bệnh tình của Tử Hàm, nghe xong cậu ấy có vẻ buồn rầu. Một cô bé 10 tuổi mắc phải chứng bệnh này, bất kỳ ai cũng không thấy dễ chịu nổi. Anh Bát Hoang, chỗ này không có ai đâu. Do Trần Đức lớn tuổi hơn một chút, từ khi đi trên đường Đàm Thu đã thay đổi cách xưng hô, gọi anh là anh. Ban đầu họ tiến vào phòng bệnh, phát hiện bên trong trống rỗng, tivi vẫn đang phát phim hoạt hình, nhưng không thấy ai. Trần Đức giúp Đàm Thu đặt đồ xuống, gọi một hộ sĩ tới hỏi thăm. Có lẽ con bé xuống dưới tầng chơi cùng bạn khác rồi, phòng bên có một em nhỏ tầm tuổi cô bé, nhưng bạn nhỏ đó bị một số tàn tật, ngày nào cô bé cũng đẩy xe lăn đưa bạn xuống sân của bệnh viện dạo chơi vào đúng tầm giờ này, hộ sĩ nở nụ cười chuyên nghiệp, kiên nhẫn giải thích. Vâng, cảm ơn cô. Trần Đức dẫn Đàm Thu xuống sân của bệnh viện, phát hiện cách đó không xa ở phía trước có rất nhiều người đang vây lại, nhưng anh không thích hóng chuyện, chỉ mải tìm kiếm bóng dáng Tử Hàm. Nhưng tìm khắp sân cũng không tìm thấy đâu. Anh Bát Hoang, liệu có ở trong đám đông không? Đàm Thu hỏi. Đi, qua đó xem sao. Trần Đức và Đàm Thu chậm rãi tiến về phía đoàn người, vừa mới tới gần đã nghe thấy người bên cạnh bàn tán. Cô bé kia đáng thương quá, sao lại xảy ra chuyện này chứ, người giám hộ của bé đâu? Không biết nữa, đến giờ còn chưa tới, đã có người vào trong viện thông báo rồi mà. Xảy ra chuyện gì thế, có vừa mới đến nên hỏi. Cô bé kia ban nãy đẩy xe lăn, không cẩn thận quẹt phải chiếc xe BMW ở bên cạnh, chủ xe đang giáo huấn cô bé, người biết chuyện đáp, người giám hộ của đứa trẻ ngồi xe lăn nói rằng chuyện này không liên quan đến con của họ, lỗi tại cô bé kia hết, cô bé kia sắp khóc rồi. Ôi, cô bé này đáng thương quá. Bên trong bệnh viện của thành phố Tần, một đống người vây kín trong sân, nhìn chằm chằm vào phía trước, bàn tán rôm rả. Ở chính giữa đám người, một người đàn ông khoảng chừng 30 tuổi, tóc mái dài lượt thượt, mặc bộ Âu phục rộng rãi màu xám đang đanh mặt quát mắng một cô bé chừng 10 tuổi. Trên mặt cô bé in hẳn dấu bàn tay còn mới nguyên, hiển nhiên đã bị tát một cái, nước mắt trong hốc mắt đảo quanh, gương mặt tủi thân không ngừng thút thít. Khóc, mày còn khóc được cơ à, chàng trai lái BMW quát mắng, còn không mau gọi người giám hộ của mày ra đây, mày biết BMW của tao bao nhiêu tiền không? Mày nhìn đi, xước dài như thế, phải thay nguyên cánh cửa xe, mày đền nổi không? Tát mày một cái là còn nhẹ đấy, mày khóc nữa cơ à? Chú ơi, cháu không cố ý đâu, cô bé kia chính là Tử Hàm, gương mặt cực kỳ tủi thân. Ở phía sau cô bé, một đôi vợ chồng trẻ tuổi đang mải quan tâm đứa trẻ ngồi trên xe lăn, mẹ của đứa bé kia nói, may mà không sao, con bé này cũng thật là, ai bảo mày đẩy con tao ra đây chứ? Bây giờ thì hay rồi, gây họa cũng đáng lắm, mày đúng là cái thứ bệnh tật dề dề còn hao tài tốn của. Người phụ nữ tất nhiên là biết Tử Hàm, những ngày qua Tử Hàm vẫn luôn chơi cùng con của cô ta, hai đứa trẻ chơi đùa vui vẻ nên cô ta cũng nhẹ lòng, nào ngờ hôm nay lại xảy ra chuyện như thế. Bệnh của con đã khiến cô ta tiêu hết tất cả tiền tiết kiệm, làm sao đền nổi cửa xe BMW của người ta. Nghe nói chỉ một cánh cửa thôi cũng phải mấy chục ngàn tệ rồi. Mẹ ơi, Tử Hàm không cố ý đâu, đứa bé trai cầu xin thay cho Tử Hàm, là tại con không nghe lời nên làm loạn. Im ngay, đứa bé trai vừa lên tiếng thì mẹ nó đã ngắt lời, bây giờ còn chưa đến lượt con nói. Bố của đứa bé trai ở bên cạnh định nói gì đó mà lại thôi, mặt mũi đỏ bừng, trong lòng rất coi thường thái độ của vợ mình, nhưng anh ta cũng hết cách. Bây giờ tình hình gia đình họ như đèn đã cạn dầu,
đâu thể bồi thường cánh cửa cho siêu xe BMW gì đó nữa. Anh bạn này, con của tôi bây giờ có chút không khỏe, tôi đang vội, tôi về trước đây, không quấy rầy đến anh nữa, người phụ nữ muốn rời khỏi nơi này càng sớm càng tốt để thoát khỏi trách nhiệm. Cút, người đàn ông chạy BMW cáu kỉnh nói, chỉ cần nhìn thoáng qua thì hắn cũng biết hai vợ chồng này không có tiền, bởi vì bọn họ đang mặc quần áo rất rẻ tiền, giá tiền quần áo của cả hai người cộng lại cũng không vượt quá 300 tệ. Nhưng cô bé này thì khác. Tuy cô bé đang mang một đôi giày rẻ tiền nhưng quần áo trên người đều là hàng hiệu. Điều này cho thấy cô bé chắc chắn là con nhà giàu. Cho nên tất nhiên hắn sẽ không bỏ qua cơ hội bắt người nhà của cô bé đền tiền. Mày còn đứng đó khóc à? Còn không mau dẫn tao đi gặp người nhà của mày, người đàn ông chạy BMW hung dữ mắng Tử Hàm. Chú ơi, cháu không cố ý, cháu xin lỗi, hu hu, cháu xin lỗi, mặc dù Tử Hàm bình thường rất mạnh mẽ hiểu chuyện. Nhưng dù sao cô bé cũng chỉ mới 10 tuổi, gặp phải chuyện như vậy cho nên cũng không khỏi hoảng sợ. Hu hu, chú ơi, cháu xin lỗi, cháu thật sự xin lỗi chú. Cô bé khóc giấm dứt rất thương tâm, trong đôi mắt to tròn đen láy đã tràn đầy nước mắt. Những người xung quanh đều lắc đầu ngán ngẩm, cảm thấy xót xa cho Tử Hàm, có một số người biết được sự thật thì còn cảm thấy thương cô bé hơn. Nguyên nhân của toàn bộ sự việc này chính là cậu bé kia. Cô bé đã nói rất nhiều lần rằng không muốn qua bên này nhưng cậu bé lại nhất định muốn qua, sau khi qua tới nơi thì còn ở trên xe lăn khoa tay múa chân. Lúc này bỗng nhiên lại có một chiếc BMW lao ra khỏi bãi đậu xe sượt qua chiếc xe lăn, tuy cậu bé không sao nhưng cửa xe BMW đã xuất hiện một vết xước dài. Tử Hàm vô tội nhưng người đàn ông chạy BMW nhất quyết đòi cô bé phải đền tiền. Không ai dám can ngăn hắn bởi vì người đàn ông chạy BMW này là một tên xã hội đen khét tiếng. Nếu như khiêu khích hắn thì tuyệt đối sẽ không có kết cục tốt đẹp. Xin lỗi thì có tác dụng gì? Nếu như xin lỗi là xong thì còn cần đến cảnh sát làm cái quái gì? Bố mẹ của mày không dạy mày nếu như làm hư đồ của người khác thì phải đền tiền hay sao? Người đàn ông chạy BMW hung dữ nói, mày còn không đi gọi bố mẹ mày đến đây hả? Có tin tao sẽ đánh mày hay không? Hu hu, Tử Hàm không ngừng khóc nức nở, cô bé không biết phải làm sao, ánh mắt buồn bã khiến cho ai nhìn thấy cũng phải đau lòng. Con mợ nó, khóc khóc khóc, mày chỉ biết khóc thôi sao? Người đàn ông chạy BMW không thích trẻ con, hắn cảm thấy rất phiền toái cho nên đã ngay lập tức quay người lại và lấy ra từ trong xe một cây gậy quơ quơ về phía Tử Hàm. Mọi người nhìn thấy cảnh đó đều không khỏi kinh hãi. Một số người phụ nữ thậm chí còn nhắm chặt hai mắt lại, không ngờ một cô bé đáng yêu như vậy mà hắn cũng có thể đánh. Có một số người còn bất lực thở dài. Từ xa, bố của cậu bé muốn lao tới nhưng đã bị vợ giữ lại, nếu như anh dám qua đó thì chúng ta sẽ ly hôn. Người đàn ông đỏ bừng mặt, cuối cùng cũng chỉ có thể im lặng. Con của bọn họ vẫn đang khóc. Nhìn thấy cây gậy sắp đánh xuống, Tử Hàm sợ hãi lùi lại hai bước. Rồi đột nhiên lại cảm thấy sau lưng rất ấm áp, tựa như đã lui vào trong vòng tay của ai đó. Cùng lúc đó, cây gậy của người đàn ông chạy BMW đột nhiên dừng lại giữa không trung, nó đã bị một bàn tay nắm chặt. Cút! Người vừa ra tay tất nhiên là Trần Đức, anh đã ngay lập tức đẩy cây gậy ra xa. Không có thời gian để ý tới người đàn ông chạy BMW, Trần Đức đau lòng ôm lấy Tử Hàm nói, Tử Hàm, anh xin lỗi, anh đã đến muộn. Để cho em bị người khác ức hiếp. Anh bát hoang ạ, Tử Hàm nhận ra anh của mình thì liền giấm dứt nói, Tử Hàm lại gây rắc rối rồi. Không, không phải lỗi của em. Trần Đức nhẹ nhàng lau khô nước mắt cho cô bé, nhưng ngay sau khi anh vừa lau nước mắt của cô bé thì ở khóe mắt cô bé lại chảy ra thêm vài giọt lệ. Anh đã nhìn thấy vết bạt tai trên khuôn mặt Tử Hàm còn chưa kịp tiêu tan. Trái tim của Trần Đức ngay lập tức trùng xuống. Nhưng ở trước mặt Tử Hàm anh không hề tỏ ra tức giận, anh vẫn cười rất tươi nói, Tử Hàm đừng khóc, anh không trách em, không sao hết. Anh bát hoang, thật sự không sao ạ? Ừm. Trần Đức gật đầu khẳng định. Tất cả những chuyện xảy ra đều là do anh, nếu như anh đến sớm hơn một chút thì Tử Hàm đã không bị đánh. Chỉ có điều, kẻ dám ra tay với Tử Hàm, nhất định phải trả một cái giá thật đắt. Anh bát hoang. Lúc này Đàm Thu mới thở hổn hển chen ra khỏi đám đông. Cậu ấy không có sức mạnh giống như Trần Đức cho nên muốn chen ra khỏi đám đông cũng không dễ dàng gì. Cậu ấy hỏi, anh bát hoang, có chuyện gì vậy?
Đàm Thu lúc nãy đang chen chúc ở trong đám đông cho nên không biết chuyện gì đã xảy ra. Không có gì to tát đâu, Trần Đức cười nói với Tử Hàm lần nữa, này Tử Hàm, hôm nay em mặc quần áo mới à? Trông em xinh xắn quá đi, ai đưa bộ quần áo mới này cho em vậy? Em không nói cho anh biết đâu, em đã hứa với chị ấy rằng sẽ không nói cho anh biết chị ấy là ai, Tử Hàm đáp lại một cách đáng yêu, tuy rằng không khóc nhưng khóe mắt vẫn còn đọng lại những giọt lệ. Ồ, vậy sao? Trần Đức cười khổ nói, cô bé thật là tinh quái. Nhưng chuyện đó cũng có thể bỏ qua, trước mắt phải xử lý chuyện ở đây trước đã. Anh tiếp tục nói, Tử Hàm, em đi chơi với anh kia một chút nha. Chuyện ở đây cứ giao cho anh. Vâng ạ, Tử Hàm ngoan ngoãn gật đầu. Được rồi, đừng lo lắng nha. Đàm Thu nói, cậu ấy cũng không hỏi lý do tại sao mà đã chuẩn bị dẫn Tử Hàm rời đi rồi. Ai cho phép nó rời đi? Lúc này, người đàn ông chạy BMW lại hung hăng quát lên, tao có đồng ý chưa? Mày là ai? Mày không nhìn thấy xe của tao bị trầy xước rồi hay sao? Tao chính là người giám hộ của cô bé mà mày đang tìm đó, Trần Đức lạnh nhạt nói, tao sẽ giải quyết chuyện ở đây, có thể để cho cô bé rời đi chưa? Trần Đức thật sự không muốn Tử Hàm nhìn thấy những chuyện sẽ xảy ra tiếp theo. Ha ha, mày muốn nó đi thì nó liền được đi hay sao? Chưa đền tiền thì không ai được phép rời khỏi đây, người đàn ông chạy BMW vẫn lớn tiếng quát, cửa xe tao giá 200 ngàn, đưa tiền ra thì có thể đi, còn nếu không đưa thì đừng ai mong có được kết cục tốt. Người đàn ông chạy BMW hét giá mà không hề biết ngược, thần thái ngạo nghễ miệt thị ba người Trần Đức. Ánh mắt của Trần Đức càng lúc càng trở nên lạnh lẽo. Anh trừng mắt nhìn thẳng vào người đàn ông chạy BMW. Những người đứng xem đều thở dài. Nhỏ giọng bàn tán. Chuyện này xem ra không thể không bồi thường rồi. Làm hỏng xe của người ta thì tất nhiên phải bồi thường, nhưng người đàn ông chạy BMW kia đang cố tình hét giá, cửa xe chỉ chảy có một chút mà đã bắt người ta đền 200 ngàn, đây rõ ràng là tống tiền. Có nên báo cảnh sát không? Đừng gây rắc rối, chủ nhân của chiếc BMW đó là xã hội đen, nếu như anh ta mà biết anh báo cảnh sát thì nhất định sau này sẽ tính sổ với anh đấy. Trong bệnh viện thành phố Tần Toàn là bệnh nhân và người nhà bệnh nhân, không ai muốn đụng chạm với người đàn ông đi xe BMW đó, hắn hống hách, mắng Trần Đức. Nhìn tao bằng ánh mắt đó làm gì? Tao sợ quá đi mất. Ánh mắt hung dữ như thế, lẽ nào muốn đánh người sao? Mày ra tay thử xem. Trần Đức thật sự không muốn để Tử Hàm nhìn thấy dáng vẻ hung dữ của mình, anh làm lơ với người đàn ông đi xe BMW và nói với Đàm Thu. Đưa Tử Hàm đi đi, anh ta không dám làm gì đâu. Vâng. Ánh mắt của Đàm Thu rất kiên định, có lẽ vì cả hai cùng đến từ nông thôn hoặc cũng có thể là vì cậu ấy cảm thấy Tử Hàm đáng yêu, không cần suy nghĩ đã đồng ý với Trần Đức ngay, bế Tử Hàm lên và nói, đi nào, đi chơi với anh nha. Mặc dù Tử Hàm chỉ mới có 10 tuổi nhưng lại rất hiểu chuyện, mạnh mẽ nói, rắc rối do Tử Hàm gây ra, Tử Hàm không đi đâu. Em phải cùng anh bát hoang vượt qua khó khăn. Cô bé trượt xuống khỏi vòng tay của Đàm Thu, đến bên cạnh Trần Đức, nắm lấy tay anh và nói, anh bát hoang, em muốn ở lại. Ây! Trần Đức thở dài, anh biết cô nhóc sợ anh xảy ra chuyện nên mới ở lại bên cạnh anh, nhưng cô bé lại không biết rằng, nếu như mình ở lại đó thì anh sẽ không tiện đánh thẳng tay. Được! Trần Đức không từ chối được Tử Hàm, xoa nhẹ lên đầu cô bé rồi nói với vẻ yêu chiều, vậy thì em cứ ở bên cạnh anh. Này, nhóc con! Có phải mày không nghe thấy lời tao nói không? Người đàn ông đi BMW giận dữ nói, mẹ kiếp, tao bảo mày đền tiền, mày có biết chiếc BMW này của tao bị trầy một chút là phải mất bao nhiêu tiền không hả? Tính 200 ngàn là đã bớt cho mày rồi đấy. Hừ, Trần Đức cười lạnh lùng, tạm chưa nói đây có phải là một cái bẫy hay không, càng không cần nói cánh cửa xe mà Tử Hàm quẹt chúng có đáng 200 ngàn hay không mà nếu như chỉ đơn giản là chuyện va vào nhau thôi thì Trần Đức có thể đã giải quyết xong. Nhưng, người đàn ông đi BMW đó hoàn toàn không nên đánh Tử Hàm một bạt tai. Đến giờ mà dấu tay ửng đỏ trên mặt Tử Hàm vẫn chưa lặn. Trần Đức chắc chắn không nhịn được chuyện này. Ù, Trần Đức định lên tiếng thì đột nhiên điện thoại trong túi rung lên, là điện thoại của Phỉ Tứ. Anh tạm thời gác lại chuyện của người đàn ông đi BMW. Trần Đức bắt máy, alo. Có mấy chiếc xe dừng trước cổng bệnh viện, trong đó có hai chiếc Land Rover, một chiếc Mercedes-Benz màu đen.
Trong chiếc Mercedes-Benz, một người đàn ông tầm 34, 35 tuổi nhìn vào điện thoại với vẻ cung kính và nói. Anh Bát Hoàng, chào anh, tôi là Hoàng Dương, đàn em của lão đại, tôi đã đến trước cổng bệnh viện rồi, bây giờ anh có thể ra đây không? Đợi một lát, tôi đang gặp chút rắc rối ở đây, đầu kia của điện thoại có giọng lạnh lùng của Trần Đức truyền đến. Rắc rối. Hoàng Dương hơi chau mày. Đại ca anh ta đã hẹn giờ, nếu như không đưa vị gia này đến đúng giờ thì anh ta sẽ bị đập mất. Có điều, anh ta lại không dám hối Trần Đức, chỉ đành nói, anh Bát Hoang, anh đừng vội, lát nữa tôi sẽ vào đón anh. Anh ta nói xong thì tắt máy. Hoàng Dương không dám chậm trễ, anh ta đẩy cửa xe ra và xuống xe, nói với tài xế, các anh ở đây đợi một lát, để tôi vào trong xem thử. Vâng, anh Dương, có chuyện gì thì gọi bọn tôi nhé. Hoàng Dương không để tâm đến đối phương, quay đầu đi vào trong bệnh viện. Trong bệnh viện, Trần Đức đã tắt điện thoại. Nếu đã đồng ý với Phỉ Tứ là hôm nay sẽ đến dự tiệc thì đương nhiên là anh đi thôi, vậy nên tốt nhất là phải nhanh chóng giải quyết chuyện người đàn ông đi BMW đó. Địch, cái thằng này, mày dám làm lơ với tao đúng không? Người đàn ông đi BMW nói bao nhiêu lần thì bấy nhiêu lần đều bị làm lơ, thậm chí Trần Đức còn đứng gọi điện thoại ngay trước mặt của hắn, chuyện này làm hắn cảm thấy bị sỉ nhục. Rõ ràng đối phương hoàn toàn không xem hắn ra gì. Cho mày cơ hội cuối cùng, nếu như không chồng tiền thì mẹ kiếp, đừng trách tao không khách sáo nhá. Người đàn ông đi BMW vung cây gậy trong tay, dáng vẻ rất hung dữ. Anh ơi, Tử Hàm hơi sợ, nắm chặt lấy tay của Trần Đức. Đừng sợ, có anh ở đây. Trần Đức nói với giọng dịu dàng, kéo lấy cánh tay của cô bé, đi về phía chiếc BMW, liếc nhìn cánh cửa xe. Đột nhiên, không có một dấu hiệu nào. Trần Đức đột ngột giơ chân, đạp lên cánh cửa xe một đạp. Âm thanh cực lớn vang lên, cánh cửa xe vốn dĩ chỉ bị xước một đường, giờ đã xuất hiện một dấu lõm vào rất lớn. Bỗng dưng, xung quanh đều trở nên yên lặng. Những người đứng xem xung quanh, bao gồm cả Đàm Thu, ai nấy đều trợn tròn mắt, nhìn cảnh tượng đó chằm chằm với vẻ kinh ngạc. Không ai ngờ được Trần Đức lại có hành động như thế. Muốn chết sao? Không ngờ lại có hành động đó trước mặt người đàn ông đi BMW, vậy chẳng phải là tự tìm rắc rối cho mình sao? Cả đám đều ngây ra. Mặt người đàn ông đi BMW cũng tái xanh, mí mắt giật liên hồi. Hắn đã dùng chiêu tống tiền này rất nhiều lần rồi, mỗi lần hô giá trên trời thì gặp phải rất nhiều trường hợp, nhưng đây là lần đầu tiên có người dám đạp lên xe BMW của hắn như thế. Tôi thấy như bây giờ thì mới đáng cho tôi đền 200 ngàn, Trần Đức nhìn kiệt tác của mình với vẻ hài lòng rồi chậm rãi nói. Mẹ cái thằng này, ông không cho mày bài học thì mày thật sự không biết sức mình tới đâu nhỉ. Người đàn ông đi BMW vung cây gậy trong tay, định đập lên đầu Trần Đức. Mắt Trần Đức thoáng vẻ lạnh lùng. Anh đang định ra tay thì đột nhiên, có một bóng người từ trong đám đông chạy ra, đá chân lên, đạp lên bụng của người đàn ông đi BMW. Người đàn ông đi BMW không kịp trở tay, lập tức lùi về sau mấy bước. Đậu xanh nhà mày. Người đàn ông đi BMW đau đến nghiến răng nghiến lợi, đang định mắng nhưng khi ngẩng đầu lên, nhìn thấy khuôn mặt hiền từ của Hoàng Dương có vẻ hơi quen thì liền nuốt ngực mấy lời đang trực chờ ở miệng lại. Sao? Anh ta lại đến đây? Hoàng Dương là đàn em thân cận nhất của Phỉ Tứ. Trong thế giới ngầm, anh ta có thân phận rất cao. Mặc dù hắn và Hoàng Dương đi theo hai đại ca khác nhau, hắn làm ăn cũng được, đi BMW, mặc vest, nhưng so với Hoàng Dương thì thân phận của hắn vẫn kém hơn một bậc. Nói đơn giản, bọn họ cùng thuộc một công ty nhưng khác bộ phận, Hoàng Dương là sếp lớn thứ hai của bộ phận còn hắn thì là sếp thứ ba, thứ tư. Hắn không thể chọc đến Hoàng Dương. Hoàng Dương không thèm để tâm đến người đàn ông đi BMW, quay lưng, thành khẩn xin lỗi Trần Đức, anh Bát Hoang, thật sự xin lỗi, tôi đã đến chậm một bước. Cậu là, Trần Đức chưa từng gặp Hoàng Dương. Tôi tên Hoàng Dương, là đàn em của đại ca Phỉ Tứ, lúc nãy tôi đã gọi điện cho anh bằng điện thoại của đại ca. À, Trần Đức gật đầu. Anh Bát Hoang, tôi đã tìm hiểu sự việc, cứ giao tên này cho tôi xử lý. Nhất định sẽ khiến anh hài lòng, Hoàng Dương nói. Trần Đức chưa kịp đồng ý thì anh ta đã quay lưng, đi hai, ba bước, tiến về phía trước người đàn ông đi BMW, đạp cho hắn một cú nữa, khiến đối phương ngồi bệt xuống đất. Địch,
Lộ Tùng Minh, đầu óc mày có vấn đề rồi à? Gặp ai, mày cũng dám tống tiền hả? Cần tiền đúng không? 200 ngàn chứ gì? Bây giờ tao sẽ đưa cho mày. Hoàng Dương có một biệt hiệu là quân tử nho nhã. Nghe tên là hiểu, mặc dù anh ta là một tên lưu manh có tiếng nhưng làm việc lại rất thanh tao nhã nhặn, cái tên quân tử nho nhã cũng có từ đó. Sau khi Hoàng Dương đạp bay người đàn ông lái BMW thì trở lại trạng thái cảm xúc bình thường, phất tay với những người đang xem ở bên ngoài. Tránh ra chút nào. Làm ơn tránh ra chút nào. Một đàn em mặc áo vest màu đen chen ra khỏi đám đông, cầm hai túi màu đen trên tay, đưa đến trước mặt Hoàng Dương. Một trong hai cái túi được mở ra, bên trong chứa đầy tiền màu đỏ. Đúng y 200 ngàn. Đấy là số tiền mà Hoàng Dương đã cho người lập tức đến ngân hàng rút về sau khi biết được đầu đuôi mọi chuyện. Hoàng Dương lấy ra một nắm tiền, đập lên mặt của Lộ Tùng Minh và nói, đây là 200 ngàn này, mày cất đi. Anh Dương, hiểu lầm, đều là hiểu lầm thôi. Lộ Tùng Minh ăn một đá nhưng lại không dám nổi giận, không còn dáng vẻ hống hách trước đó nữa. Hắn bò dậy khỏi mặt đất, khom lưng cúi đầu, cười xu nịnh và nói, em không biết anh đây là bạn của anh. Em không cần tiền nữa, để em tự sửa xe ạ. Cảnh tượng đó khiến mọi người xung quanh đều thấy ngạc nhiên. Chuyện gì thế này? Người này là ai? Hình như người đàn ông đi BMW rất sợ anh ta thì phải. Anh ta tên Hoàng Dương, biết Phỉ Tứ Thiên Hương Kiều chứ? Hoàng Dương là tâm phúc đắc lực của anh ta đấy. Trong đám đông, có người thường xuyên đến quán rượu đã nhận ra Hoàng Dương. Chủ nhân của chiếc BMW đó là tay sai của Ngũ Gia Cửu Thăng Kiều Hồng, so với Hoàng Dương thì thân phận của anh ta còn kém rất xa. Hèn gì? Mọi người hiểu ra, nếu là người thường lui tới những tụ điểm giải trí thì đều biết, khu phía nam của thành phố Tần có 6 đà chủ là Thiên Nhất, Lôi Nhị, Phong Tiểu Tam, Phỉ Tứ, Hồng Ngũ, Lục Lão Lục. Rất ít người biết được tên họ thật của 6 người này, người trong giang hồ đều gọi họ như thế. Sáu người họ quản lý 6 con phố ăn chơi quan trọng ở khu phía nam của thành phố Tần. Bên trên bọn họ còn có một sừng sỏ quản khu vực phía nam của thành phố Tần là Ân Thập Nương. Tên tuổi của những người này vô cùng vang dội, hễ là người thường xuyên lăn lộn ở những tụ điểm vui chơi giải trí thì đều biết đến bọn họ. Anh Bát Hoang, anh ta là bạn của anh sao? Đàm Thu không quen Hoàng Dương nên hỏi với vẻ thắc mắc. Cũng có thể nói là vậy, Trần Đức nói. Không ngờ anh còn có bạn giàu có như thế. Vung tay là 200 ngàn, theo Đàm Thu thấy như vậy là vô cùng giàu có. Anh ơi, Tử Hàm kéo lấy tay của Trần Đức, nhỏ tiếng nói, chúng ta phải đền tiền thật sao ạ? Để xem trước đã, Trần Đức nhẹ nhàng nói, chú đó sẽ giúp chúng ta giải quyết. Anh Dương, mọi người đều là bạn, bỏ qua chuyện này đi ạ. Lộ Tùng Minh ấm ức trong lòng nhưng lại không dám lỗ mãng, liên tục cười với vẻ xu nịnh. Nể mặt Hồng Ngũ Gia của bọn em đi mà, đều là người một nhà, hiểu lầm cả mà thôi. Hiểu lầm sao, tao thấy không giống như hiểu lầm. Mày muốn có tiền, đây là 200 ngàn, là tiền bồi thường cho xe của mày đấy. Hoàng Dương phất tay, đàn em bên cạnh lại đặt chiếc túi thứ hai xuống. Chiếc túi được mở ra. Tiền trong chiếc túi này còn nhiều hơn nữa, Lộ Tùng Minh liếc sơ qua thì biết cũng tầm khoảng 800 ngàn. Nhiều tiền như thế khiến những người đứng xem xung quanh đều trợn tròn mắt, bất giác hít sâu một hơi. Rất ít người từng nhìn thấy 1 triệu tiền mặt chất thành đống như thế này. Chỗ này có 800 ngàn, có đủ mua chiếc BMW này của mày không? Hoàng Dương cười lạnh lùng và hỏi. Đủ, đủ ạ, chắc chắn là đủ, nhưng... Đừng có nhưng nhị gì cả, mày cầm 1 triệu này đi, chiếc BMW đã là của tao rồi. Hoàng Dương ngắt lời của Lộ Tùng Minh. Hôm nay tao nể mặt Hồng Ngũ Gia nên mới đưa số tiền này cho mày, hiểu không? Hiểu ạ, em hiểu ạ. Lộ Tùng Minh đau khổ gật đầu. Hắn biết không dễ lấy tiền của Hoàng Dương như thế, trong lòng cứ có dự cảm không lành. Hoàng Dương dùng ánh mắt ra dấu cho đàn em của mình. Đàn em liền cầm điện thoại lên, gọi điện, vào đây đi. Bíp, bên ngoài đám đông, lập tức có tiếng còi xe hơi vang lên, vô cùng chói tai. Tất cả mọi người đều ngoảnh đầu lại và nhận ra không biết từ lúc nào, bên ngoài đã có thêm 1 chiếc Land Rover đang chậm chậm lái về phía họ. Xin hãy nhường đường, Hoàng Dương nói với đám đông, tôi muốn xử lý chiếc BMW này của mình. Mọi người đều thắc mắc, không hiểu, Hoàng Dương muốn làm gì, có điều họ đều nhường đường.
Bọn họ vừa mới nhường đường thì đột nhiên, chiếc Land Rover liền tăng ga, tông về phía chiếc BMW. Ầm. Một âm thanh cực lớn vang lên, chiếc Land Rover đâm vào thân chiếc BMW, cánh cửa của BMW lập tức biến dạng, tất cả mọi người ở đó đều thót tim. Đặc biệt là Lộ Tùng Minh, khóe miệng bất giác giật nhẹ. Vẫn chưa kết thúc. Chiếc Land Rover tông lên một lần nữa. Ầm, ầm, ầm. Hết lần này đến lần khác, một chiếc BMW đang bình thường đã bị tông thành đống sắt vụn, chiếc xe bị biến dạng hoàn toàn. Tiếng động lớn ở phía này đã thu hút sự chú ý của càng nhiều người hơn. Lúc mọi người biết được chuyện của Lộ Tùng Minh người đàn ông đi BMW thì ai cũng cảm thán. Đáng đời. Xe của loại người này bị tông cũng đáng, chỉ tiếc là không nên đền 1 triệu cho hắn. Đúng thế, chỉ chầy có chút xíu, vậy mà hắn lại ra tay với một cô bé 10 tuổi, đáng ghét mà. Trong đám đông, có vài người đứng gần, nhìn thấy dấu tay trên mặt Tử Hàm vẫn chưa lặn, họ thật sự không hiểu được phải nhẫn tâm cỡ nào mới có thể ra tay với một cô bé đáng yêu đến thế. Tử Hàm nghe thấy âm thanh phát lên bên tai thì sợ đến mức nấp vào phía sau Trần Đức, ôm chặt lấy anh. Chiếc Land Rover tông hết lần này đến lần khác, lần sau còn mạnh hơn cả lần trước, cho đến khi chiếc BMW hỏng hoàn toàn thì mới dừng lại. Lộ Tùng Minh nhìn thấy chiếc BMW là mình yêu quý bị tông thành ra như thế thì tim như vỡ vụn, vẻ mặt cực kỳ khó coi. Anh Dương, em đã đi được chưa? Hắn run rẩy hỏi, lúc này, chỉ muốn mau chóng rời khỏi đó. Đi sao? Hoàng Dương nói, người anh em, sao có thể đi như thế được chứ? Bây giờ chuyện chiếc xe của mày bị trầy đã được giải quyết xong rồi, nhưng vẫn còn một chuyện chưa được giải quyết. Hoàng Dương quay lại, đi về phía Trần Đức, đàn em của anh ta đạp Lộ Tùng Minh một đạp, nói, đi theo qua đi. Lộ Tùng Minh vội vã chạy theo với vẻ mặt đau khổ. Chuyện chiếc xe của mày bị trầy đã huề rồi, giờ nói chuyện mày đã ra tay với em gái của anh bát hoang. Cái tát đó của mày không nhẹ đâu, bây giờ vẫn còn giấu đấy. Hoàng Dương nhìn thấy vết tát trên mặt Tử Hàm, cho dù anh ta cũng có dính líu đến xã hội đen nhưng vẫn cảm thấy chuyện này thật tàn nhẫn. Công bằng mà nói, những người như anh ta tuy có thể dùng rất nhiều cách tồi tệ khác nhau để kiếm tiền nhưng tuyệt đối sẽ không ra tay với người bình thường, lại càng không ra tay với trẻ nhỏ, huống chi lại là một cô bé đáng yêu đến như vậy. Mày định giải quyết chuyện này thế nào? Hoàng Dương hỏi. Trong lúc anh ta đang nói thì đã có 3 thủ hạ của anh ta từ trên chiếc Land Rover bước xuống bao vây Lộ Tùng Minh. Bồi thường, em sẽ bồi thường. Lộ Tùng Minh nói, 1 triệu kia xem như em bồi thường những tổn hại tinh thần cho cô bé, mặt khác em sẽ tự bồi thường thêm 500 ngàn nữa. Hắn run rẩy lấy trong người ra một tấm thẻ đặt lên đống tiền rồi hỏi, anh Dương, thế đã được chưa? Tất nhiên là phải bồi thường rồi. Hoàng Dương nói. Chỉ có điều nếu như cứ vậy mà bỏ qua thì dễ dàng cho mày quá rồi. Anh Dương, không biết anh còn muốn thế nào nữa, Lộ Tùng Minh khổ không kể xiết, hôm nay hắn ra ngoài không xem ngày, chẳng những không trộm được gà mà còn bị mất thêm nắm gạo. Đã bồi thường 500 ngàn mà vẫn không thể giải quyết được, chuyện này khiến cho trong lòng của hắn cũng có chút hốt hoảng. Hoàng Dương là một người thông minh, nếu không thì anh ta đã không có được thành quả như ngày hôm nay. Anh ta biết rõ Trần Bát Hoang vô cùng yêu thương cô bé kia. Vì vậy chuyện hôm nay chắc chắn không thể dùng tiền để giải quyết. Quỳ xuống, Hoàng Dương nói, mày đã tát người ta 1 bạt tai thì cũng nên biết điều tự tát mình 100 bạt tai đi. Chờ mày đánh xong thì chuyện hôm nay mới kết thúc. Sao? Nét mặt của Lộ Tùng Minh bắt đầu trở nên rất khó coi. Nơi đây là bệnh viện, có rất nhiều người qua lại. Nếu như bắt hắn quỳ xuống tự tát mình ở đây thì sau này làm sao hắn có thể làm ăn ở quanh đây được nữa? Anh Dương, em sai rồi, em nhận sai cũng không được sao, Lộ Tùng Minh chua xót nói, hắn không ngờ hôm nay hắn lại gặp họa lớn như thế này. Anh cứ xem như là nể mặt Ngũ Gia đi, Hồng Ngũ Gia chắc chắn cũng không hy vọng nhìn thấy đàn em của mình phải quỳ xuống trước mặt mọi người mà tự tát mình như vậy. Anh bạn này, cầu xin anh tha cho tôi có được không? Về sau tôi nhất định sẽ báo đáp anh. Lộ Tùng Minh lại nhắc đến Hồng Ngũ Gia một lần nữa, đồng thời cũng quay sang cầu xin Trần Đức. Chuyện này xảy ra cũng là do Trần Đức, chỉ cần anh nói một tiếng thì Hoàng Dương nhất định sẽ không truy cứu hắn nữa. Đáng tiếc, Trần Đức chỉ im lặng không nói một lời, xem như không nghe thấy. Hoàng Dương cũng không hề tỏ ra bối rối, sắc mặt càng lúc càng trở nên lạnh lùng hơn, anh ta nói,
mày đang muốn đem Ngũ Gia Gia uy hiếp tao sao? Không không không, anh Dương, em không có ý đó. Hoàng Dương lười nói nhảm với hắn, chẳng qua cũng chỉ là loại tôm tép, cứ đứng đây cò kè mặc cả với hắn khiến cho anh ta cảm thấy rất mất mặt. Anh ta liền liếc mắt một cái, một thủ hạ của anh ta đã lập tức đá vào đùi của Lộ Tùng Minh khiến cho Lộ Tùng Minh hét toáng lên thảm thiết, cuối cùng cũng phải quỳ xuống. Mày muốn tao đích thân ra tay hay sao? Hoàng Dương trầm giọng nói. Lộ Tùng Minh giật mình sợ hãi nói, để em tự làm, để em tự làm. Hoàng Dương có biệt danh là quân tử nho nhã nhưng không có nghĩa là anh ta thực sự nho nhã, nếu như để bị Hoàng Dương đích thân ra tay đánh thì chẳng phải hắn sẽ bị đánh tới tàn phế hay sao? Hắn hoàn toàn không dám để cho người trước mặt đích thân ra tay. Chát! Vừa dứt lời thì Lộ Tùng Minh đã ngay lập tức giơ tay tự tát vào mặt chính mình. Mày chưa ăn cơm sao? Hoàng Dương lạnh lùng nói. Chát! Lộ Tùng Minh lại tát thêm một cái tát nữa, lần này tát mạnh hơn rất nhiều. Gần như là đã dốc hết toàn lực để tát, vừa tát xuống thì gương mặt của hắn đã in năm dấu tay đỏ lòm. Chát, 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 chát. Lộ Tùng Minh quỳ gối trước mặt Trần Đức tát lấy tát để khiến cho những người xung quanh chết lặng, không ai có thể ngờ kết quả lại thành ra như vậy. Cả đám người nhìn về phía Trần Đức và Tử Hàm, nét mặt của ai cũng thay đổi, thầm hạ quyết tâm về sau tuyệt đối sẽ không dám động vào cô bé kia nữa. Phía sau Trần Đức, Đàm Thu cảm thấy hết sức kinh ngạc. Cậu ấy không ngờ Trần Đức lại quen biết một người lợi hại như Hoàng Dương. Phía xa, bố mẹ của cậu bé ngồi xe lăn cũng kinh ngạc nhìn cảnh tượng này, sắc mặt đỏ bừng. Toàn bộ sự việc đều do con của họ gây ra. Vậy mà bọn họ lại trốn tránh trách nhiệm, không dám ra mặt giải quyết. Không ngờ kết quả lại thành ra như thế này. Chúng ta đi mau, trong mắt người phụ nữ hiện lên một tia sợ hãi. Rất lo lắng Trần Đức giải quyết xong chuyện ở bên kia sẽ tiếp tục giải quyết tới vợ chồng bọn họ cho nên đã ngay lập tức đẩy con mình đi xa. Tất cả những chuyện này Trần Đức đều biết nhưng anh cũng không nói, sắc mặt vẫn bình thản như thường. Tiếng bạt tai của Lộ Tùng Minh càng lúc càng lớn, cũng càng lúc càng có nhiều người chạy đến xem và chỉ trỏ về phía Lộ Tùng Minh khiến cho hắn chỉ hận không thể tìm được một cái lỗ để chui vào. Gương mặt của hắn lúc này rất đau đớn, hắn liên tục chảy nước mắt, nghẹn khuất đến cực điểm. Anh Bát Hoang, thằng này cũng tính là người nhà của tôi, nó đã chịu bồi thường 500 ngàn và đập luôn chiếc xe rồi. Thấy mọi việc đã gần xong xuôi, Hoàng Dương mới kính cẩn nói với Trần Đức, anh xem xử lý như vậy anh có hài lòng không? Hoàng Dương cũng có chút chột dạ, tuy anh ta chưa được tận mắt nhìn thấy sức mạnh của Trần Bát Hoang nhưng cũng đã từng nghe nói qua chuyện toàn bộ đàn em dưới tay của đại ca Phì Tứ đều đã bị Trần Bát Hoang đánh đến tàn phế. Với sức mạnh của Trần Bát Hoang thì hoàn toàn có thể giải quyết Lộ Tùng Minh một cách dễ dàng. Nếu như anh ta không đến kịp thì e rằng giờ này Lộ Tùng Minh cũng đã biến thành một thằng tàn phế rồi. Chuyện ngày hôm nay nhìn thì có vẻ như anh ta đang giúp đỡ Trần Đức, nhưng kỳ thực là anh ta đang cứu Lộ Tùng Minh một mạng. Anh ta tin rằng Trần Đức cũng hiểu được điều này cho nên anh ta rất lo lắng người trước mặt sẽ không hài lòng với cách xử lý của anh ta, một khi để Trần Bát Hoang đích thân ra tay thì chắc chắn sẽ lớn chuyện. Dù gì thì Lộ Tùng Minh và Hồng Ngũ Gia cũng có chút quan hệ, nếu như hắn bị người ta đánh tàn phế thì Hồng Ngũ Gia nhất định sẽ nhúng tay vào chuyện này. Đến lúc đó sẽ có thêm rất nhiều rắc rối. Hoàng Dương chắc chắn không thể gánh nổi hậu quả. Hiện tại xử lý như thế này là chuyện tốt nhất mà anh ta có thể làm, Hồng Ngũ Gia tuy rằng sẽ không vui nhưng cũng sẽ không nhúng tay vào, cũng không có lý do gì để nhúng tay vào. Được, xem như tôi nể mặt cậu, nể mặt Phì Tứ. Trần Đức cuối cùng cũng lên tiếng, bình tĩnh nói. Người có kinh nghiệm giang hồ như anh tất nhiên hoàn toàn có thể hiểu được dụng ý của Hoàng Dương. Lời này vừa nói ra, Hoàng Dương ngay lập tức thở phào nhẹ nhõm. Nhưng, ngay giây phút tiếp theo, Trần Đức đột nhiên ra tay. Anh ra tay nhanh đến mức không hề có dấu hiệu báo trước. Một cái tát đã giáng xuống ngay mặt Lộ Tùng Minh. Chát, một cái tát này giáng xuống hung hãn như hổ báo. Lộ Tùng Minh hét lên thảm thiết, đầu óc ong ong, trong miệng đã cảm nhận được mùi máu tanh, ngay lập tức hắn nhổ ra ba cái răng, quỳ trên mặt đất, máu từ trong miệng chảy ra giàn giụa. Toàn thân hắn run lên dữ dội, trong lòng kinh hãi đến cực điểm. Một tát này diễn ra quá nhanh khiến cho ai cũng không kịp phản ứng. Sau này đừng để tao gặp lại mày, Trần Đức lạnh lùng nói rồi liền xoay người che tầm mắt của Tử Hàm. Trần Đức không muốn Tử Hàm nhìn thấy cảnh tượng đẫm máu cho nên đã nhẹ nhàng xoa đầu cô bé rồi dịu dàng nói,
Tử Hàm, nhớ kỹ, chuyện ngày hôm nay em không phải là người có lỗi cho nên anh mới trừng phạt tên xấu xa kia, sau này em không được học theo đâu đấy. Vâng ạ, Tử Hàm ngoan ngoãn gật đầu, trong đôi mắt vẫn còn có chút sợ hãi. Được rồi, chúng ta quay về phòng bệnh thôi. Trần Đức nắm lấy tay Tử Hàm dắt cô bé về phòng bệnh, bất cứ nơi nào anh đi qua thì đám đông vây xem đều lùi lại nhường đường cho anh. Nếu hôm nay Hoàng Dương không xuất hiện thì Lộ Tùng Minh nhất định sẽ bị đánh tàn phế, nhưng Hoàng Dương đã có lòng giải quyết cho nên Trần Đức cũng không còn cách nào khác ngoài việc nể mặt. Đáng lắm, Đàm Thu khiếp sợ liếc nhìn Lộ Tùng Minh đang phun máu giàn giụa ở bên kia sau đó xì một tiếng khinh miệt rồi mới rời đi theo Trần Đức. Giờ phút này ánh mắt của mọi người đều đổ dồn về phía Trần Đức, không ai ngờ người thanh niên này lại ra tay hung hãn đến vậy, càng không ngờ Lộ Tùng Minh lại có kết cục thê thảm như thế này. Mang nó đi kiểm tra đi, Hoàng Dương ghét bỏ xua tay, bảo người của mình lôi Lộ Tùng Minh rời đi. Đi theo Trần Đức tới phòng bệnh, Hoàng Dương lấy ra 200 tệ gấp thành hình trái tim đưa cho Tử Hàm rồi nói, em gái, đây là quà anh tặng em. Anh bát hoang. Em có nhận được không? Tử Hàm quay đầu lại hỏi Trần Đức. Trần Đức gật đầu. Cảm ơn chú, Tử Hàm đưa tay nhận lấy trái tim rồi cười nói. Gọi là anh chứ? Sắc mặt Hoàng Dương đen lại, anh ta còn chưa đủ tư cách làm chú của em gái Trần Đức, hơn nữa bộ trông anh ta già lắm hay sao? Nếu không gọi là anh thì anh sẽ không tặng trái tim cho em nữa đâu, Hoàng Dương pha trò nói. Cảm ơn anh. Vậy mới ngoan chứ? Hoàng Dương đưa trái tim cho Tử Hàm vừa nhận được trái tim thì liền tinh quái nói, cháu vẫn sẽ gọi chú là chú, phải đẹp trai như anh bát hoang thì mới là anh. Hoàng Dương bất lực nhìn Trần Đức nói, anh bát hoang, tứ gia vẫn đang đợi chúng ta ở Thiên Hương Kiều, hay là chúng ta đến đó trước đi. Tử Hàm, anh phải đi ra ngoài với chú, em ở lại chơi với các chị y tá được không? Trần Đức hỏi Tử Hàm. Được ạ, anh bát hoang nhớ tới thăm em nhiều hơn nhé. Tử Hàm chớp chớp đôi mắt to, nắm lấy tay Trần Đức nói, mấy ngày nay em nhớ anh lắm. Được rồi, anh nhất định sẽ đến thăm em nhiều hơn. Trần Đức dịu dàng nói rồi ôm Tử Hàm vào trong lòng, sau đó anh chào hỏi các y tá và nhờ họ chăm sóc tốt cho Tử Hàm, cuối cùng mới cùng Đàm Thu rời đi với Hoàng Dương. Đi trong bệnh viện có rất nhiều người chỉ trỏ vào Trần Đức, sau chuyện vừa xảy ra thì Trần Đức và Tử Hàm cũng đã trở nên nổi tiếng trong bệnh viện. Cho dù người ta không biết tên nhưng ai cũng có thể nhận ra bọn họ. Anh bát hoang, anh nổi tiếng rồi, Đàm Thu cười lớn nói. Vậy sao, thế cũng tốt, sau này sẽ không có ai dám bắt nạt Tử Hàm nữa, Trần Đức chỉ là bất đắc dĩ, anh cũng muốn sống bình thường khiêm tốn nhưng thực lực của anh lại không cho phép điều đó. Bên ngoài bệnh viện, Hoàng Dương đích thân mở cửa xe cho Trần Đức và Đàm Thu, chờ hai người lên rồi thì anh ta mới ngồi vào ghế phụ lái. Ngồi trên xe. Đàm Thu nhìn nội thất sang trọng của chiếc Mercedes-Benz mà tấm tắc không thôi, tôi mỗi ngày đều chỉ có thể đi tàu điện ngầm, so với đi xe này đúng là kém xa. Xa hoa quá, sau này tôi nhất định sẽ mua một chiếc. Đàm Thu lần đầu tiên được ngồi trên chiếc Mercedes-Benz cho nên trong lòng cũng trào dâng sự phù phiếm đã chôn giấu bấy lâu. Trần Đức thì rất bình tĩnh, loại xe này không tính là thứ gì quá quý giá đối với anh thích nhất chính là xe tăng quân sự. Ngồi trên đó thì anh có thể san bằng hết tất cả. Chiếc Mercedes-Benz nhanh chóng chạy tới Thiên Hương Kiều. Cùng lúc đó, tại Thiên Hương Kiều, phía trước câu lạc bộ giải trí hoạt sắc Sinh Hương đã có 5-3 chiếc ô tô đậu sẵn, mỗi một chiếc ô tô đều có giá trị rất cao. Những người trẻ tuổi lần lượt bước xuống từ trên những chiếc ô tô đó, hầu hết đều chỉ mới ở độ tuổi đôi mươi. Có cả nam cả nữ, khoảng 15-16 người, trông rất náo nhiệt. Trước cửa câu lạc bộ có một chàng trai mặc bộ vest màu lam, tóc tai vuốt thẳng đứng đang đợi, nhìn thấy bọn họ liền lập tức nở nụ cười đi tới, tôi tính toán thời gian quả nhiên không sai. Lôi Long, sinh nhật vui vẻ. Chủ tịch Lôi, mấy ngày không gặp cậu lại đẹp trai hơn rồi. Chủ tịch Lôi, chúc mừng sinh nhật cậu. Một đám người lần lượt tiến lên tay bắt mặt mừng với Lôi Long ngẩng đầu tự tin đáp lại từng người một, ánh mắt lướt qua trong đám người. Cuối cùng dán chặt vào ba cô gái rồi đích thân đi về phía bọn họ nói, Ngữ Hiên, Lâm Giao, An Khê, tôi rất vui vì các cậu đã đến đây tối nay. Làm sao bọn tôi không đến tham dự sinh nhật chủ tịch Lôi được chứ? Đây là quà do ba chị em bọn tôi chuẩn bị cho cậu, Tô An Khê mỉm cười rồi đưa ra một gói quà. Cảm ơn. Lôi Long lịch sự nhận lấy gói quà.
sau đó ánh mắt của cậu ta lại liếc nhìn về phía sau ba người Tống Ngữ Yên giống như đang tìm ai đó. Chủ tịch Lôi, cậu nhìn làm gì, tên kia làm sao dám đến đây được, hơn nữa cậu cũng không mời anh ta mà. Cho dù cậu có mời thì anh ta cũng không dám đến đây đâu, đến đây để tự rước nhục vào người hay sao, có một người khác đang đứng bên cạnh Lôi Long đã lên tiếng. Cậu ta tên là Hồ Hải Sinh, gia cảnh khá giả, có mối quan hệ rất tốt với Lôi Long. Người mà họ nói đến đương nhiên là Trần Đức. Mặc dù mấy ngày nay Lôi Long không ở trường nhưng cũng đã nghe nói tới cái tên này. Hờ hờ, Lôi Long cười hai tiếng, tôi rất muốn gặp để xem cậu ta là người thế nào mà dám đánh tiền Bình Thành như thế. Cậu muốn gặp anh ta nhưng anh ta không dám gặp cậu đâu, Hồ Hải Sinh nói. Đúng đó, Tô An Khê ở bên cạnh cũng tán thành, tên đó mà gặp cậu Lôi đây chắc còn chẳng dám thở mạnh. Tống Ngư Yên bất giác nhíu mày, nói thế nào thì Trần Đức cũng là người do bố cô cử tới, bị kẻ khác khinh thường trước mặt bao người thế này, trong lòng cô vẫn cảm thấy không thoải mái. Chưa chắc đâu, Lâm Giao lên tiếng, có thể anh ấy còn lợi hại hơn mấy người đó. Sao có thể, chỉ dựa vào một tên nhà quê ư, một người chen vào, giọng điệu châm chọc, loại người như anh ta e rằng còn chẳng vào nổi ngưỡng cửa Hoạt Sắc Sinh Hương ấy chứ. Được rồi, đừng nói như vậy, đều là bạn học cả, trong lòng Lôi Long rất đắc ý nhưng ngoài mặt vẫn giả vờ hào phóng, tự nhiên, hôm nay ông chủ của Hoạt Sắc Sinh Hương đã đồng ý tới uống vài ly với chúng ta. Nhưng tối nay lại có chuyện, không thể đích thân tới tiếp đãi, vì thế đã gọi người quản lý câu lạc bộ tới thay, mọi người đi theo anh ấy là sẽ tới phòng VIP. Qua, phó chủ tịch Lôi còn quen cả ông chủ Lục của Hoạt Sắc Thiên Hương nữa à, tôi nghe nói ông ấy là nhân vật có tiếng ở thành phố Tần chúng ta đấy. Phó chủ tịch Lôi càng ngày càng quan hệ rộng, sau này tốt nghiệp chắc không bao lâu cũng vào được giới thượng lưu ở thành phố Tần. Với thực lực của cậu Lôi và gia cảnh nhà cậu ấy, đó là điều đương nhiên. Từng đôi nam nữ tới dự tiệc đều lần lượt cảm thán, trong lời nói lộ rõ vẻ hâm mộ. Lôi Long đều nghe thấy hết, trong lòng rất vui vẻ, cậu ta tự tin bước tới bên Tống Ngữ Yên, ngắm nhìn vẻ đẹp của cô, Ngữ Yên, gần đây thế nào? Vẫn ổn, nhưng so với phó chủ tịch Lôi thì còn kém xa, Tống Ngữ Yên nhẹ nhàng đáp, nếu sau này tốt nghiệp được vào giới thượng lưu thì cậu hãy nhớ tới những người bạn cũ là chúng tôi nhé. Đương nhiên rồi, Lôi Long cũng không hề khiêm tốn. Tự hào bảo, người khác thì không biết, nhưng chỉ cần Ngữ Yên cậu mở lời, chắc chắn tôi sẽ cố gắng hết sức. Hai người tán gẫu câu được câu chăng, tuy trong lòng Tống Ngữ Yên không thích tên kiêu ngạo Lôi Long này lắm, nhưng vẫn đáp lại đôi câu. Ai bảo tên này thật sự có khả năng chứ? Dù là năng lực bản thân hay hoàn cảnh gia đình, cậu ta đều có lý do để tự hào. Xin chào các cô, các cậu, tôi là quản lý của câu lạc bộ Hoạt Sắc Sinh Hương, Tiêu Kiến Nhân, phía trước. Một người đàn ông mặc đồng phục vest đen lớn tiếng tự giới thiệu bản thân. Tiểu tiện nhân, sao cái tên này thật trâu bò? Sao tiểu tiện nhân đồng âm với Tiêu Kiến Nhân, có nghĩa là kẻ hèn hạ, bỉ ổi? Ha ha, người đặt cái tên này phải có thù với anh lớn nhường nào chứ? Tiêu Kiến Nhân đã dự đoán trước tình huống này nên không hề tức giận, những cậu ấm cô chiêu này không phải người mà anh ta có thể động đến, ông chủ Lục đã đích thân dặn dò anh ta phải tiếp đãi mấy người này. Tôi cũng không có cách nào, tất cả đều do số phận, Tiêu Kiến Nhân bỏ qua chủ đề này, nói sang chuyện khác, phòng hôm nay cậu Lôi Long đặt ở tầng 8 có tên là Chí Tôn Hoàng Đế, trong đó có karaoke, massage, spa, tất cả đều có đủ, mọi người có thể thoải mái tận hưởng trong tối nay. Tiêu Kiến Nhân dẫn mọi người vào câu lạc bộ, vừa đi vào, những cô gái lễ tân xinh đẹp mặc trang phục gọn gàng đều cúi gập 90 độ, đồng thanh hô lên bằng giọng nói dịu dàng quyến rũ, hoan nghênh quý khách. Mọi người vừa bước vào cửa, trước cửa Hoạt Sắc Sinh Hương có vài chiếc ô tô con tiến đến, Trần Đức đang ngồi trên chiếc Mercedes màu đen trong số đó. Hoàng Dương xuống xe, đích thân mở cửa cho Trần Đức và Đàm Thu. Anh Bát Hoàng, cậu Đàm, tôi đi đỗ xe trước, phía Tứ Gia đang ở tầng 9, các anh có thể lên đó trước, hoặc là đợi tôi một lát. Được, cậu đi đi. Sau khi Hoàng Dương đi, Đàm Thu bất giác cảm thán. Tôi đã nghe nói về câu lạc bộ Hoạt Sắc Sinh Hương từ lâu rồi nhưng chưa tới bao giờ. Anh Bát Hoang, hôm nay anh đưa tôi tới đây gặp những người bạn nào của anh vậy? Mấy người bạn thôi, làm quen với họ cũng sẽ giúp ích cho cậu trong tương lai. Đi thôi, chúng ta đi trước, Trần Đức cất bước đi vào câu lạc bộ trước. Đàm Thu là một người thật thà, vì thân phận nên mấy năm nay những người thật sự muốn kết bạn với cậu ấy rất ít,
tiệc tùng, dạ hội gì đó hầu như cậu đều không tham gia. Câu lạc bộ cao cấp như Hoạt Sắc Sinh Hương cậu lại càng chưa bao giờ đến, bình thường thấy những nơi thế này cậu đều tránh đi thật xa. Đàm Thu đi theo Trần Đức như một đứa trẻ tò mò, quan sát hết bên trái lại tới bên phải, đánh giá khung cảnh xung quanh. Bước vào cổng lớn câu lạc bộ giải trí, khi hai hàng nữ tiếp tân mặc trang phục gợi cảm cúi người chào đón, mặt cậu lập tức đỏ bừng, ngượng ngùng ho khan hai tiếng, ánh mắt lưu luyến nhìn đường cong hoàn hảo là lướt của các người đẹp. Thấy dáng vẻ này của cậu ấy, Trần Đức không khỏi nhớ tới lần đầu tiên mình tới nơi này, năm đó anh mới 14 tuổi, đang độ tuổi mới lớn, cũng là khi một số phương diện của đàn ông bắt đầu thức tỉnh. Khi đó anh còn khoa trương hơn Đàm Thu, nhìn mà chảy cả máu mũi. Câu lạc bộ như Hoạt Sắc Sinh Hương hầu như có đủ hết các hạng mục giải trí, được Lục Hoán Kim xây dựng với chi phí rất lớn, lúc này màn đêm buông xuống, từng chiếc xe sang dừng lại, người bên trong câu lạc bộ qua lại không ngớt, vô cùng náo nhiệt. Trần Đức khá quen thuộc với nơi này, lần trước Lục Hoán Kim mời cơm đã đích thân dẫn anh và Phí Tứ tham quan mọi ngóc ngách của nơi này. Anh dẫn Đàm Thu đi về phía thang máy. Trần bát hoang. Vừa đi đến thang máy, một giọng nói ngạc nhiên bỗng vang lên, Trần Đức nhìn theo hướng phát ra âm thanh thì thấy nhóm Tô An Khê, Lâm Giao, Tống Ngữ Yên cũng đang chờ thang máy, ngoài ra còn có vài người bạn học và mấy chàng trai có độ tuổi xấp xỉ mà anh chưa gặp bao giờ. Nhìn thấy họ, Trần Đức không bất ngờ lắm, khi đến anh đã chú ý thấy mấy chiếc xe âm thầm bảo vệ Tống Ngữ Yên đang đỗ bên ngoài. So với vẻ bình thản của anh, ba cô gái phía Tống Ngữ Yên khá ngạc nhiên, ánh mắt mấy bạn học cũng trở nên khá phấn khích. Tại sao anh lại ở đây? Tống Ngữ Yên dẫn đầu bước tới chỗ Trần Đức, nói, anh không nên đến đây. Cô ấy tưởng Trần Đức đến đây để tham dự bữa tiệc sinh nhật của Lôi Long, vì sợ Trần Đức mất mặt cho nên cô ấy đã nói rất nhỏ. Tại sao không nên đến? Trần Đức cười nói, chỗ này không phải ai cũng có thể đến sao? Ai cũng có thể đến. Anh nghĩ chỗ này là chỗ nào? Tô An Khê nghe thấy giọng nói uể oải của Trần Đức thì liền chán ghét nói, đây là câu lạc bộ giải trí cao cấp, người bình thường có khả năng vào đây sao? Hơn nữa chủ tịch Lôi cũng không mời anh. Đã đến thì thôi đi, lại còn mang theo cậu ta nữa, ai mời hai người tới đây? Liếc nhìn Đàm Thu đang đứng bên cạnh một cách ghét bỏ, Tô An Khê tiếp tục cau mày nói, hai người nghĩ thân phận của mình cũng xứng để tới một buổi tiệc sang trọng như thế này hay sao? Còn không mau biến đi. Bát hoang, Lâm Giao mỉm cười vui vẻ, bước lên chào Trần Đức. Đàm Thu phải đến một nơi như thế này thì ngay từ ban đầu đã rất thận trọng rồi, bây giờ nhìn thấy những bạn học sang trọng xinh đẹp rạng ngời thì cậu ấy lại càng cảm thấy xấu hổ và tự ti hơn. Trần Đức nhìn thấy thái độ của Đàm Thu thì cũng thở dài trong lòng. Cậu ấy là một người không tệ, nhưng nếu cậu ấy muốn phát triển hơn trong tương lai thì cậu ấy phải loại bỏ sự tự ti của mình và trở nên can đảm hơn. Nếu như có thể vượt qua rào cản tâm lý này thì Đàm Thu nhất định có thể trở thành cánh tay phải của anh trong tương lai, anh rất tin tưởng vào tầm nhìn của chính mình. Đây có phải là Trần Đức, sinh viên mới chuyển đến từ nông thôn hay không, đang ở giữa đám đông, Lôi Long nghe bạn học giới thiệu thì liền biết người vừa đến là ai, cho nên ngay lập tức tiến lên nói, nếu như đã đến đây rồi thì mọi người cứ cùng nhau vui chơi thôi. Không được, tôi... Trần Đức đang muốn nói rằng anh không đến đây để tham dự tiệc sinh nhật của Lôi Long, nhưng Tô An Khê đã ngắt lời anh tính nói cái gì? Chủ tịch Lôi đã có lòng mời anh thì chính là vinh dự của anh rồi, còn không mau cảm ơn chủ tịch Lôi. Trần Đức cau mày, Tô An Khê đúng đứa xu nịnh, lúc nào cũng Lôi Long thế này, Lôi Long thế kia, vừa nãy cô ả còn muốn đuổi anh đi cho nhanh thế mà vừa quay đầu thì đã nằng nặc bắt anh ở lại. Mọi người, thang máy tới rồi. Lúc này Tiêu Kiến Nhân mới hô lên với mọi người. Mọi người đều là bạn học, đừng ngượng ngùng, cùng nhau lên chơi đi, Lôi Long mời Trần Đức và Đàm Thu. Đúng vậy, chủ tịch đã có lòng lên tiếng mời các người rồi, nể mặt chút đi, Hồ Hải Sinh nói, chỉ có điều, tôi nghĩ hai người cũng sẽ nể mặt mà thôi, chẳng phải hai người tới đây là vì muốn tham gia tiệc sinh nhật của chủ tịch Lôi hay sao? Sắc mặt của Đàm Thu đỏ bừng. Cậu ấy rất muốn nói với bọn họ rằng cậu ấy và Trần Đức không phải tới đây vì muốn tham gia tiệc sinh nhật của Lôi Long, nhưng cuối cùng cậu ấy vẫn không dám nói ra. Trần Đức thì chỉ mỉm cười không nói lời nào, trong lòng anh đã có kế hoạch riêng. Đi thôi. Lôi Long cười đắc ý, cậu ta cho rằng Trần Đức và Đàm Thu tuyệt đối sẽ không, và cũng không có lý do gì để từ chối lời mời của cậu ta, vì vậy còn chưa đợi Trần Đức và Đàm Thu đồng ý thì cậu ta đã bước vào thang máy trước.
Ha ha. Hồ Hải Sinh mỉm cười đi theo Lôi Long, thấp giọng nói, đêm nay có trò vui để chơi rồi. Lôi Long chỉ cười chứ không nói gì. Sau khi Lôi Long bước vào thang máy thì từng nhóm khác cũng lần lượt bước vào theo, Tống Ngữ Yên nhắc nhở Trần Đức, tối nay cẩn thận đừng gây chuyện, biết không? Vợ à, em lo lắng cho tôi sao? Trần Đức cợt nhả cười nói, yên tâm, tôi sẽ không gây chuyện đâu. Hừ, Tống Ngữ Yên khịt mũi, cô ấy không ghét Trần Đức cũng không muốn anh phải xấu hổ đêm nay cho nên mới nhắc nhở trước, không ngờ cái tên vô liêm sỉ này lại không biết xấu hổ gọi cô là vợ trước mặt mọi người. Đây không gọi là gây chuyện thì gọi là gì? Trong thang máy, sắc mặt của Lôi Long ngay lập tức thay đổi nhưng nhất thời vẫn chưa lên tiếng. Cái thằng đó đúng là không biết tốt xấu, Hồ Hải Sinh lạnh lùng nói, chủ tịch, chốc nữa tôi sẽ giải quyết anh ta giúp cậu. Đi nhanh đi, chủ tịch Lôi đang đợi kìa, Tô An Khê thúc giục, đẩy Tống Ngữ Yên và Lâm Giao vào thang máy. Thang máy rất lớn, mười mấy người đứng bên trong vẫn rất thoải mái. Ngoại trừ Lâm Giao và Tống Ngữ Yên thì mọi người trong thang máy đều cố ý giữ khoảng cách với Trần Đức và Đàm Thu, lấy Lôi Long làm trung tâm. Ngay cả Tiêu Kiến Nhân, giám đốc điều hành của Hoạt Sắc Sinh Hương, cũng tỏ ra ghét bỏ những người ăn mặc trông có vẻ bình thường như Trần Đức và Đàm Thu. Rất nhanh thang máy đã đến tầng 8, Tiêu Kiến Nhân dẫn mọi người vào một phòng bao cực kỳ rộng rãi hơn 300 mét vuông, gần như có tất cả các phương tiện vui chơi giải trí, cũng có rất nhiều nữ phục vụ xinh đẹp. Trái cây và đồ uống đã được chuẩn bị sẵn sàng, đèn màu lóng lánh được gắn khắp nơi, trên màn ảnh lớn ở trung tâm đang phát bài hát chúc mừng sinh nhật, bên cạnh là một chiếc bánh kem cao hơn 20 tầng. Hoan nghênh tất cả mọi người. Bên trong phòng bao có rất nhiều cô gái đang đứng trộn rộn, nhìn thấy mọi người tiến vào thì liền lớn tiếng tỏ vẻ hoan nghênh. Quản lý Tiêu, bảo bọn họ ra ngoài đi, tối nay chúng tôi vui chơi không cần đến bọn họ, Lôi Long nói với Tiêu Kiến Nhân. Vâng. Tiêu Kiến Nhân vỗ tay, mấy cô gái cũng nhanh chóng rời đi, để lại trong phòng bao một làn hương thơm quyến rũ. Anh cũng đi lo việc của mình đi, không cần quan tâm đến chúng tôi. Vâng, Tiêu Kiến Nhân mỉm cười nói, nếu có việc gì thì cứ gọi cho tôi, bất cứ lúc nào tôi cũng sẽ có mặt. Được rồi. Sau khi Tiêu Kiến Nhân rời đi thì nơi này cũng không còn người ngoài nữa, ngay lập tức cả nhóm bạn bắt đầu lớn tiếng hoan hô. Những người này vốn cùng hội cùng thuyền với nhau cho nên cách chơi cũng điên cuồng không khác gì nhau. Mọi người ơi! Tô An Khê cầm lấy micro hô lớn, hôm nay là sinh nhật của Chủ tịch Lôi, hãy cùng nhau thắp nến và hát những bài hát chúc mừng sinh nhật cậu ấy, mọi người thấy sao? Được, bọn tôi tán thành. Đúng vậy, ca hát trước, sau đó ăn uống rồi vui chơi hết cả đêm. Đám sinh viên reo hò đồng tình. Hồ Hải Sinh nói với giọng ra lệnh. Đàm Thu, nến ở bên kia, đi lấy nến cắm lên bánh cho chủ tịch Lôi mau. Đúng vậy, mau đi đi. Tất cả mọi người ngoại trừ Trần Đức đều không cảm thấy chuyện ra lệnh cho Đàm Thu bằng giọng điệu như vậy là có gì sai. Ngay cả bản thân Đàm Thu dường như cũng không cảm thấy như vậy là sai, cậu ấy nhanh chóng chạy đi lấy nến trên bàn sau đó cắm từng cái một lên bánh. Có hơn 100 ngọn nến, Đàm Thu phải một mình cắm từng cái một. Những người khác chỉ đứng xem chứ không có ai định bước lên giúp đỡ. Để tôi giúp cậu. Trần Đức bước lên chia số nến trong tay Đàm Thu sau đó giúp cậu ấy từ từ cắm vào, cuối cùng anh mới lui vào một góc, bắt đầu yên lặng ăn trái cây. Tô An Khê dẫn đầu bắt nhịp cho mọi người hát bài hát chúc mừng sinh nhật, Đàm Thu và Trần Đức giống như những người ngoài cuộc, không ai quan tâm đến họ. Kết thúc bài hát, họ bắt đầu chia bánh và tiếp tục ca hát, vẫn không có ai quan tâm đến hai người Trần Đức. Chỉ có một mình Lâm Giao sau đó đã bưng đến bàn của hai người hai dĩa bánh ngọt. Bát Hoang, Đàm Thu, ăn bánh đi, bánh này ăn rất ngon. Cách ăn mặc của Lâm Giao ngày hôm nay có hơi bình thường, mái tóc ngang vai hơi rối, cô mặc một chiếc váy dài tôn lên dáng người mảnh mai nhưng cũng không che giấu được sự đầy đặn của khuôn ngực. Cảm ơn. Trần Đức không khách sáo nhận lấy bánh kem rồi hỏi, đêm nay là sinh nhật của Lôi Long sao? Đúng vậy. Vốn dĩ tôi cũng không muốn đến nhưng vẫn bị An Khê kéo tới nơi nhàm chán này, Lâm Giao cười nói, Bát Hoang, anh đến đây vì Ngữ Yên sao? Cứ coi là vậy đi, nhiệm vụ của Trần Đức là bảo vệ Tống Ngữ Yên, bây giờ đụng phải chuyện này thì cứ xem như anh đang đi theo Tống Ngữ Yên vậy. Một tia ghen tị lóe lên trong mắt Lâm Giao, cô nói tiếp, chẳng lẽ trong mắt anh chỉ có Ngữ Yên thôi sao? Một đại mỹ nhân như tôi đây mà anh cũng không thèm nhìn một cái à? Làm sao có thể?
mỗi ngày tôi đều nhìn cô mà. Lâm Giao đối xử với Trần Đức khá tốt, điều này khiến cho anh cảm thấy rất kỳ lạ, nếu như vậy thì đáng ra cô không nên đi cùng Tống Ngữ Yên mới phải. Tống Ngữ Yên chỉ nóng lòng muốn đuổi anh đi càng nhanh càng tốt mà thôi. Lâm Giao, mau tới đây, Tô An Khê lao ra khỏi đám người, kéo Lâm Giao đi rồi nói, cậu cũng hát một bài đi. Lâm Giao bước lên, cầm lấy micro, hát một bài hát xưa, anh có còn nhớ hay không? Anh có còn nhớ cuộc gặp gỡ đẹp đẽ đó không? Anh có còn nhớ những dịu dàng làm say đắm lòng người? Một chút nhớ thương thoảng qua nơi giao nhau của những giấc mơ. Từng mảnh ký ức bị mắc kẹt lại nơi lầu Tây. Có phải anh đã vô tình đánh mất bóng dáng ấy? Hay anh đã muốn buông đôi tay đã nắm lấy nhau trong cuộc đời này? Một tấm chân tình không thể đổi lại được một tấm chân tình khác. Bài hát của Nam được Lâm Giao hát lại toát ra một sức hấp dẫn riêng. Nghe hết sức êm tai, khiến cho rất nhiều người bị bài hát này thu hút. Trong lúc Lâm Giao hát thì cô còn cố tình nhìn Trần Đức hết lần này đến lần khác, trong đầu không ngừng hiện ra hình ảnh lúc trước bọn họ đã gặp nhau ở Tam Giác Vàng giữa mưa bom bão đạn. Lúc đó cô vẫn còn nhỏ. Lúc đó cô không biết gì về tình yêu. Nhưng cảnh tượng lúc đó đã khiến cho cô cả đời không thể nào quên, khắc sâu trong tâm khảm. Sau khi bài hát kết thúc, bầu không khí bỗng lặng đi trong ít phút cứ như thể mọi người vẫn còn đang chìm đắm trong bài hát. Cậu vẫn đang suy nghĩ về vị anh hùng của cậu sao? Tống Ngữ Yên cười nói, nếu như vị anh hùng của cậu biết được thì nhất định sẽ cảm động chết mất. Có lẽ vậy. Lâm Giao bí mật liếc nhìn Trần Đức, khuôn mặt xinh đẹp đỏ bừng. Trần Đức đang ăn bánh cũng có thể nhận ra được, nét mặt anh liền lộ ra vẻ khó hiểu, không biết đây là tình huống gì. Đàm Thu cười ha hả nói, anh bát hoang. Người đẹp Lâm Giao hình như có ý với anh đó. Vậy sao, có rất nhiều cô gái có ý với tôi mà. Ngay cả con gái của nữ hoàng anh cũng đã ngủ với tôi rồi, Trần Đức thản nhiên nói. Cắt, nói khoác. Nữ hoàng anh là ai chứ, đó là người lãnh đạo tối cao của một quốc gia đấy. Cho dù Trần Đức có năng lực cỡ nào thì tuyệt đối cũng không thể với tới được con gái của người ta. Đàm Thu chắc chắn sẽ không ngờ rằng những gì Trần Đức vừa tùy tiện nói ra lại chính là sự thật. Mỗi người hát một bài, ngoại trừ Lâm Giao và Tống Ngữ Yên thì các cô gái còn lại đều biểu diễn vì muốn thể hiện trước mặt Lôi Long. Lôi Long là người hát cuối cùng, sau khi cậu ta hát xong thì bên dưới liền vang lên tiếng vỗ tay vô cùng nồng nhiệt. Bạn học Trần Đức, anh có muốn hát một bài không? Lôi Long nói vào micro khiến cho tất cả ánh mắt đều đổ dồn về phía Trần Đức. Cậu ta không gọi Trần Đức là Trần Bát Hoang bởi vì cậu ta cho rằng Trần Đức không xứng đáng với sự khí phách của tên gọi đó. Anh ta mà cũng biết hát sao? Chúng ta ở đây đều đã từng được học qua thanh nhạc, còn anh ta chỉ là một người có thân phận thấp kém, chắc chắn chưa bao giờ được học qua. Ha ha, bắt anh ta hát cũng tốt, để cho anh ta có thể nhận ra được khoảng cách giữa mình và Chủ tịch Lôi, sau đó biết thân biết phận mà tránh xa mấy hoa khôi giảng đường của chúng ta ra. Có rất nhiều nữ sinh khe khẽ bàn tán với nhau, cảm thấy cực kỳ ghét bỏ Trần Đức. Trần Đức, đừng sợ, anh có hát dở cũng không sao, mọi người đều là bạn cùng lớp cho nên sẽ không cười nhạo anh đâu, chỉ trừ khi nhịn không được mà thôi. Hồ Hải Sinh cố tình nói lớn, Trần Đức còn chưa hát mà cậu ta đã bắt đầu chế nhạo. Trần Đức, hôm nay là sinh nhật của tôi, chẳng lẽ anh lại không muốn nể mặt tôi sao? Lôi Long tỏ thái độ cứng rắn, đêm nay Trần Đức nhất định phải hát một bài. Rõ ràng là cậu ta đang muốn đối phó với Trần Đức. Trần Đức mỉm cười, đang định lên tiếng thì Hồ Hải Sinh đã đột nhiên nói, Đàm Thu, tới gọt trái cây cho mọi người. Đàm Thu vội vàng bỏ bánh trên tay xuống rồi chạy đi gọt trái cây. Trần Đức, anh đã dám nói mình là vị hôn phu của Hoa Khôi Giảng Đường thì cũng phải chứng minh cho bọn tôi xem anh có xứng đáng với Hoa Khôi Giảng Đường hay không chứ. Hồ Hải Sinh lại một lần nữa mỉa mai. Hoa Khôi Tống Ngữ Yên của chúng tôi làm sao có thể gả cho một kẻ có xuất thân hèn mọn ở tầng đáy của xã hội, hơn nữa còn không có chút năng lực nào được. Được, tôi sẽ hát. Trần Đức không từ chối, cầm micro chọn bài Vong Tình Thủy. Đây là bài hát của Thiên Vương, từ lâu đã ăn sâu vào lòng người, khi tiếng nhạc vang lên thì ai cũng nhanh chóng chìm vào trong giai điệu. Lúc còn trẻ ta rất thích theo đuổi ước mơ, chỉ muốn bay về phía trước, chu du khắp núi non sông nước. Suốt một chặng đường không hề quay lại. Âm nhạc vang lên, Trần Đức bắt đầu hát. Giọng hát của anh khiến cho anh như trở thành một con người khác, đó là một chất giọng quyến rũ đầy tự tính.
phần mở đầu ngay lập tức khiến mọi người phải giật mình bất ngờ. Ngay cả Hồ Hải Sinh muốn vạch lá tìm sâu cũng không được. Hát hay quá. Giọng hát thật sắc nét. Ngay lập tức mọi người liền phát hiện ra anh có khả năng ca hát hết sức tuyệt vời. Thậm chí còn không hề kém cạnh so với bài hát được chính ca sĩ gốc hát. Chợt nhìn lại, tình đã xa, bâng khuâng nơi chân trời. Mới hiểu được yêu hận tình thù, đau đớn nhất chính là hối hận. Nếu như người chưa từng tan nát cõi lòng thì sẽ không hiểu được những bi thương của ta, khi đôi mắt ta ngấn lệ, đừng hỏi ta là vì ai, hãy để cho ta quên đi tất cả. Khi bài hát dần đi vào phần cao trào, tâm tư bộc lộ trong giọng hát của Trần Đức ngày càng có sức lan tỏa, giọng hát của anh không chỉ đơn thuần giống như ca sĩ mà dường như còn đang kể lại một câu chuyện xưa khắc cốt ghi tâm. Tiếng nhạc và tiếng hát vang vẳng bên tai khiến cho ai cũng không khỏi nhớ về đoạn tình cảm day dứt của chính bản thân mình, nỗi buồn tận đáy lòng dường như đã được bật ra cùng tiếng hát của anh. Thấy mọi người say mê như vậy, sắc mặt của Lôi Long lại càng lúc càng trở nên khó coi hơn. Hồ Hải Sinh liền lấy máy tính bảng điều khiển từ xa và tắt nhạc ngay lập tức khi sắp đến đoạn cao trào của bài hát lần nữa. Những người đang say sưa đột nhiên bừng tỉnh khỏi tiếng nhạc, vừa định nổi đóa thì mới nhớ ra đó là bài hát do Trần Đức hát, bọn họ đáng ra không nên say sưa như vậy. A, à, cho ta một ly vong tình thủy, đổi cho ta một đêm không đổ lệ. Tất cả chân tình cũng chỉ như gió thoảng mây bay, tình yêu đã trao đi sẽ không được đền đáp. Cho ta một ly vong tình thủy, đến lượt ta cả đời không bi thương. Cho dù ta sẽ say, cho dù ta sẽ tan nát cõi lòng. Người cũng sẽ không thấy ta rơi lệ. Trần Đức vẫn không ngừng hát, cứ như thể tiếng nhạc chưa bao giờ dừng lại. Đoạn tiếp theo anh hát không hề có nhạc kèm theo, hoàn toàn chỉ hát chay. Giọng hát êm tai của anh lại khiến cho mọi người phải kinh ngạc lần thứ hai. Ngay cả khi đã tắt nhạc thì giọng hát của anh vẫn không hề giảm sức hút một chút nào, vẫn cực kỳ êm tai. Từ tính trong giọng hát của anh toát ra khiến cho giọng hát của anh trở nên hết sức tình cảm, rõ ràng chỉ là một bài hát bình thường nhưng từ miệng của anh hát ra lại giống như đang kể một câu chuyện hết sức bi thương. Cho dù chỉ là một khúc hát chay không nhạc nhưng vẫn khiến cho người ta cảm thấy đắm chìm. Những người vừa thức tỉnh thì sau một thời gian lại bị đắm chìm vào bài hát thêm lần nữa. Điều còn khoa trương hơn lúc nãy đó chính là mấy nữ sinh lúc này đều đã nhắm mắt lại mà say mê thưởng thức bài hát. Từ bên trong giọng hát của anh bọn họ dường như còn có thể nghe ra bi thương của một tình yêu miễn cưỡng. Đủ mọi cung bậc cảm xúc đan xen khiến cho bọn họ cảm thấy hết sức cảm động. Anh ta đã từng trải qua những chuyện gì, Tống Ngữ Yên cảm thấy trong lòng có chút khó chịu khi nghe anh hát một bài hát như vậy. Trong giọng hát của anh, cô ấy thật sự có thể nghe thấy được nỗi bi thương. Một người chưa từng trải qua những chuyện đau buồn chắc chắn sẽ không bao giờ có thể hát một bài hát như vậy. Lần đầu tiên cô ấy mới cảm thấy tò mò về Trần Đức. Vong tình thủy mà anh hát ra đã không còn đơn thuần chỉ là một bài hát hay mà chắc chắn là những cảm xúc từ sâu thẳm tâm hồn anh. Có vẻ như anh thực sự có một đoạn tình cảm bi thương tới mức anh cần có một ly vong tình thủy để quên hết mọi chuyện trong quá khứ. Trong lời hai của bài hát, Trần Đức hoàn toàn hát chay mà không có chút âm nhạc nào. Nếu đổi lại là người khác thì chắc chắn không thể hát được hay đến thế. Trần Đức lại không bị ảnh hưởng một chút nào, vẫn tiếp tục hát một cách đầy tự tin, thậm chí còn có chút cao ngạo. Không có ai ngắt lời của anh giữa chừng, tất cả đều đang say mê lắng nghe. Thật không quá lời khi nói rằng kỹ năng ca hát của anh còn chuyên nghiệp hơn hầu hết những người chuyên nghiệp. Hồ Hải Sinh cố gắng cắt ngang vài lần, nhưng cảm thấy không ổn lắm, nên chỉ có thể cẩn thận lắng nghe. Vào lúc này Trần Đức đã hoàn toàn trở thành tâm điểm của sân khấu, đánh cắp ánh đèn sân khấu của mọi người. Rõ ràng anh chỉ ăn mặc hết sức bình thường, nhưng trong mắt mọi người lúc này anh lại trở nên cao lớn và đẹp trai xuất thần. So với anh, Tống Ngữ Yên và Lâm Giao chỉ hát hay ở mức độ nghe êm tai mà thôi, vẫn còn kém hơn Trần Đức một chút. Lôi Long lại càng không đáng để nhắc tới. Bài hát mà Trần Đức hát không chỉ nghe êm tai mà còn rất cảm động. Ngay khi anh vừa mở miệng thì đã chứng minh được cao thấp. Nghe xong bài hát của anh, một lúc lâu sau thì mọi người mới hoàn hồn. Sắc mặt của Lôi Long đã trở nên khó coi đến cực điểm, cậu ta vốn tưởng rằng có thể khiến Trần Đức phải xấu hổ khi bắt anh hát, không ngờ rằng chính mình lại bị anh bóp chết. Ôi dào, hát cũng hay đó, nhưng đáng tiếc vẫn kém hơn chủ tịch Lôi của chúng ta một chút, Tô An Khê nói để phá tan bầu không khí xấu hổ,
chương trình ca hát kết thúc, tiếp theo là hoạt động tự do. Nào, Chủ tịch Lôi, tôi xin nâng ly chúc cậu sinh nhật vui vẻ. Chủ tịch Lôi, tôi cũng nâng ly chúc mừng cậu. Chủ tịch Lôi, chúc cậu sinh nhật vui vẻ. Tô An Khê chuyển chủ đề nói chuyện khiến cho mọi người quên đi bài hát lúc nãy, ngoại trừ Tống Ngữ Yên và Lâm Giao thì không ai nhìn Trần Đức nữa. Hát hay thì có ích lợi gì? Có tiền, có quyền thế mới là quan trọng nhất. Mấy ngôi sao ca hát ngoài kia chẳng phải cũng đều chỉ là đồ chơi của tư bản thôi hay sao? Chủ tịch Lôi, chúc cậu mãi mãi 18 tuổi. Anh Long, nghĩ tới thâm tình giữa chúng ta, hôm nay phải uống cho thật say đó. Đám đông vây quanh Lôi Long khiến cho sự tự tin của cậu ta ngay lập tức khôi phục trở lại, rồi cậu ta lại nhìn Trần Đức đầy khiêu khích. Trần Đức không thèm để ý đến cậu ta, anh chỉ đi qua một bên và bắt đầu ăn, đồ ăn ở Hoạt Sắc Sinh Hương này cũng khá ngon, trong khi ăn thì tất nhiên anh cũng không quên uống rượu. Lôi Long cảm thấy mình bị phớt lờ cho nên rất khó chịu, cậu ta nháy mắt với Hồ Hải Sinh, Hồ Hải Sinh ngay lập tức hiểu và chuẩn bị ra tay. Sau đó, cậu ta quay đầu lại nhìn Đàm Thu nói, Đàm Thu, sao cậu lại chậm chạp như vậy? Trái cây đã gọt xong chưa? Ngay lập tức, trái cây sẽ được gọt xong ngay lập tức, Đàm Thu đáp, cậu ấy đang gọt táo. Cậu làm sao vậy, còn không biết gọt trái cây hay sao? Hồ Hải Sinh giận dữ mắng, gọt dày như vậy thật lãng phí, biết không? Một tia tức giận hiện lên trong mắt Đàm Thu, nhưng cậu ấy lại không bộc phát ra ngoài, chỉ nói, đã hiểu, để tôi gọt lại. Ha ha, tên ngốc này. Đúng là một kẻ ngốc. Điều này lại chứng minh cho dù có đọc sách nhiều cũng vô dụng. Được nhận vào học viện thương mại vì học lực cao thì thế nào chứ? Còn không phải chỉ để ngồi đây gọt trái cây cho chúng ta ăn thôi hay sao? Một đám sinh viên không kiêng nể gì mà lớn tiếng giễu cợt Đàm Thu, không hề quan tâm Đàm Thu sẽ cảm thấy như thế nào. Ở trong mắt bọn họ thì Đàm Thu chỉ là một kẻ vô dụng dễ bị ăn hiếp mà thôi. Tất cả đều biết rằng Hồ Hải Sinh cố tình bắt lỗi và muốn lợi dụng Đàm Thu để làm nhục Trần Đức, nhưng không ai giúp cậu ấy lên tiếng. Đúng là đồ vô dụng, Hồ Hải Sinh nói, người ta thường nói, vật họp theo loài quả không sai. Hồ Hải Sinh nhìn Trần Đức đầy khiêu khích, Trần Đức thì vẫn ngồi ăn uống một mình, mặc kệ tình hình ở bên đó. Sở dĩ anh đồng ý đến đây tụ họp cũng chỉ bởi vì muốn mượn tình huống này xua tan bớt chút ít sự tự ti trong lòng của Đàm Thu. Nếu như Đàm Thu không dám chống lại đám bạn học trước mặt thì kiếp này cậu ấy cũng chỉ có thể khúm núm cúi đầu nhận lệnh của người khác. Đến cuối cùng Trần Đức cũng có thể sẽ giúp cậu ấy, nhưng cậu ấy tuyệt đối sẽ không thể trở thành phụ tá đắc lực cho anh. Đối mặt với sự giễu cợt, sắc mặt Đàm Thu đỏ bừng, nội tâm nghẹn khuất, nhưng vẫn không có biểu cảm gì. Lâm Giao cau mày, muốn đi lên nói gì đó, nhưng lại bị Tống Ngữ Yên giữ lại, đừng đi, cậu ấy là do Trần Bát Hoang mang tới đây. Anh ta còn chưa lên tiếng thì cậu lên tiếng làm gì? Được rồi, Lâm Giao cũng dừng lại suy nghĩ một chút, Trần Đức không giúp hẳn là có lý do. Ngữ Yên nói đúng, người như vậy không đáng để chúng ta giúp, Tô An Khê chế nhạo nói, cô ả cũng rất coi thường Đàm Thu. Lâm Giao không nói gì, biểu hiện của Tô An Khê ngày hôm nay khiến cho cô cảm thấy có chút kinh ngạc, cô không hiểu người bạn Tô An Khê luôn chăm sóc bọn họ bấy lâu nay sao đột nhiên lại trở thành một người hách dịch như vậy. Lôi Long nhấp một ngụm rượu vang và quan sát tất cả mọi chuyện diễn ra với biểu cảm thích thú, để mặc cho Hồ Hải Sinh biểu diễn. Đàm Thu, nói tôi nghe thử xem, trong một bữa tiệc sang trọng như thế này Trần Bát Hoang đến thì cũng thôi đi, cậu lấy đâu ra dũng khí mà cũng đến đây thế? Hồ Hải Sinh ngạo nghễ hỏi, cậu đang muốn tạo mối quan hệ tốt với chúng tôi sao? Đàm Thu coi như không nghe thấy, chỉ tiếp tục gọt trái cây, sau khi gọt xong một quả táo thì cậu ấy lại đưa nó cho Hồ Hải Sinh. Hồ Hải Sinh vung tay một cái đã đập quả táo xuống đất, khiến cho trái táo đã gọt vỏ lăn mấy lần đến góc sofa. Ồ, xin lỗi, Hồ Hải Sinh giả vờ ngạc nhiên lấy trái cây lọt dưới đất cho cậu ăn cũng không sao nhỉ, mặt đất này cũng sạch sẽ. Hồ Hải Sinh vừa nói vừa cúi người nhặt trái táo bẩn đưa cho Đàm Thu, quả táo này thưởng cho cậu đấy. Đàm Thu nhìn quả táo trước mặt, vẫn không nhúc nhích. Một lúc lâu sau thì cậu ấy vẫn nhận lấy quả táo. Ăn đi, Hồ Hải Sinh nói, nếu không muốn ăn thì cậu cũng có thể đưa nó cho Trần Bát Hoang. Không phải hai người là bạn bè tốt sao? Hai người nên cùng nhau chia sẻ những điều tốt đẹp. Ồ, không đúng, hai người có lẽ không thân đến vậy. Nếu như là bạn tốt thật sự thì anh ta nhất định sẽ giúp cậu ăn.
Hồ Hải Sinh cực kỳ kiêu ngạo thúc giục, thất thần làm gì, ăn đi. Rắc. Đàm Thu cắn một miếng táo. Ngay sau đó, như rất kích động, cậu ấy chỉ cắn 2-3 cái là đã cắn hết phần thịt quả táo, chỉ còn lại phần lõi quả. Việc riêng của tôi không cần bạn bè gánh chịu cùng. Lời nói của Đàm Thu khiến những người xung quanh cũng hơi ngạc nhiên. Theo như bọn họ thấy thì cái tên vô dụng có tiếng này phải nhẫn nhục chịu đựng mới đúng, hôm nay tự nhiên cậu ấy lại nói ra những lời chống đối như vậy đúng là cực kỳ không bình thường. Trần Đức cũng ngừng uống rượu, trên miệng nở một nụ cười. Ha ha ha, Hồ Hải Sinh đột nhiên bật cười, anh Long, An Khê, mọi người có nghe thấy chưa? Cậu ta biết chống cự, chắc mặt trời mọc ở đằng Tây rồi. Nói về bạn bè, cậu thấy cái người kia là bạn bè của cậu hay sao? Cậu thấy anh ta có dám phản ứng gì để giúp cậu hay không? Nói thật, hai người tới tham gia bữa tiệc ngày hôm nay chính là tự rước lấy nhục. Đừng nói vậy, Lôi Long giả vờ lịch sự nói, họ đều là bạn cùng lớp, đến dự tiệc sinh nhật của tôi là nể mặt tôi lắm rồi. Đúng đúng đúng, anh Long, thật xin lỗi. Hồ Hải Sinh nói, chỉ có điều tôi cũng không có nói sai, mọi người thấy có đúng không? Anh Long, người như anh và Đàm Thu vốn là từ hai thế giới khác nhau, không thể trách Hải Sinh được. Chủ tịch Lôi, tôi nghĩ Hồ Hải Sinh nói đúng đấy. Đúng vậy. Rất nhiều bạn học lên tiếng phụ họa khiến cho khóe miệng Lôi Long nở nụ cười đắc thắng. Cậu ta nói, quá khen, tất cả mọi người đều là bạn học, đừng để mọi chuyện đi quá xa. Cậu thấy chưa Đàm Thu, anh Long của chúng tôi giúp cậu nói chuyện kìa, còn không mau cảm ơn anh Long, Hồ Hải Sinh nói. Cảm ơn anh Long. Trong lòng Đàm Thu rất tức giận nhưng cậu ấy vẫn làm theo, cho dù xảy ra chuyện gì thì cậu ấy cũng có thể nhẫn nhịn. Lùi một bước sóng yên biển lặng. Hồ Hải Sinh hài lòng nói, mà này, Đàm Thu, không phải cậu nói rằng Trần Bát Hoang là bạn của cậu sao? Đã vậy thì cậu bảo anh ta đến đây cùng gọt trái cây với cậu đi. Chúng tôi còn đang đợi ăn trái cây đó. Tôi gọt cho mọi người ăn là được, Đàm Thu cắn môi, cậu ấy có thể bị sỉ nhục, cậu ấy đã quen rồi, cậu ấy không muốn Trần Đức giống như mình. Nếu như tôi nói không được thì sao, vẻ mặt của Hồ Hải Sinh đột nhiên thay đổi, trở nên hết sức lạnh lùng. Đàm Thu bất giác lùi lại 2 bước. Hồ Hải Sinh chế nhạo cười, thứ vô dụng này quả nhiên vẫn bị thao túng như mọi khi. Còn không mau đi, Hồ Hải Sinh nói. Hai tên vô dụng các người có thể gọt trái cây cho ông nội ăn là phúc của các người đó. Còn 3 tháng nữa là tốt nghiệp rồi, về sau nếu như chúng tôi vui vẻ thì còn có thể giúp đỡ hai người. Không, không đi. Gương mặt Đàm Thu đỏ bừng, bàn tay gắt gao nắm chặt trái táo, các người sỉ nhục tôi cũng được, không được sỉ nhục bạn bè của tôi, cũng không được sỉ nhục ông nội của tôi. Từ nhỏ, người mà cậu ấy kính trọng nhất chính là ông nội. Bây giờ ông nội của cậu ấy đã qua đời. Nhưng cậu ấy sẽ không bao giờ quên được gương mặt nhân hậu của ông ấy. Còn nhớ khi cậu ấy còn nhỏ thì ông nội đã rất mực yêu thương cậu ấy. Có món gì ngon hay trò chơi gì vui thì ông nội đều nghĩ đến cậu ấy trước tiên. Chính vì ông nội của cậu ấy đã dặn dò cậu ấy học hành chăm chỉ trước khi ra đi cho nên cậu ấy mới ra sức học tập để trở thành một học sinh tài năng trong lớp. Có thể tưởng tượng được ông nội của cậu ấy là người quan trọng thế nào trong cuộc đời của cậu ấy. Đàm Thu sẽ không bao giờ cho phép bất cứ ai xúc phạm ông nội của mình. Bọn tôi cứ xúc phạm đó thì sao? Hồ Hải Sinh hoàn toàn không để tâm đến lời nói của Đàm Thu. Cậu ta bắt chéo chân ngồi trên ghế sofa, trưng ra nét mặt đắc ý nói, ông nội cứ xúc phạm cháu đấy, thế nào? Bạn của cháu là rác rưởi, ta là ông nội của cháu đây. Hồ Hải Sinh hoàn toàn coi Đàm Thu như một con rối để điều khiển, hoàn toàn phớt lờ cảm xúc của cậu ấy. Ăn nói mà không hề kiêng kỵ một chút nào, thái độ lại vô cùng kiêu ngạo. Các sinh viên xung quanh cũng đều lớn tiếng cười nhạo, những người như Đàm Thu chỉ đáng là đồ chơi của bọn họ. Tống Ngữ Yên nhíu mày, trong lòng cảm thấy khó chịu nhưng vẫn không nói gì. Lâm Giao mấy lần định giúp đỡ nhưng đều bị cô ấy kéo lại, cậu giúp được cậu ta một lần nhưng có thể giúp được cậu ta cả đời hay không? Cứ giúp cậu ta mãi thì có ích lợi gì nếu như cậu ta không biết tự phản kháng? Thính giác của Trần Đức hết sức nhạy bén, anh có thể nghe thấy rất rõ ràng câu nói này cho nên anh mới ngẩng đầu liếc nhìn Tống Ngữ Yên. Lại nghĩ đến An Nhã Hi, anh liền tống một ly rượu đầy vào trong miệng. Rượu nóng tràn qua cổ họng khiến cho anh giảm bớt chút đau đớn trong lòng. Tôi cứ xúc phạm đó,
cậu có thể làm gì? Hồ Hải Sinh thấy Đàm Thu đang tức giận nhưng với vẻ mặt bất lực thì lại càng giễu cợt, cậu và bạn của cậu chỉ là thứ rác rưởi. Ông nội của cậu có thể sinh ra một đứa cháu trai rác rưởi như cậu thì chắc chắn bản thân còn rác rưởi hơn. Rác rưởi sinh ra rác rưởi, cả gia đình của cậu đều là rác rưởi. Hồ Hải Sinh đã xúc phạm Đàm Thu đến cực hạn, thậm chí mọi người còn liên tục lặp lại lời nói của cậu ta một cách cợt nhả. Đồng thời bọn họ còn thường xuyên liếc nhìn Trần Đức. Cái tên kia cũng giống như Đàm Thu vậy, đều là rác rưởi vô dụng. Theo bọn họ thấy thì sự im lặng của Trần Đức là do lo lắng, vì sợ hãi Lôi Long cho nên anh mới hoàn toàn không dám đứng lên giúp đỡ. Lôi Long chậm rãi uống cạn ly rượu vang đỏ rồi đến bên cạnh Tống Ngữ Yên, thì thầm bên tai cô ấy. Ngữ Yên, tôi nghĩ sau này cậu cũng không nên dành thời gian cho cái tên Trần Đức đó nữa. Nhìn Đàm Thu đi, kết bạn với anh ta rồi cũng chỉ có kết cục như vậy thôi. Hồ Hải Sinh là do cậu sắp xếp làm như vậy sao? Tống Ngữ Yên nhẹ giọng nói, cô ấy không ngốc, tự nhiên có thể đoán được một ít. Đúng, nhưng Ngữ Yên à, tôi chỉ muốn giúp cậu kiểm tra cái tên đó, tôi không muốn để một tên rác rưởi làm vị hôn phu của cậu. Lôi Long thoải mái thừa nhận. Cậu xem, sự thật đã chứng minh anh ta không xứng, bạn bè bị như vậy mà còn bình chân như vậy, không dám đứng lên giúp đỡ, một người chỉ biết trốn trong góc như anh ta sao có thể trở thành vị hôn phu của cậu được. Tống Ngữ Yên im lặng, cảm thấy cực kỳ khó chịu đối với Lôi Long, nhưng dù vậy thì cô ấy cũng không nói thẳng ra, dù sao đây cũng là sân nhà của Lôi Long, cô ấy vẫn phải nể mặt cậu ta vài phần. Ha ha, đồ vô dụng, cậu chỉ biết tức giận thôi sao? Hồ Hải Sinh vẫn tiếp tục xúc phạm Đàm Thu, cậu ta và một nhóm bạn học liên tục nói về ông nội của Đàm Thu, nói về Trần Đức, điều này càng lúc càng kích động Đàm Thu. Ông nội của cậu chỉ là đồ rác rưởi. Bạn bè của cậu cũng là đồ rác rưởi. Ông nội của cậu chết rồi sao? Sinh ra một đứa cháu vô dụng rác rưởi như cậu cho nên chắc đã chết sớm rồi hả? Ôi trời, cậu còn trừng mắt nhìn tôi. Trừng mắt nhìn tôi thì được gì, cậu dám làm gì tôi chứ hả? Đám sinh viên liên tục chế nhạo Đàm Thu theo Hồ Hải Sinh, Hồ Hải Sinh càng nói lại càng ác, đến đây, không bằng cứ nhận tôi làm ông nội của cậu, đi theo làm con chó của tôi đảm bảo tôi có thịt ăn thì cậu cũng có xương gặm đó. Ngực Đàm Thu càng lúc càng phập phồng kịch liệt, quả táo trong lòng bàn tay cậu ấy đã biến dạng từ lâu, móng tay của cậu ấy đã đâm vào tận sâu bên trong. Tuy nhiên, Hồ Hải Sinh vẫn không nghe. Cậu ta liên tục nói ra những lời khó nghe. Càng lúc càng kích động Đàm Thu hơn. Câm miệng. Đột nhiên, Đàm Thu gầm lên giận dữ. Tiếng gầm xuyên thấu tâm can. Thanh âm khàn khàn, nước miếng bay tứ tung. Cậu vừa quát à, ha ha, tên ngu ngốc rác rưởi này còn dám quát tôi, nay giỏi quá rồi đúng không? Hồ Hải Sinh đưa tay vỗ nhẹ vào mặt Đàm Thu, nói, sao, muốn đánh tôi hả? Cháu trai, nước bọt của cháu dính lên mặt ông nội rồi, còn không mau lau cho ông nội. Tôi đã bảo cậu im đi. Đàm Thu gầm lên, đồng thời nhân cơ hội cầm lên một chai rượu vang trên bàn rồi đập ra ngoài. Bốp! Ầm một tiếng, chai rượu vang đỏ thật cứng đã đập lên đầu Hồ Hải Sinh. Đàm Thu đã hoàn toàn bùng nổ. Trước mặt biết bao nhiêu người, Hồ Hải Sinh đã xúc phạm ông nội và bạn bè của cậu ấy. Cuối cùng thì cậu ấy cũng không thể nhịn được nữa. Chai rượu vang đập vào đầu Hồ Hải Sinh khiến cho Hồ Hải Sinh lảo đảo lùi về phía sau. Trước khi hoàn hồn, Đàm Thu đã đè cậu ta xuống đất, đập chai rượu trong tay lên đầu cậu ta hết lần này đến lần khác. Mọi người đều sững sờ. Trong lúc nhất thời còn chưa có ai kịp định thần lại, cứ như vậy đứng nhìn. Đàm Thu rất hung dữ, xông lên đánh loạn xạ. Sao mày dám xúc phạm ông nội của tao? Sao mày dám xúc phạm bạn bè của tao? Cậu ấy vừa mắng, vừa đánh, lại vừa rơi lệ. Từng ấy năm trôi qua cậu ấy vẫn luôn chịu đựng. Cậu ấy luôn lùi lại khi bị ức hiếp. Cậu ấy đã mong có một ngày nào đó được những thiếu gia và tiểu thư nhà giàu này chấp nhận. Nhưng những người này lại được nước lấn tới, luôn xem chuyện ra lệnh cho cậu ấy và ức hiếp cậu ấy là điều hiển nhiên. Hôm nay cuối cùng bọn họ cũng đã đẩy cậu ấy đến cực hạn. Bốp! Bốp! Thanh âm nặng nề liên tục vang lên. Hồ Hải Sinh chỉ có thể ôm đầu kêu la thảm thiết. Dừng tay. Cuối cùng Lôi Long là người đầu tiên có phản ứng, sắc mặt của cậu ta hết sức u ám, tức giận gầm lên. Đàm Thu, cậu làm gì vậy? Cậu đang tìm chết sao? Đàm Thu, dừng lại.
Các bạn học xung quanh cũng lần lượt phản ứng, tất cả đều quát lớn vào mặt Đàm Thu rồi tiến lên ngăn cản. Lôi Long đi trước, tung một cú đấm vào đầu Đàm Thu. Tại thời điểm này, Trần Đức ngồi im nãy giờ cuối cùng cũng đã cử động. Vài bước đã đứng trước mặt Đàm Thu, bắt lấy nắm đấm của Lôi Long, xoay nhẹ một cái, đẩy sang một bên. Nhàn nhã uống một hớp rượu, Trần Đức mới nhìn xung quanh, để tôi xem ai dám động vào tôi. Thoáng chốc, đám người muốn xông lên đều sửng sốt. Họ đều đã biết chuyện một mình Trần Đức thách thức cả câu lạc bộ võ thuật, dựa vào mấy người họ thì không phải là đối thủ của anh. Ai cũng nhìn nhau nhưng lại chẳng có ai dám lao ra. Này, anh tránh ra, anh không có tư cách quản chuyện này, Tô An Khê chế giễu nói, anh nên biết, trên thế giới này, có đánh nhau cũng vô dụng, anh không thể chọc nổi được một trong số những người ở đây. Ồ, Trần Đức cười khẩy, thế cô lên thử. Tô An Khê biến sắc, Trần Đức quá mạnh, nói thật cô ả không dám đi lên. Vẻ mặt Tống Ngữ Yên khá phức tạp, trong mắt Lâm Dao lại hiện lên vẻ phấn khích, không hổ là nam thần trong lòng mình, một mình đánh cả một đám. Đàm Thu mặc kệ tình hình xung quanh, cậu ấy đã vứt chai rượu vang trong tay, tung nắm đấm vào đầu Hồ Hải Sinh khiến cậu ta hét liên tục, đầu cũng sưng lên. Mọi người nhìn mà ra đầu tê dại. Đây chính là lửa giận của người chất phác sao? Tên này toàn đánh mấy đòn cực ác. Họ muốn đến giúp nhưng Trần Đức lại chắn trước mặt, thân hình đơn bạc cứ như một bức tường vô hình, không ai dám đến gần. Dù có là Lôi Long cũng không dám bước đến nửa bước. Tầng 9 ở Hoạt Sắc Sinh Hương. Đây là tầng cao nhất, vô cùng nhộn nhịp, dưới ánh đèn ly rượu chạm vào nhau, 7-8 người đàn ông đang ôm mấy cô gái xinh đẹp nhảy múa, mặt mày vô cùng hớn hở. Vừa nói chuyện còn vừa bàn luận cái gì đó. Một trong số đó chính là Phì Tứ Mập Mạp. Hôm nay hắn ta mời khách, mấy người này đều là khách do hắn ta mời đến. Mặc dù họ không lăn lộn trong thế giới ngầm nhưng đều là người tài giỏi trong giới kinh doanh. Dù là Phì Tứ cũng phải nể mặt họ vài phần, mọi người đều xưng anh em với nhau. Tứ gia, chẳng phải hôm nay muốn giới thiệu một thanh niên cho chúng tôi làm quen sao? Sao cậu ta vẫn chưa đến, một người ôm người đẹp hỏi. Hẳn là sắp đến rồi. Tôi đã bảo người đi đón cậu ấy rồi, Phì Tứ nói, tương lai người này không phải kẻ tầm thường đâu đấy. Ồ, vậy sao? Đương nhiên, Lục Hoán Kim đang tiếp khách ở một bên khác nói, hôm đó tôi và Tứ gia gặp rắc rối, có thể nói thanh niên đó là ân nhân của chúng tôi, nhờ cậu ấy mới giải quyết được tình hình lúc đó. Ồ, có việc gì mà ông chủ Lục không thể giải quyết à, người này hỏi. Ha ha, không tiện nói, không tiện nói, ông chủ Lục bật cười. Chuyện này liên quan đến thể diện của Phì Tứ dĩ nhiên không thể nói ra. Lục Hoán Kim không nói, người này cũng không tiện hỏi nhiều, cũng cười hòa bỏ qua chủ đề này, thanh niên này có thể được cả ông chủ Lục và Tứ gia thưởng thức như thế, sau này nhất định sẽ có tương lai tốt đẹp. Đương nói thì Hoàng Dương từ ngoài bước vào, Phì Tứ bước đến nhưng không thấy Trần Đức. Đại ca đâu? Sau buổi tối đó, hắn ta bèn gọi Trần Đức là đại ca, giang hồ không quan trọng tuổi tác. Phì Tứ cũng không ghét xưng hô này. Hắn ta thật sự bội phục Trần Đức, huống gì trong tay đại ca còn hơn 100 bức ảnh nghệ thuật của hắn ta nữa mà. Chẳng phải anh ấy đã lên trước rồi sao, Hoàng Dương khó hiểu, em đi đỗ xe nên bảo đại ca và bạn của anh ấy cùng lên trước rồi. Thôi xong, chưa thấy đến, Phì Tứ khó hiểu, sẽ không đi lạc chứ. Không biết nữa, em nói với anh ấy là tầng 9, Hoàng Dương nói. Còn không mau bảo người đi tìm. Tối nay lão đại muốn gặp người ta, nếu đối phương đi mất thì tao giải thích thế nào đây, Phì Tứ lo lắng nói. Tứ gia, đừng vội, cậu quen đây là địa bàn của ai rồi à? Tìm người không phải dễ sao, Lục Hoán Kim tự tin nói, đi thôi, đến phòng giám sát camera với tôi để xem. Cũng đúng, xem tôi hồ đồ chưa? Phì Tứ bật cười rồi nói với mấy người trong phòng, các vị, tôi và ông chủ Lục có chút chuyện, lát nữa quay lại, mọi người chơi vui nhé. Đi đi, bọn này tự chơi là được. Về nhanh một chút, người đẹp còn đang đợi các vị đấy. Lục Hoán Kim và Phì Tứ mỉm cười rồi rời đi, buổi tụ họp của họ và tiệc sinh nhật của Lôi Long hoàn toàn là hai cấp bậc khác nhau. Bất cứ ai ở đây đều có thể nghiền ép Lôi Long 10 lần, dù bố Lôi Long có đến, gặp phải đám người này cũng phải cung kính, nhường nhịn, không dám làm phản. Tùy tiện chọn ra một người cũng có giá trị lên đến hàng trăm triệu, danh tiếng lẫy lừng.
Có lẽ họ không phải là người trong tầng lớp cao nhất ở thành phố Tần nhưng đã đứng trên 80% ở thành phố Tần. Phòng giám sát, Lục Hoán Kim và Phì Tứ tìm được hướng Trần Đức đã đi, thấy anh nói chuyện với một đám người ở trước thang máy. Hình như tên kia là con trai Lôi Diệu Minh tên là Lôi Long, không ngờ cậu ta lại là bạn của cậu Trần, Lục Hoán Kim nói. Tôi biết cậu ta, trước đây có qua lại với bố cậu ta, từng gặp vài lần, Phì Tứ nói, có thể quen với đại ca, con trai Lôi Diệu Minh này đúng là phúc ba đời. Hôm nay Lôi Long đặt phòng riêng ở tầng 8 để tổ chức sinh nhật, vốn dĩ gọi tôi đến tham gia nhưng tôi không đi, nếu biết là bạn của cậu Trần thì tôi đã đến đó rồi, Lục Hoán Kim nói, nhưng bây giờ qua đó cũng không muộn. Tứ gia, hay là chúng ta cùng đi nhé? Được chứ, bạn của đại ca cũng là bạn của tôi mà, Phì Tứ cười nói. Sau đó hắn ta dẫn theo Hoàng Dương đi cùng Lục Hoán Kim xuống tầng 8, đồng thời theo sau còn có hơn 20 đàn em bảo vệ an toàn cho họ. Một đám người hùng hổ chuẩn bị đến gặp Trần Đức và mấy người bạn đó của anh. Lúc này trong phòng riêng ở tầng 8, Đàm Thu đang đánh người, từng cú đấm liên tiếp nện vào thân đối thủ, Hồ Hải Sinh đã bị đánh đến mức sắp mất sức. Đám người xung quanh giật mí mắt nhưng không dám bước đến giúp. Nực cười là trước đó họ còn nói Đàm Thu bị làm nhục như thế mà Trần Đức chẳng dám nói câu nào. Lúc này mọi thứ hoàn toàn ngược lại, Trần Đức chắn trước người Đàm Thu, không một ai dám vượt qua đó nữa bước. Sự thật chính là trở trêu thế đấy, một giây trước còn đang cười nhạo người khác, giây sau đã trở thành cái người mà mình vừa dè bỉu. Nghĩ đến đây mọi người đều im lặng không nói. Phó hội trưởng Lôi, chẳng phải cậu nói mình không thích loại người thấy bạn bị bắt nạt mà còn ngồi đó mặc kệ sao? Giờ bạn bị bắt nạt rồi này, là lúc cậu nên ra tay đấy. Lâm Giao nói, và mặt cậu ta đôm đốp, Lôi Long nóng mặt, mặt đô bừng bừng, Trần Đức đứng trước mặt, cậu ta nào dám bước đến. Chỉ có thể giả vờ không nghe thấy gì, cho dù trước mặt là người trong lòng, lần này cậu ta cũng chỉ đành nhẫn nhịn. Nhưng qua hôm nay cậu ta nhất định phải dạy dỗ Trần Đức. Lâm Giao, sao cậu có thể nói thế, phó hội trưởng Lôi đang xem xét thời cơ, không so đo với đám người thấp kém này. Tô An Khê nghĩ mình có thể hóa giải sự căng ó hội trường Lôi ra tay thì làm bắn tay Minh mất. Thẳng, tâng bốc Lôi Long, nếu phó hát vậy à? Phó hội trường lại đúng là có thân thế ngàn vàng, Lâm Giao cười nói, tiếng cười còn ấn chứa sự chế giễu. Tô An Khê ngu ngốc này tự dưng đáp lời làm gì? Lôi Long thầm mắng 18 đời tổ tông của Tô An Khê, lắn này dù cậu ta có muốn giả võ không nghe thấy thì cũng không được nữa, chỉ có thể nhắm mắt ra về hiên ngang nói, Trần Đức. Còn không tránh ra, nếu xây ra chuyện gì, anh không gánh nổi trách nhiệm đâu. Trần Đức uống một hốp rượu, không quan tâm đến cậu ta. Lôi Long bị xem như người vô hình, cậu ta càng thêm buồn phiền hối hận. Được, anh cứ đứng chặn đó phải không? Đừng quên Andy này là địa bàn của ai, có tin tôi gọi người đến dạy dỗ anh không? Lôi Long kiêu ngạo nói, cậu ta là khách quen của Hoạt Sắc Sinh Hương, vẫn có quyền lên tiếng ở đây, nếu muốn dạy dỗ Trần Đức thì chắc chắn quản lý bên ngoài sẽ giúp. Trần Bát Hoang, đủ rồi, lúc này Tổng Ngữ Yên đứng trong đám người nói, cứ tiếp tục sẽ xảy ra chuyện mất. Hồ Hải Sinh đã sắp ngất xỉu rồi, mặt mũi sưng húp lên, nếu cứ đánh tiếp như thế, cô ấy sợ sẽ xảy ra chuyện. Dù sao sư phụ của Trần Đức cũng có ơn với nhà họ Tống, cô ấy không muốn Trần Đức xảy ra chuyện gì. Được rồi, tuân lệnh vợ, Trần Đức cười rất tươi, anh cũng cảm thấy đủ rồi, cứ đánh tiếp thế Hồ Hải Sinh sẽ tắt thở mất. Xoay người lại. Anh túm lấy nắm tay của Đàm Thu, đủ rồi, đánh nữa sẽ chết người đấy. Lúc này Đàm Thu đã đánh đến mù quáng, hai mắt đều là vết nước. Cảm xúc dồn nén bao nhiêu năm đều bùng phát trong hôm nay, nhưng nghĩ đến nghiêm trọng thế nào, Trần Đức vỗ vai cậu ấy Trần An, đã qua hết rồi. Cuối cùng Đàm Thu buông nắm đấm ra, lau nước mắt đứng lên, cảm ơn, anh Bát Hoang. Đàm Thu biết rõ nếu hôm nay không nhờ Trần Đức thì cậu ấy đã bị Lôi Long ném ra ngoài. Không thể phát tiết oán giận và cảm xúc kìm nén nhiều năm. Nếu hôm nay không được phát tiết, từ nay về sau cậu ấy sẽ càng tự ti, không ngẩng đầu lên được, thậm chí có thể bị trầm cảm. Không cần cảm ơn tôi, chính bản thân cậu đã phá vỡ giới hạn của mình. Trần Đức nói, mặc dù nhẫn nhịn một chút thì sẽ sóng yên biển lặng, nhường một bước cũng có thể vươn ra biển lớn. Nhưng nhiều khi nhẫn nhịn sẽ khiến con người biến chất, nhượng bộ càng khiến con người được nước lấn tới. Cậu nhìn đám người này, có thấy thứ gì trong mắt họ không? Là sợ hãi, chính là vì sự phần kháng ngày hôm nay của cậu, họ mới sợ hãi.
âm thầm nhẫn nhịn chỉ khiến họ xem sự sỉ nhục, việc bắt nạt người khác thành thú vui của mình. Giọng Trần Đức không cao nhưng lại ẩn chứa thế uy nghiêm, người khác nghe chi là một câu đơn giản nhưng với Đàm Thu lại giống như sấm sét nổ ầm ầm bên tai cậu ấy. Một lúc sau, ánh mắt cậu ấy thay đổi. Sự tự ti trong đáy mắt biến mất, thay vào đó là sự tự tin. Tấm lưng hơi gù trở nên thẳng tắp. Đàm Thu đã vượt qua cánh cửa này, tinh thần cả người cậu ấy đều thay đổi đáng kinh ngạc chỉ trong thoáng chốc. Anh Bát Hoang, tôi hiểu rồi. Những lời Trần Đức nói còn hơn cả 10 năm đọc sách, Đàm Thu chỉ cảm thấy đính tai. Sự nhẫn nhịn thầm lặng trước đây của cậu ấy đã khiến đám người xem chuyện hôm nay là điều đương nhiên, từ nay về sau cậu ấy phải làm một Đàm Thu khác hẳn lúc trước. Phải tạm biệt Đàm Thu trong quá khứ. Cậu ấy không cần người khác công nhận, càng không cần người khác chấp nhận, nếu ngay cả bản thân cũng xem thường chính mình thì sao người khác có thể xem trọng mình được. Cuối cùng Đàm Thu dừng tay, mọi người kéo Hồ Hải Sinh về, xem xét vết thương cho cậu ta. Báo thù cho tôi đi Long, Hồ Hải Sinh thều thào nói, dù bây giờ trong mắt cậu ta vẫn hiện lên vẻ không tin được, cái thằng vô dụng đó lại dám đánh tôi, SSSS. Yên tâm, tôi sẽ báo thù, thấy anh em của mình bị đánh thành như vậy, Lôi Long cũng cảm thấy đau gan. Cơn đau này không phải vì Hồ Hải Sinh bị đánh, mà là thể diện của Lôi Long này. Hôm nay cậu ta là chủ nhân, là sinh nhật của cậu ta, cũng là tiệc do cậu ta tổ chức, Đàm Thu ra tay đánh Hồ Hải Sinh chính là đang đánh vào mặt cậu ta. Vừa rồi không đánh lại là vì lo tên nông dân chân đất Đàm Thu này sẽ đánh chết Hồ Hải Sinh, bây giờ cậu ta nhất định phải trả thù này. Nếu không ngộ nhỡ truyền ra ngoài, sau này bảo cậu ta phải tung hoành làm sao? Lôi Long trấn an Hồ Hải Sinh xong thì đứng dậy, lạnh nhạt nhìn Đàm Thu, Đàm Thu, cậu dám đánh anh em của Lôi Long tôi, phá hỏng bữa tiệc của tôi, rất có khí phách đấy. Thế nhưng cậu nên biết rõ Lôi Long tôi không phải là người dễ chọc. Bây giờ tôi cho cậu một cơ hội quỳ xuống xin lỗi anh em của tôi, may ra tôi sẽ xem như chuyện hôm nay chưa từng xảy ra. Không quỳ thì thế nào, Đàm Thu hung hăng nói, vua cũng thua thẳng liều, có tin ông đây kéo cậu chết cùng luôn không? Kéo tôi chết cùng, cậu nghĩ cậu có tư cách à? Lôi Long sầm mặt, không phải tôi nói chứ, cậu không thể đụng vào một cọng lông của tôi khi ở nơi này đâu. Nói rồi cậu ta định lấy điện thoại ra gọi cho giám đốc điều hành của Hoạt Sắc Sinh Hương. Nhưng đúng lúc này, cửa phòng riêng mở ra, Tiêu Kiến Nhân chạy từ bên ngoài vào, anh Long, ông chủ của chúng tôi đến rồi. Ông ấy muốn gặp anh, uống với anh vài ly. Sao cơ, Lôi Long ngạc nhiên, thật ư, đương nhiên. Không chỉ có ông chủ Lục mà còn có phi tứ, tử gia của Thiên Hương Kiều cũng đang ở ngoài, họ nói mạo muội làm phiến thì không hay lắm nên nói tôi vào thông báo trước một tiếng. Tử gia và ông chủ Lục cùng tới, ha ha, Lôi Long đột nhiên bật cười, cảm thấy rất có thể diện. Ở Thiên Hương Kiều có mấy ai không biết Lục Hoán Kim và phi tứ. Hai ông lớn đều đến đây chúc mừng sinh nhật, thật sự là quá nể mặt cậu ta. Anh Long lợi hại quá, hai ông lớn đều đích thân tối đây uống rượu cùng anh. Qua, wow, quả nhiên phó chủ tịch Lôi uy danh lẫy lừng. Đám bạn học ra sức nịnh nọt, Tô An Khê càng khoa trướng hơn, phó chủ tịch Lôi, hay là tha cho hai kẻ này trước đi, ra ngoài gặp hai sếp lớn quan trọng hơn. Hai con kiến này lát nữa bảo ông chủ Lục đuổi ra ngoài chẳng phải là xong chuyện sao. An Khê nói đúng, mọi người đi theo tôi đưa mọi người đi gặp ông chủ Lục Hoán Kim của Hoạt Sắc Sinh Hương và nhân vật nổi tiếng ở Thiên Hương Kiều, phi tứ. Lôi Long đắc ý nói. Cậu ta dẫn mọi người đích thân ra ngoài chào đón. So với phi tử, Lục Hoán Kim thì Trần Đức và Đàm Thu là cái thá gì? Lôi Long có thể xử lý hai người đó bất cứ lúc nào, nhưng hai vị sếp lớn thì không phải lúc nào cũng có thể gặp. Phi tứ và Lục Hoán Kim đã đến, mọi người đều rất kích động, ai cũng muốn được ra làm quen với hai vị sếp lớn này. Trần Đức ngạc nhiên phát hiện Lâm Giao và Tổng Ngữ Yên không đi ra ngoài, ngay cả Tô An Khê cũng ở lại trong phòng VIP. Vì thế anh tò mò hỏi, sao mọi người không ra ngoài xem thử? Hai ông già đó thì có gì để xem, còn chẳng bằng nhìn hai người. Đàm Thu, hôm nay cậu làm tốt lắm, Lâm Giao giơ ngón cái lên với Đàm Thu. Mặt Đàm Thu thoáng chốc đỏ bừng, đây là lần đầu tiên cậu được bạn học khen, vẻ cứng ngắc khi nãy thoáng chốc bị cuốn đi, cậu ngượng ngùng bảo, đều do anh Bát Hoang giúp đỡ cả. Trần Bát Hoang, hai người ngoài kia không phải đèn cạn dầu, đặc biệt là phi tứ. Hắn ta có liên quan đến thế lực ngầm, anh hãy nhân cơ hội này rồi khỏi đây cùng Đàm Thu đi, ánh mắt Tống Ngữ Yên có hơi lo lắng. Bà xã, em đang quan tâm tôi à? Quan tâm anh, hừ, tôi chỉ sợ bị bố mắng thôi,
Tổng ngữ Yên bưởng bình nói, còn không mau đi đi. Yên tâm, tôi sẽ không sao đâu, làm sao tôi nỡ rời xa em chứ, Trần Đức bình tĩnh nói, hôm nay tôi tới đây là do phi tử mời. Anh, Tô An Khê trợn tròn mắt, đùa gì vậy, phi tử mời anh tối. Ha ha, khoác lác không cần nghĩ trước luôn, Tô An Khê chưa đi ra ngoài là vì đợi Lâm Giao và Tống Ngữ Yên, cô à chẳng thèm để tâm đến Trần Đức, Ngữ Yên, đừng lãng phí nước bọt với tên tự kiêu tự đại này nữa. Đi, chúng ta mau ra ngoài, nếu không sẽ không kịp mất. Tô An Khê nửa lôi nửa kéo, cùng Lâm Giao và Tổng Ngữ Yên đi ra ngoài. Sao Tô An Khê cứ nhằm vào chúng ta thế nhỉ, Đàm Thu cạn lời. Trần Đức không bình luận gì về Tô An Khê mà chỉ nói với Đàm Thu rằng, đồ ăn ở đây rất ngon, cậu có muốn ăn cùng không? Anh bát hoang, chúng ta thật sự không đi à, Đàm Thu hỏi, phi tứ kia có về không dễ động đến đâu. Cậu ấy vẫn chưa biết Hoàng Dương là thuộc hạ của phi tứ, chỉ biết người mời Trần Đức đến là người được Hoàng Dương gọi là tứ gia. Cậu chưa nghe nói về phi tứ bao giờ, nhưng nhìn vẻ mặt của mấy người phía Lôi Long thì biết chắc chắn là một nhân vật lớn. Nói thật thì cậu cũng không tin những lời Trần Đức vừa nói với Tô An Khê. Nếu Trần Đức quen được ông chủ lớn như vậy thì sao vẫn ăn mặc giản dị, bình thường thế này. Hơn nữa em gái còn đang ở bệnh viện mà không mời người tới chăm sóc. Đi cái gì mà đi, đồ ở đây ngon lắm, không ăn thì phí. Từ khi phát hiện mắt có điều kỳ lạ, Trần Đức luôn cảm thấy đói bụng, từ lúc vào phòng đến giờ anh vẫn ăn không ngừng. Khi ba cô gái phía Tô An Khê đi ra, anh lại tiếp tục ăn, dường như không hề hoảng loạn chút nào. Anh, chúng ta thật sự không chạy trốn sao, thấy Trần Đức bình tĩnh như vậy, Đàm Thu lại hỏi. Tuy rằng bây giờ cậu đã thoát khỏi bóng ma tự ti, nhưng vẫn biết còn sống là còn hy vọng. Nếu thật sự động đến người không thể động thì kết quả sẽ rất thảm. Yên tâm đi, sẽ không có chuyện gì đâu. Trong lòng Trần Đức không chút gợn sóng, thậm chí anh còn thấy buồn cười. Đàm Thu nhìn dáng vẻ điềm nhiên của anh, không biết vì sao trong lòng cũng bình tĩnh hơn rất nhiều, giống như cảm xúc của anh có thể truyền sang cho cậu, vì thế cậu cũng bắt đầu ăn ngấu nghiến. Bên ngoài phòng VIP, Lục Hoán Kim và Phi Tử dẫn theo một nhóm thuộc hạ rất đông đang đứng chờ bên ngoài. Nơi này là địa bàn của họ. Cho dù cứ thế đi vào cũng sẽ không có ai nói gì, nhưng nghĩ đến việc Trần Đức đang ở trong, vẫn nên thông báo trước một tiếng rồi vào thì hơn. Hai người lăn lộn trong giang hồ đã lâu, tối đó Trần Đức dễ dàng cứu được người ra từ tay cục trưởng, chỉ dựa vào điểm này thôi đã có thể thấy được anh chắc chắn không phải người bình thường. Họ đã coi Trần Đức là bạn, là quý nhân, vì thế nhất định phải nể mặt. Tên nhóc Lôi Long thật có phúc, lát nữa gặp cậu ta, chúng ta cũng phải khách sáo một chút, Phi Tử cười ha ha. Có thể làm bạn với đại ca, tương lai chắc chắn có thể thỏa sức phát huy. Tất nhiên rồi, Lục Hoán Kim cười bảo, họ đến rồi. Khi hai người nói chuyện thì cánh cửa phòng VIP đã mở, Lôi Long dẫn các bạn học từ trong đi ra, cậu ta đi đầu tiên, miệng cười rất tươi, cực kỳ đắc ý. Lôi Long, chờ một chút, bỗng nhiên Tổng Ngữ Yên đang đi ở cuối cùng, bước nhanh đến trước mặt Lôi Long. Ngữ Yên, có chuyện gì vậy, thấy người mình thích chủ động nói chuyện với mình, Lôi Long càng thêm tự tin. Trần Bát Hoang là người bố tôi chỉ định, anh ta là chồng chưa cưới trên danh nghĩa của tôi hy vọng cậu đừng quá đáng quá, nếu không tự gánh lấy hậu quả. Giọng Tổng Ngữ Yên rất NSND, chỉ Lôi Long mới có thể nghe thấy về mặt Lôi Long hơi thay đói, cậu ta không ngô Tổng Ngữ Yên lại nói giúp Trần Bát Hoang, trong lòng cảm thấy rất khó chịu. Nhưng cậu ta cũng không làm gì được, cậu ta theo đuổi Tổng Ngữ Yên không chỉ vì cô xinh dẹp, nói thật người giàu có như cậu ta, muốn tìm phụ nữ dẹp không khó. Lý do chính là vì người phía sau Tổng Ngữ Yên, tạm thời chưa nói đến bố cô là Tổng Thiên Vũ, nhà họ Lôi còn có thể ngang vai ngang về. Nhưng nhà ngoại của có, nhà họ Lôi không thể động đến. Ngữ Yên yên tâm, cậu thấy tôi có giống người bụng ra hép hài không, ngoài miệng Lôi Long đồng ý, nhưng trong lòng lại càng hận Trần Đức hơn. Sao tôi còn có việc, đi trước đây, Tổng Ngữ Yên không có tâm trạng ở lại, tối nay trong mắt cô chi là một trò hế, vì thế cô di về trước với Lâm Giao. Cô vốn định gọi thêm Tô An Khê, nhưng phát hiện có A không muốn đi nên cũng không ép buộc. Tô Quân lấy một thứ rồi. Đi được nửa đường, Lâm Giao đột nhiên nói, Ngữ Yên, cậu chờ tớ nhé, Tô quay lại một chuyển. Lâm Giao vội vàng quay lại, tôi bên Lôi Long, Lôi Long, tôi cảnh cáo cậu, nếu cậu dâm có ý đồ với Trần Bát Hoang thì tôi sẽ không tha cho cậu đâu. Nói xong câu này, Lâm Giao chạy đi, để lại Lôi Long đứng đó cau chặt lông mày. Hai hoa khôi của trường đều nói giúp cho thằng nhà quê kia. Điều này khiến lòng cậu ta cực kỳ khó chịu.
ngoài việc biết đánh nhau, Trần Đức còn điểm gì hơn cậu? Tại sao hai Hoa Khôi lại thích anh ta như thế? Lôi Long không đuổi theo, vì đi cậu ta mà nói, bây giờ Phi Tử và Lục Hoán Kim mới là quan trọng nhất, vì thế cậu ta cố gắng nở nụ cười nhiệt tình, thân thiện dẫn các bạn cùng đến chào hỏi. Còn Trần Đức, chắc chắn cậu ta sẽ xử lý, đồng thời mượn thế lực của Phi Tư và Lục Hoán Kim để ra tay, như vậy sẽ không liên quan đến cậu ta. Chú Lục, Tử gia, không biết hai tiền bối sẽ tới đây, Lôi Long không tiếp đón từ xa, mong các chủ rộng lượng bỏ qua, Lôi Long bước lên trước, nhiệt tình nói hai chủ có thể tới, cháu thật sự cảm thấy rất vinh hạnh. Lục Hoán Kim cười bào, đầu có, Châu Lôi nói vậy khách sáo quá dối, chủ với bố Châu cũng có qua lại, sinh nhật cháu, chủ cũng nên tối chúc mừng. Lãi Long, người đúng như tên, đẹp trai anh tuần thế này, tương lai chắc chắn tiến đó rộng mở, Phi Tử khen ngợi. Khi hai người nói chuyện, ánh mắt lại nhìn lướt qua đám đông như thế tìm kiếm gì đó, không nhìn thấy bóng dáng muốn thấy, cả hai đều có vẻ hơi thất vọng. Lôi Long không để ý đến những chi tiết nhỏ này, chú Lục, Tử gia, đây là bạn học của cháu, họ đã nghe nói đến đại danh của các chú từ lâu nên muốn gặp các chứ. Nói xong, cậu ta quay đầu nói với các bạn, đây là ông chủ Hoạt Sắc Sinh Hương, ông chủ Lục, Lục Hoán Kim. Đây là người phụ trách Thiên Hương Kiểu, Phi Tử gia. Chúng cháu nghe nói đại danh của ông chủ Lục và Tử gia đã lâu, hôm nay được gặp, hai chủ quả nhiên rất phi phàm. Tô An Khê không bỏ qua bất cứ cơ hội nào để thể hiện mình, cô ta uốn éo quyến rũ bước ra từ trong đám đông, muốn tiếp xúc gần với Lục Hoán Kim và Phi Tử nhưng bị hai nhân viên bảo vệ chặn lại. Lui ra, Phi Tử phát tay, ra hiệu cho thuộc hạ lui ra ngoài. Hắn ta nhỏ rất rõ cô gái này, nhìn từ camera, cô ả đã từng nói chuyện với Trần Đức có vẻ rất thân thiết, hắn phải nề mặt một chút. Tô An Khê tưởng rằng vẻ đẹp của mình đã thu hút sự chú ý của Phi Tử, vì thế cô ả nổ nụ cười tự cho là đẹp nhất, Tử gia, ông chủ Lục, Châu là Tô An Khê, sau này mong các chủ hãy giúp đỡ nhiều hơn. Chắc chắn rồi, Lục Hoán Kim cười lân. Đám bạn bè của Lôi Long cũng bước tối, tự giới thiệu bản thân để hai người biết mặt. Hy vọng sau này làm việc ở Thiên Hương Kiểu sẽ dược thuận lợi hơn chút. Thời buổi này có quan hệ môi có tiến, mà Lục Hoán Kim và Phi Tử lại là hai ông lần ở Thiên Hương Kiểu. Cảnh tượng nhiệt tình như vậy khiến Lôi Long rất đắc ý, dù sao Phi Tử và Lục Hoán Kim cũng tới đây vì sinh nhật của cậu ta, chắc chắn sau này nhóm bạn sẽ nghe theo cậu ta răm rắp. Thấy mọi người đều đã giới thiệu xong, Lôi Long ho khan một tiếng, được rồi, quay lại đi, mấy cậu làm vậy còn ra thể thống gì nữa. Không sợ bị người khác chê cưới à chú Lục, Tử gia, mời hai chú vào trong uống vài ly với chúng cháu. Lôi Long bước lên làm động tác mời, Lục Hoán Kim và Phi Tử sải bước đi vào phòng VIP. Cậu Lôi, có phải cậu vẫn còn bạn chưa ra không? Phi Tử không thấy Trần Đức và Đàm Thu Đầu thì khó hiểu hỏi. Lôi Long vừa định nhắc đến chuyện này để phía Phi Tử giải quyết Trần Đức giúp, không ngờ đối phương lại chủ động nhắc tới, vừa đúng ý cậu ta. Cậu ta giã vỡ do dự rồi thở dãi. Làm ra dáng vẻ mặt ủ mày trao. Cháu Lôi, chẳng lẽ đã có chuyện gì giói, Lục Hoán Kim là người thông minh, vừa nhìn là biết đã có chuyện. Xe, Lôi Long lại thở dài, chủ Lục, Tử gia, đây là chuyện giữa cháu và bạn học, nói ra thật sự sợ các chủ chê cười. Đúng là vẫn còn người chưa đến, Châu có một người bạn bị thương, đang nghi ngơi trên sofa à. Cái gì, về mặt Lục Hoán Kim thay đổi, tông rằng người Lôi Long đang nói đến là Trần Đức. Vì thế hỏi ngay, kẻ nào to gan vậy? Dám ra tay ngay trong địa bàn của chú. Phi Tử khế cau mày. Hắn ta cũng nghĩ là Trần Đức, nhưng trong lòng lại hơi nghi ngờ, hắn đã được thấy khả năng của đại ca, là người như thế nào mới có thể khiến đại ca bị thương chứ? Hai, cháu thật sự không tiện nói. Thấy hai người đều có biểu cảm như mình mong muốn, Lôi Long lại bắt đầu dùng chiêu lạt mềm buộc chặt. Dám đánh người khác bị thương ngay trong địa bàn của chú. Người đó đã đi chưa, Lục Hoán Kim hỏi, chưa đi thì lát nữa chú sẽ giải quyết giúp cháu. Chủ Lục, chỉ là chuyện giữa các bạn học với nhau thôi à, trong lòng Lỗi Long mừng như điên nhưng ngoài mặt lại tỏ ra rất do dự. Có một số lời cậu ta không thể nói ra một cách dễ dàng, phải để người khác nói, nếu không hai Hoa Khôi sẽ tối tỉnh số với cậu ta sẽ không còn đường sống. Sao Phó Chủ tịch Lôi, nếu ông Chủ Lục đã đồng ý giúp đỡ thì cử nói đi, Tô An Khê sốt sáng chen vào. Ông chủ Lục, Tử gia, Phó chủ tịch Lôi nế tình bạn học nên không muốn nói, để cháu nói thay cậu ấy, là như thế này, chúng cháu có hai người bạn vốn không được cậu Lôi mời đến tham dự bữa tiệc,
nhưng họ cử lại tới, muốn thể hiện mình trước Hoa Khôi trưởng chúng cháu. Cậu Lôi tốt bụng không nói gì, đưa họ cũng tối dự tiệc, ai biết họ lại liên tục gầy phiên phúc làm chúng cháu tức chết, cuối cùng còn đánh người bị thương, khiến người bạn rất thân với cậu Lôi bị thương nặng. Tô An Khê không nói ra tên của Trần Đức và Đàm Thu, tên của họ không đáng xuất hiện trong dịp này, cô ả thêm mắm dặm muối, nói xấu hai người. Sự việc là như vậy đó à, chúng cháu đã nói đây là địa bàn của ông chủ Lục và Từ gia, nhưng anh ta không chỉ khinh thường còn nói các chủ chẳng là cái thá gì, các chủ gặp anh ta cũng phải tránh xa. Nghe vậy, về mặt Phi Tử và Lục Hoán Kim đều trở nên khó coi, họ không phải kẻ ngốc, đương nhiên biết ả này thêm mắm dặm muối, trong lòng cũng thấy khó chịu. Người đẹp, nói năng chú ý một chút, Hoàng Dương lạnh mặt nhắc nhà, cẩn thận họa từ miệng mà ra. Về mặt Tô An Khê hơi thay đổi, cô ả nô nụ cười ngược, không dám nói thêm nữa. Đi thôi, tôi muốn xem kẻ nào mà lại to gan, không chỉ gầy chuyện ở bữa tiệc của cậu Lôi, còn phách lối ngay trên địa bàn của Phi Tử này như vậy. Phi Tử hùng hồn lên tiếng, hắn ta tông Trần Đức là người bị đánh nên trong lòng cực kỳ tức giận, hắn muốn xem rốt cuộc là kẻ nào mà lại không nể mặt hắn như thế. Tứ gia, họ cũng là bạn của Châu, lát nữa mong chú nhẹ tay một chút ạ, Lôi Long ra về tốt bụng. Tôi tự có chứng mực, họ vừa đi vừa nói, tôi trước cửa phòng VIP, Tiêu Kiến Nhân dẫn đầu mở cửa cho họ. Phi Tử và Lục Hoán Kim đi vào, nhưng vừa vào họ đã ngẩn người. Trên sofa đúng là có một cậu nhóc mặt mũi xanh tím đang nằm ở đó. Nhưng không phải Trần Bát Hoang, Trần Đức lúc này đang ăn rất ngon lành, mà Đàm Thu ở bên cạnh anh cũng đang ăn. Nhưng khi nhìn thấy hai người thì cậu đã dừng lại, tiện tay cầm bình rượu bên cạnh lên, chuẩn bị chúc mừng. Tuy nhiên, sau khi nhìn thấy Hoàng Dương, trong mắt Đàm Thu hiện lên vẻ kinh ngạc, thảng thốt, sau đó ánh mắt lại trở nên sâu thẳm. Sự xuất hiện của Hoàng Dương nói lên Trần Đức không hề nói dối, càng không hề khoác lác. Lẫn này họ thật sự được Phi Tử mời tối. Trần Đức vẫn đang ăn vừa uống, cực kỳ bình phinh tự nhiên. Lục Hoán Kim và Phi Tử đưa mắt nhìn nhau. Lập tức hiểu chuyện gì đã xảy ra. Trong lòng họ không khỏi thầm rủa vài câu. Mẹ kiếp, suýt nữa đã bị lợi dụng. Chính là hai người họ, Tử gia, ông chủ Lục, đây chính là hai kẻ đã làm loạn trong bữa tiệc của cậu Lôi, còn đánh bạn cậu ấy bị thương. Tô An Khê đã muốn xử lý Trần Đức từ lâu, bây giờ cuối cùng cũng tìm được cơ hội. Cô ả bèn theo nhóm Lôi Long đi vào, cáo mượn oai húm, hai tên khốn kia, dám gây chuyện ở địa bàn của Tử gia và ông chủ Lục. Còn không mau cút đi, Hoàng Dương đang định lên tiếng thì bị Phi Tử dùng ánh mắt ngăn lại, hắn ta quay đầu hỏi Lôi Long, là họ đánh bạn của cậu. Vâng, Lôi Long gật đầu, kính cẩn nổi, Tử gia, thật xấu hổ, để các chủ chê cười dối, lát nữa chủ nhẹ tay một chút nhé, họ cũng là bạn học của cháu. Nói xong Lôi Long lại nhìn về phía Trần Đức, u ám bảo, đây là địa bàn của Tử gia và chủ Lục, tôi đã bảo các cậu đừng gây chuyện ở đây rồi, chuyện sắp xảy ra bây giờ nằm ngoài khả năng quân lý của tôi. Lần này hai tên kia đi đời gió hơ. Đúng thế, chưa nói đến Lục Hoán Kim, chỉ riêng Phi Tử gia thôi đã không dễ động đến rồi. Hà, ai bảo họ đắc tội cậu Lôi chứ, thân phận của cậu Lôi đầu phải hai kẻ nhà quê này có thể đắc tội những người phía sau bắt đầu xì xào bàn tán, ai cũng cao ngạo, mia mai chờ xem kích hay. Không phải vừa nãy hai người rất ghê gồm à, sao bây giờ lại không dám lên tiếng nữa, Tô An Khê châm chọc, hai kẻ nhà quê các người tự coi mình lợi hại. Dâm gây chuyện trong bữa tiệc của cậu Lôi, không tự soi lại mình dưới nước tiểu đi. Cậu Lôi là ai, các người là ai, trong lòng các người không tự biết sao. Trong mắt chúng tôi, các người chi là rác rưởi, biết rác rưởi là gì không? Là đó bỏ đi, là thứ vô dụng. Lâm Giao và Tổng Ngữ Yên không ở đây, Tô An Khê hoàn toàn lộ rõ bản chất, buông những lời nói xúc phạm khó nghe, hoàn toàn không phù hợp với cách ăn mặc lộng lẫy xinh đẹp của cô à. Cho dù ảnh mất Phi Tư và Lục Hoán Kim nhìn Tô An Khê liên tục thay đổi như đang nhìn kẻ ngốc hay kẻ mất chi. Nhưng hai người vẫn đinh tại chỗ, mặc cho cô ả diễn kịch, họ muốn xem ả có thể diễn được đến lúc nào. Nụ cười đắc ý hiện lên trên môi Lối Long, cậu ta thích cảm giác này, không cần làm gì cũng có người chen nhau làm giúp mình. Đại Tô An Khê nói đã đủ, Lôi Long mới lên tiếng, An Khê, đừng nói nữa, cậu nãi vậy rất tổn thương lòng tự trọng của người khác. Trần Đức vẫn điềm nhiên ăn tiếp, còn Đam Thu lại rất muốn cười. Cậu rất mong chờ lát nữa chân tưởng được vạch trần về mặt đám người này sẽ thú vị thế nào. Tự trọng, người như họ cần gì tự trọng, Tô An Khê liên tục cười khấy, sau đó thái độ thay đổi. À tối trước mặt Lục Hoán Kim và Phi Tử nhẹ giọng nói, hai chú à,
hai chú nhất định phải cho hai tên không biết sống chết này một bài học tử tế. Phi Tứ không nói gì, sắm mặt bước về phía trước. Lục Hoán Kim và Hoàng Dương đều theo sau hắn ta. Ngoài ra còn có mười mấy gần 20 thuộc hạ của Phi Tứ, nhóm thuộc hạ này không biết Trần Đức nên đã rút sản gậy ra. Lôi Long, Tô An Khê và nhóm bạn đều chờ xem kịch hay, chờ Trần Đức quỳ xuống trước mặt mình cấu xin tha thứ, gào khóc khốn khổ. Phi Tứ từng bước tới gần, hần ta càng lại gần, không khí càng lúc càng yên tĩnh. Sự phần khích lóe lên trong mắt Lôi Long cầm giác mượn dao giết người này thật sự rất tuyệt. Chẳng mấy chốc Phi Tử đã tôi trước mặt Trần Đức, khi mọi người đều cho rằng Trần Đức sắp bị cho một bài học. Một cảnh tượng hãi hùng xuất hiện, Phi Tử dùng đối diện Trần Đức, đột nhiên củi gập 90 độ, cung kinh gọi, đại ca xưng hô này như có ma lực. Khiến không khí rơi vào im lặng chết chóc, im lặng đến đáng sợ, nụ cười trên mặt Lôi Long. Tô An Khê và những ngừa chế nhạo Trần Đức lập tức trở nên cứng ngắc. Đại ca Phi Tử gọi anh ta là đại ca. Mọi người đều nghi ngờ có phải Minh nghe nhám không? Bọn họ không dám tin. Đại ca thể lực ngắm của Thiên Hướng Kiểu là Phi Tử. Năm nay hắn ta đã hơn 4 mối tuổi, thế mà hắn ta lại gọi Trần Đức là đại ca. Mẹ kiếp, thế gối này điên rối ngay cả Đàm Thu cũng ngắn ra, trong mắt toàn là vẻ kinh ngạc. Thuộc hạ của Phi Tử lại càng bối rối, mở mịt. Chuyện gì thế này? Còn ngây ra đó làm gì? Không mau gọi đại ca cả đít, Phi Tử xoay người, quát lên với nhóm thuộc hạ phía sau, không biết ý chút nào, làm sao đi theo tôi được. Sao đại ca cá? Hoàng Dương là người phân ứng lại đầu tiên, củi người, kính cẩn hô lên với Trần Đức. Đại ca cá, dường như cùng lúc đó, gắn 20 vệ sĩ mặc đó đen phía sau Hoàng Dương đều củi xuống chào Trần Đức. Cảnh tượng này khiến mọi người đều choáng váng, nụ cười trên mặt Lôi Long cứng ngắc. Gó má không tự chủ được giật giật. Khuôn mặt đắc ý của Tô An Khê cứng đờ, không hề nhúc nhích, đôi mắt đeo kính áp tròng màu tím hơi run lên, đôi môi mỏng khẽ mở như nhìn thấy ma. Trong đầu ả hiện lên một câu, hôm nay tôi tối đây là do Phi Tử mời. Đây là lời Trần Đức đã nói với ả. Khi đó ả tưởng Trần Đức chi đang khoác lác nên không hề để tâm. Lúc này tâm trạng ả vô cùng phức tạp, cảm giác không còn đất dung thân. Phía sau họ, nhóm bạn qua lại với Lôi Long đều ngắn người, không ai không kinh ngạc. Ai có thể ngờ được một chàng trai trẻ đến từ nông thôn, hết sức bình thường lại là đại ca của Phi Tứ. Không thể tin được, Lục Hoán Kim ở bên cạnh cảm thấy hơi buồn cười, Phi Tử đúng là thích đùa, rõ ràng có thể không cần làm lớn như vậy nhưng lại cứ thích dọa đám nhóc miệng còn hôi sữa này. Trước tình huống này, đương nhiên Trần Đức biết chắc chắn rằng Phi Tử đang cố ý. Anh ngừng ăn, đặt bình rượu về lại chỗ cũ. Hơi bất lực bảo, Phi Tử, không cần phải khoa trương vậy chứ hấy, nên vậy mà, để cho một số kẻ mắt chó coi thường người khác biết rốt cuộc ai môi là kẻ nên soi lại minh dưới nước tiêu. Phi Tử cố ý cất giọng thật cao, nghe hần ta nói vậy, phía Lôi Long và Tô An Khê càng trở nên phức tạp, về mặt khó coi như ăn phải phân. Đưa à đanh đá và Lôi Long tới đây cho tôi, Phi Tử ngồi xuống sofa, ra lệnh cho thuộc hạ. Hoàng Dương vẫy tay, hai thuộc hạ bước đi. Một người đi về phía Lôi Long, một người đi về phía Tô An Khê. Họ đấy hai người tối trước mặt Phi Tử. Tô An Khê chưa bao giờ gặp tình cảnh này, cô á sợ tối mức hai chân run rẩy, sắc mặt tái nhợt, đầu óc trống rỗng. Lôi Long à, cậu được lắm, tôi với bố cậu cũng coi như có qua lại, dù là bố cậu cũng không âm hiếm đến thế, muốn mượn dao giết người à, Phi Tử không thêm quan tâm đến Tô An Khê, nở nụ cười đầy ân ý với Lôi Long. Lôi Long dùng mình, cười xòa. Oan cho cháu quá, Tử gia, cháu không phải loại người như chú nghĩ đâu. Ý cậu là tôi nói sai giá hia, Phi Tử hỏi ngược lại. Lôi Long, hồi câu này thì cậu ta biết trả lời thế nào? Dù nói phải hay không phải, kết quả chờ đón cậu ta đều không tốt. Tử gia, hôm nay là sinh nhật cháu, chủ nế mặt cháu mà bỏ qua chuyện này được không ạ? Lôi Long thận trọng hỏi. Nế mặt cậu, Phi Tử như nghe được câu chuyện gì rất nực cười bèn bật cười lớn tiếng. Đứng dậy khỏi ghế sofa nhìn Lục Hoán Kim, ông chủ Lục, cậu ta bảo tôi nề mặt cậu ta, Lục Hoán Kim cười lắc đầu bất lực. Quả nhiên là trẻ con miệng còn hồi sữa, lời nào cũng dám nói. Phi Tử vẫn cười, tiếng cười vang vọng khắp phòng VIP, nhìn có vẻ rất vui. Lôi Long thấy thế còn ướng là có hy vọng, vì thế vội vàng nói thêm, nhà họ Lôi cháu cũng có chút mặt mũi ở thành phố Tần, nếu cháu xây ra chuyện, người nhà Châu chắc chắn sẽ xé cái đầu cậu. Phi Tử khi nãy còn đang cười, về mặt đột nhiên thay đổi, hần ta âm chấm, di chăn lên đá vào bụng Lôi Long. Bịch, Lôi Long bị đạp ngã ngửa,
ôm bụng nhìn phi tử với vẻ khó tin, phi tử, chú. Chủ dám đá tôi, đá cậu, ông đây không chỉ dám đá cậu mà còn dám đánh cậu đấy. Thật sự tưởng mình ghê gồm lắm à, đứng nói là thế diện của A cậu, cho dù gọi bố cậu tối, cậu hồi xem tôi cho ông ta mặt mũi, ông ta có dám nhận không? Mẹ kiếp, phi tử đây bao nhiêu năm không ra oai thì tưởng tôi dễ tính. Phi tứ giận dữ nói tiếp, lôi xuống đánh cho tôi, đánh mạnh vào, đánh đến khi nào mẹ ruột cũng không nhận ra cậu ta thì thôi. Lãn lộn trong giang hồ phải tàn nhẫn, nếu không tàn nhẫn thì phi tứ đã không ngồi được lên vị trí ngày hôm nay. Hắn ta chưa bao giờ là người dễ dãi, ngay cả Lục Hoán Kim cũng không dám đảm bảo 100% được hắn nể mặt. Hắn Hòa Nhã còn phải người đó là ai? Lôi Long là cái thả gì? Muốn mượn dao giết người, còn muốn hắn nể mặt cậu ta. Xét về độ giàu có, nhà họ có thể hơn phi tử, nhưng xét về quan hệ và thực lực, nhà họ lối dâm tự phụ sằng bậy ở Thiên Hương Kiều, đảm bảo không có đường ra khỏi đây. Phi tử hạ lệnh xong, Lôi Long lập tức bị lưới đi, mấy tên thuộc hạ thay nhau đánh, đánh cho Lôi Long khóc lên, cuộn tròn người trên đát, la hét không ngừng. Đám bạn của cậu ta sợ hãi ra đầu tê dại, sống lưng liên tục ớn lạnh. Không ai dám lên tiếng nói thay Lôi Long. Bây giờ bọn họ bảo vệ bản thân còn khó. Phi tứ nhổ một ngụm nước bọt lên mặt Lôi Long rồi mắng, thật sự tông mình lợi hại lắm à. Nếu đại ca tôi không ở chỗ cậu, cậu nghĩ tôi và ông chủ Lục sẽ đến. Cũng không soi lại bản thân mình xem. Không biết là cố ý hay võ tinh mã, phi tử lại dùng câu nói mà Tô An Khê vừa mắng Trần Đức lúc này để nói với Lôi Long. Sau đó hắn ta hùng hồ quay lại sofa. Phi tử nhìn Tô An Khê, bây giờ đến lượt cô rồi, lúc nãy cô mắng rất hãng say mà, đúng chứ? Tha mạng, tử gia tha mạng. Ngay khi phi tử lên tiếng, hai chân Tô An Khê mềm nhũ, quỳ xuống đất, bò đến bên cạnh phi tử. Tử gia, cháu không biết Trần Bát Hoang. Cút ra xa một chút. Phi tử đá cô à ra xa, mẹ kiếp, đừng đến gần tôi thế, ok. Tử gia, cầu xin chủ tha cho cháu thật sự sai rồi, cháu sai rồi. Tô An Khê gào khóc, hoàng sợ cầu xin tha. Thấy phi tử không nói gì, cô à lại bò đến bên chân Trần Đức, anh Bát Hoang, tối xin lỗi, là lỗi của tôi. Tôi có mắt không tròng khinh người, tôi không nên mắng anh, cầu xin anh, người luôn không trách cây nhà, tha cho tôi được không? Cầu xin anh. Tô An Khê thật sự đã sợ hãi lâm rối, cô à chưa bao giờ gặp tình huống này, đầu óc trống rỗng, chỉ biết xin tha. Trần Đức chán ghét lại vé sau hai bước, cắt đi chỗ khác, Hoàng Dương hung bạo túm lấy tóc Tô An Khê đến trước mặt phi tử, ai cho cô qua đớ. Tha cho tôi, tha cho tôi. Tô An Khê lẩm bẩm nói như thế chỉ biết nói mấy chữ này, ánh mắt tràn đầy sự khẩn cấu. Giờ phút này, cô à cảm thấy vô cùng hối hận. Hối hận là đáng lẽ không nên đối xử với Trần Đức như thế. Anh vốn gì đi cùng với Lâm Giao, Tổng Ngữ Yên, cô à có thể lợi thế để làm quen vai Trần Đức, tạo quan hệ tốt với anh. Nếu miệng cô à nói năng đàng hoàng một chút, có lẽ giờ đã có kết cục khác rồi. Tiếc là trên đãi này không có thuốc hối hận, giờ cô à chỉ có thể cấu xin tha. Tử gia, chỉ cần chủ tha cho cháu sẵn sàng làm trâu làm ngựa. Tô An Khê khổ sở cầu xin, tiện thể đó hết tội lên Lôi Long. Đều là tại Lôi Long, những lời lúc này đều là do Lôi Long bảo cháu nói. Lôi Long nghe những lời đó thì rất muốn cãi lại, nhưng từng cơn đau nhói khiến tiếng kêu thảm thiết của cậu ta trở thành tiếng hét thê lương. Hoàng Dương, cất lời cô ta đi, phi tử mất kiên nhẫn, hắn ta ghét nhất là loại phụ nữ lắm lời. Hoàng Dương nhận lệnh, không hề do dự rút một con dao từ trên người ra, con dao lóe lên ánh sáng lạnh băng dưới ánh đèn khiến người khác cảm thấy sợ hãi. Không, không. Tô An Khê sợ hãi lùi về sau, liên tục lắc đầu, ánh mắt tràn đầy sự sợ hãi. Chưa lùi về được bao xa, mấy tên đàn em của phi tử đã chặn cô ả lại. Không, Tô An Khê như phát điên muốn chạy trốn lại bị hai tên đàn ông lực lưỡng đè cô ả dối mặt đất. Cô ả liên tục giấy rua, hết cách dối, không còn tác dụng gì. Hoàng Dương bước đến trước mặt cô ả, bóp miệng cô ả, dịu dàng, hòa nhã như một vị quân tử nói, là lười rét cô yên tâm. Tôi sẽ nhẹ nhàng, đâm bảo cô sẽ không cảm thấy đau. Tô An Khê mím môi, hoàng hót nhìn Hoàng Dương. Có một chất lồng ấm nóng chảy ra rối làn váy của cô. Cô à hoàng sợ đến độ tẻ trong quấn khi đối mặt với Hoàng Dương. Hoàng Dương đứng rất gần, ống quần bị ướt khiến anh ta nổi giận, tất một cái thật mạnh vào mặt cô à nói, không mở miệng đúng không? Tôi giúp cô, nói rồi anh ta bóp chặt mũi Tô An Khê. Sắc mặt Tô An Khê đô bừng. Cuối cùng cô à vẫn không nhịn được hà miệng ra hít thở.
Cùng lúc đó một tay đàn em ở bên cạnh ra tay cay miệng Tô An Khê ra. Tô An Khê điên cuống vùng vẫy. Hoàng Dương lại khế cười gió con dao vào trong miệng cô à. Lưới dao đã chạm đến đầu lưới Tô An Khê, một vệt máu chảy ra. Chỉ cần hơi xoay một cái, đầu lưới Tô An Khê sẽ bị đứt ngay. Nhiều người bạn của Lôi Long đã nhắm mắt, không muốn nhìn cảnh này, ngay cả Đàm Thu cũng cảm thấy hơi tàn nhẫn, cậu ấy quay đầu sang một bên. Khoan đã, ngay lúc Hoàng Dương sắp ra tay, một giọng nói lại vang lên. Mọi người quay đầu lại nhìn, thấy người lên tiếng là Trần Đức. Phi tử, tha cho cô ta một lần đi, nế mặt tôi chú tơ, Trần Đức nói. Trần Đức nói thể khiến tất cả mọi người đều ngạc nhiên. Phải biết là vừa rồi Tô An Khê đã mắng anh đấy. Phi tứ cũng cảm thấy bất ngờ. Hắn ta nghĩ Trần Đức nhân từ quá, nhưng Trần Đức lại không giải thích nhiều. Không phải anh nhân từ, anh từng đứng trong chiến trường, khắp nơi đều là mảnh vỡ thi thể. Cũng từng chính tay lột ra kẻ địch, lấy nội tạng của chúng ra. Càng một dao cất vào đầu có đối thủ, máu bắn lên cao hơn 3 mét, văng lên cả người anh. Dù sao Tô An Khê cũng là bạn của Tổng Ngữ Yên và Lâm Giao, nếu không còn đầu lưới thật thì với tinh cách của hai người kia, tuyệt đối không thể không quan tâm. Lúc đó chắc chắn Trần Đức không thể thoát khỏi liên quan. Một Tô An Khê mà thôi, anh không xem là gì cả. Dù cô à có mất lưới cũng sẽ không có ảnh hưởng gì đến Trần Đức. Nhưng anh không muốn vì Tô An Khê mà quan hệ của anh và Tổng Ngữ Yên trở nên phức tạp. Trần Đức không giải thích nhiều thế, trước giờ anh không phải là một người thích giải thích nhiều, anh đứng tại chỗ lặng lặng đợi phi tử trả lời. Mặc dù phi tử nghĩ Trần Đức nhân từ, nhưng nếu anh đã nói thế, dĩ nhiên hắn ta không tiện nói gì thêm, được, tôi phải nề mặt đại ca chứ. Lời này của hắn ta khiến đám bạn của Lôi Long như bừng tinh. Trước đó Lôi Long cũng bảo phi tử nề mặt cậu ta. Lúc này Trần Đức cũng nói thể, nhưng một lời nói phát ra từ hai người khác nhau, kết quả và sự khác biệt thế mà lại lớn đến thế. Rốt cuộc Trần Đức có ma lực gì mà có thể khiến phi tử nghe lời răm rấp? Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 2.